Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn chương 376, Vượt Quan Tiêu chuẩn ninja thủ đoạn, đàm hiên lúc này thân ở không trung, lực chú ý đều đặt ở dưới chân trúc súng phía trên, đối đến từ không trung tập kích, không có nửa phân phòng bị. Từ trên trời giáng xuống một đao này, vừa nhanh vừa độc, thực tế không tốt ngăn cản. Nếu như không phải tại hoàn cảnh như vậy, đàm hiên thật đúng là khá là phiền toái, người giữa không trung muốn né tránh, không có mượn lực chỗ, trên cơ bản là không thể nào vi phạm vật lý học thường thức. Bất quá, đàm hiên là tại trong rừng trúc, bên người nàng tất cả đều là cây trúc. Đao phong gần người sát na, đàm hiên bỗng nhiên không gặp. Nhìn như tất chúng một đao, vậy mà mất đi mục tiêu, thất bại. Nhẫn thuật, từ trên trời giáng xuống một tên nam tử áo đen hai tay nắm hàn lóng lánh võ sĩ đao, kinh hãi gọi một tiếng. Đàm hiên vừa rồi thi triển một chiêu này độn thuật, thật sự chính là nhẫn thuật, cùng hắn hòa nói luyện tập độn thuật cơ hồ hoàn toàn giống nhau như đúc, chỉ bất quá tạo nghệ tựa hồ cao hơn hắn. Chẳng lẽ xông tới tên địch nhân này, không phải chi người kia, mà là đông đảo người, đồng bào của mình. Cái này áo đen ninja còn tại chỗ mắt, cách đó không xa cây trúc một trận lắc lư, tựa hồ có bóng đen lóe lên, hướng về rừng trúc bên ngoài phóng đi. Cái này chi người kia không nghĩ sóng tốn thời gian, chỉ muốn cấp tốc thoát khỏi hắn dây dưa, hướng trong trang viên trung tâm rất tiến vào. 3K áo đen ninja thấp giọng chửi mắng một câu từ khi hắn phụ trách trấn thủ phiến khu vực này đến nay nhiều năm như vậy mặc kệ là mô phỏng quyết đấu hay là thực chiến đều từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đột phá hắn đạo phòng tuyến này vì thế áo đen ninja cảm giác sâu sắc kiêu ngạo cái này ghi chép quyết không thể bị một cái chi người kia đánh vỡ mà lại thế mà còn là một cái chi nữ nhân kia thực tế quá mất mặt áo đen ninja không hề nghĩ ngợi không chút do so dự liền truy sát tới. Đối mảnh này rừng trúc quen thuộc trình độ, toàn bộ Yagyu gia tộc tộc hoặc là nói toàn thế giới đều sẽ không có người vượt qua hắn. 20 năm qua, hắn cơ hồ là lấy mảnh này rừng trúc vì nhà, thậm chí toàn bộ rừng trúc có bao nhiêu cây cây trúc, năm nay mùa xuân mới tăng bao nhiêu cái cây trúc, hắn đều trong lòng hiểu rõ. Áo đen ninja mượn nhờ cây trúc lực đàn hồi, tại trong rừng trúc xuyên đi như gió, rất nhanh liền đi tới rừng trúc khu vực biên giới. Phanh một tiếng vang nhỏ. Audio điện tử võ tấn bền. Một cỗ màu trắng sương mù bỗng nhiên tại dưới chân hắn dâng lên. Lại là nhẫn thuật, áo đen ninja lần nữa chửi mắng một tiếng, hai chân điểm xuống mặt đất, đột một từ mặt đất mọc lên, như là đàm hiên vừa rồi tránh né những cái kia trúc súng đồng dạng, hướng không chung vào tới. Bá tiếng xé gió đại tác, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, trong tay hàn lóng lánh, tựa hồ là một thanh đoạn kiếm áo đen ninja vừa tức giận vừa buồn cười cái này chi nữ nhân kia vậy mà dùng giống như hắn thủ pháp tới đối phó hắn quả thực chính là đang cố ý nhục nhã hắn có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a à, áo đen ninja một tiếng kêu hô hai chân một phân các đạp ở một cây cây trúc bên trên hai tay vung vẩy đem võ sĩ đào múa thành một cái quang đoàn không hề sợ hãi hướng lấy không trung đảm hiên ninh kích đi lên cứ việc cứng như vậy liều từ bỏ ninja ngầm thi tập kích sở trường xem như dương ngắn tránh dài thế nhưng đối thủ tựa hồ cũng tinh thông nhẫn thuật, lẫn nhau đều không có chiếm tiện nghi gì. Mà lại đối mặt một cái chi nữ nhân kia, áo đen ninja kiêu ngạo cũng làm cho hắn không có khả năng rột rè tránh chiến. Đinh đinh đinh, vụt, binh khí giao kích dày đặc thanh âm như là châu ngọc rơi bàn liên miên bất tuyệt bạo vang lên, lập tức liền biến thành một đạo kéo dài trường âm. Sau một khắc, một tiếng buồn bực hừ truyền ra, binh khí giao kích âm thanh im bặt mà dừng. Siêu, rừng trúc trên không bóng đen lóe lên, một đạo linh lung tinh xảo thon dài bóng người xuyên ra rừng trúc, hướng về thật dài hành lang vào tới. Cho đến lúc này, rừng trúc biên giới chỗ mới truyền ra một tiếng trầm muộn âm thanh ẩm ý, áo đen ninja đỉnh đầu máu tươi cuồng tung tóe thi thể nối thẳng thông từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến, nằm ở rừng trúc phía dưới, không nhúc nhích. Mảnh này một người thủ vững 20 năm rừng trúc, rốt cục muốn đổi người. Điều kiện tiên quyết là nếu như đêm nay quá khứ, Yagyu gia tộc tộc vẫn tồn tại thế gian lời nói. Đàm Hiên không quan tâm có phải là có thể đem Yagyu ra tộc tộc nhổ tận gốc, nàng chỉ để ý nhà mình khuê nữ an nguy. Trận này dừng trúc kịch chiến, nhìn như phức tạp, kỳ thật quá trình cực kỳ cấp tốc, từ Đàm Hiên xâm nhập rừng trúc, đến áo đen ninja chúng kiếm mất mạng, bất quá ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ công phu. Từ Đàm Hiên giết vào liễu sinh trang viên đến bây giờ, cũng bất quá gần phân nửa giờ. Ngay cả sông Tam Quan, mỗi một quan đều chỉ có một người chấn thủ, tương đối mà nói, lực lượng phòng ngự cũng không cường đại, cùng đàm hiên bọn hắn lúc trước dự đoán, có suất gia nhập. Xem ra tiêu phàm bên kia rất thành công hấp dẫn lấy số lớn nhân thủ. Nhất lại Yagyu gia tộc tộc mạnh nhất mấy tên tay bắn tỉa đều bị điều đi tĩnh xuyên công viên, đối với đàm hiên cùng cái khác xông tiến vào liễu sinh trang viên đồng chí là một cái ủng hộ lớn nhất. Lúc trước, đến cùng do ai đến chủ công trang viên cũng không phải là không có qua khác nhau. Tự nhiên, cái gọi là khác nhau là tại đàm hiên cùng tiêu phàm ở giữa phát sinh, mà lại vẫn chưa gặp mặt, chỉ là tại xuyên thấu qua những đồng chí khác câu thông tiếp xuống hợp tác bố trí thời điểm, có thể cảm nhận được đối phương ý kiến khác biệt. Lần này đến đây bác ruộng thành phố, Trần Dương An Nguy nhất định phải đặt ở vị thứ nhất đến suy tính. Điểm này là giữa hai người chung nhận thức. Điểm thứ hai, không cùng Liễu Sinh Hùng nói chuyện phán, cũng là chung nhận thức, mà lại cùng điểm thứ nhất không mâu thuẫn. Cùng Liễu Sinh Hùng nói chuyện phán, Thời gian liền sẽ kéo rất dài, quyền chủ động hoàn toàn thảo khống tại Liễu Sinh Hùng một tay bên trong, nơi này dù sao cũng là Đông Đảo quốc, không phải sân nhà tác chiến, thời gian kéo phải càng dài, đối ngoại lai người càng bất lợi. Đến lúc đó chẳng những tiêu phàm có phiền phức, cái khác tham dự hành động đồng chí đều sẽ có phiền phức. Thông qua phương diện ngoại giao cho Đông Đảo quốc tình trị cơ quan thực hiện áp lực, không đủ để hoàn toàn trưởng khống cục diện. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, chính diện đột kích Liễu Sinh Trang viên là nhất nhanh cứu ra Trần Dương con đường, cũng là khó khăn nhất nguy hiểm nhất con đường. Nơi này là Yagyu gia tộc tộc hang ổ, đại bản doanh. Tiêu phàm cùng Đàm Hiên đều muốn đảm đương chủ công nhiệm vụ. Cuối cùng Đàm Hiên một câu liền thuyết phục tiêu phàm liễu sinh hùng một mục tiêu là ngươi, ngươi ở đâu, nơi đó chính là hắn trọng điểm chú ý phương hướng. Tiêu phàm lưu tại bên ngoài, liễu sinh hùng một tướng chủ lực triệu tập qua đi đối phó hắn, liễu sinh trang viên phòng ngự tự nhiên là sẽ trở nên yếu kém. Mà lại, Liễu sinh hùng một không còn có nghĩ đến, bên này còn có một vị chẳng những võ nghệ hơn người mà lại tinh thông trận pháp chi đạo, không kém gì tiêu phàm đại cao thủ tỏa chấn. Sự thật chứng minh, cái này sách lược phi thường có tác dụng. Không phải, dù là đàm hiên lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá ba đạo phòng tuyến. Hành lang là đạo thứ tư phòng tuyến, căn cứ thôi miên cắt dây leo tú xuyên về sau hỏi khẩu cung, người đạo trưởng này hành lang là liễu sinh trang viên đạo thứ tư phòng tuyến, cũng đã tiếp cận hạch tâm phòng tuyến. Hòa nói bên trong chỉ ít có 4 tên nghiêm chỉnh huấn luyện ninja phụ trách phòng thủ. Nhưng là hiện tại nhìn qua, hành lang bên trên lại yên tĩnh, không nhìn thấy nửa cái bóng người, chỉ có màu hồng phấn đèn lồng trong đêm tối theo gió chập trơn, ánh đèn ảm đạm, khiến người tự dưng trong lòng rét run. Cát dây leo tú xuyên thừa nhận, liễu sinh trang viên hòa nói bên trong ước chừng có hơn 100 người sinh hoạt, trong đó chân chính trải qua tàn khốc huấn luyện, người mang tuyệt kỹ ra tướng, không đến một nửa đêm qua tại phản điền khách sạn tổn thất hết 6 cái, đêm nay tại tính xuyên công viên bên kia, lại mang đến 10 cái. Đã tiêu phàm tự mình đi tính xuyên công viên, mười mấy người này, bao quát liễu sinh hùng một thiếp thân thị nữ ở bên trong, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Bọn hắn coi như còn có số ít mấy người còn sống, không có bị tiêu phàm cùng tân lâm chém tận giết tuyệt, tối nay cũng tuyệt không có khả năng lại chạy về liễu sinh trang viên đến tham chiến. Liễu sinh trang viên phòng lực lượng phòng ngự, đã rút chống một nửa, Đàm Hiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân thể nhẹ nhàng hướng về hành lang phóng đi. Bá ngay tại Đàm Hiên sắp đặt chân hành lang thời điểm, nhìn qua giống tuyết hành lang của trụ hành lang phía sau, đao quang lóa mắt, như là như giải lụa vẩy ra, thẳng hướng Đàm Hiên bộ ngực cao vút đánh tới. Một đao này vừa nhanh vừa độc, từ dưới lên trên nghiêng nghiêng giết tới, góc độ cực kỳ xảo trá. Đàm Hiên con người bỗng nhiên co rút lại một chút, chỉ lần này một đao, công lực ngay tại vừa rồi dừng chút ra phía trên mà lại đao quang lơ lửng không cố định, đồng thời chỉ hướng đàm hiên thân trên ba chỗ yếu, tà khí bốn phía. Cửu quỷ lưu, đây mới là chính tông cửu quỷ lưu kiếm pháp, dù là đàm hiên võ nghệ cao cường, thân ở không chung không chỗ mượn lực, đối mặt với dạng này lơ lửng không cố định một đao, cũng vô pháp liều mạng, trong tay hàn quang lóe lên, đoàn kiếm nổi lên, đinh đương âm thanh bên trong, nháy mắt liền liên tục ngăn chặn đối phương ba đao. Cửu quỷ lưu kiếm pháp phiêu giật, tà mị phi thường, lại từ trên lưới kiếm lộ ra một cỗ cực mạnh mẽ nội lực. Ba đao cản qua, đàm hiên thế đi ngừng ngắt, bị trên lưới kiếm cự lực đánh trúng hướng về sau bắn ra. Dừng trúc cùng hành lang ở giữa là một cái nho nhỏ ao nước, trong ao trồng mấy đóa hoa sen, như tại ban ngày, hẳn là cảnh trí không sai. Tại ánh trăng này ban đêm vắng lạnh, lại là một mảnh quỷ khí âm trầm. Đàm hiên thân thể hướng về bên cạnh ao xi măng hàng rào rơi đi. Rồi còi còi một trận tiếng vang, bọt nước văng khắp nơi, một đạo càng thêm quỷ dị càng thêm sáng người trói mắt đao quang tách ra hồ nước mặt nước, như cùng một cái nhắm người mà phệ rắn độc, hướng về không trung đảm hiên đâm thẳng mà tới. Từ hành lang cột trụ hành lang sau giết ra tên kia áo đen ninja, cũng như bóng với hình truy sát mà tới. Đánh lén, đánh lén, lại đánh lén, bị truyền đi thần hồ kỳ thần đông đảo nhẫn thuật, nói trắng ra, chính là chuyện như vậy. Lợi dụng huyễn thuật cùng chướng nhãn pháp, lấy địa hình địa vật làm yểm hộ, không ngừng phát động suốt kỳ bất ý đánh lén, để cho địch nhân tại được cái này mất cái khác bên trong không giải thích được vẫn lạc mà chết. Đàm Hiên không có tay bắn tỉa tiến hành viễn trình hỏa lực chi viện. Lần này đuổi tới bác ruộng tiểu đội nhân mã bên trong, chỉ có hai tên tay bắn tỉa. Thực tế sự tình phát sinh quá đột ngột, Liễu Sinh Hùng đưa một cái thời gian cũng quá khẩn trương, ba ngày mà thôi. Sáng tạo gấp rút ở giữa, có thể triệu tập một đội nhân mã đuổi tới cái này cực bắc chi địa, an toàn bộ môn đã tận toàn lực. Đàm Hiên đem chỉ có hai tên tay bắn tỉa, an bài cho những phương hướng khác đột kích đồng chí. Mặc dù nói kia hai tên đồng chí cũng là an toàn bộ môn tinh anh đặc công, thân thủ cực mạnh, nhưng so sánh với Đàm Hiên, dù sao vẫn là có vẻ không bằng. Đàm Hiên cho rằng bọn họ càng thêm cần tay bắn tỉa viễn trình hỏa lực chi viện. Nếu vì cứu Trần Dương mà để những đồng chí khác hy sinh thảm trọng, Đàm Hiên trong lòng sẽ rất khó chịu. Về phần chính nàng, cứ như vậy đơn thương độc mã xông tới vì mình nữ nhi, nguy hiểm lớn hơn nữa cũng muốn sông. Ngắn ngủi gần phân nửa giờ, ngay cả sông Tam Quan. Hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi, cho tới bây giờ, phiền phức rốt cuộc đến. Đối mặt với cái này hai thanh như độc xà giết tới võ sĩ đao, thân giữa không trung đảm hiên mấy có lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh. chương 377, Ngươi là ai? Hai thanh võ sĩ đao một trước một sau, đâm bên trong đảm hiên. Nhưng hai tên ninja trong mắt không có chút nào kinh hỉ chi ý, ngược lại lộ ra tuyệt không tin thần sắc tại đao phong gần người nháy mắt đàm hiên thân thể lên một loại ba động như gợn nước ba động từng tầng từng tầng dập dờn lái đi tựa như ảo mộng nhu thể thuật cơ hồ tất cả ninja đều phải khắc khổ tu luyện nhu thể thuật cùng huyễn thuật chướng nhãn pháp cùng các kỹ xảo đồng dạng nhu thể thuật cũng là ninja tu luyện kiến thức cơ bản một trong cái gọi là ninja chính là muốn ẩn thân tại thường nhân tuyệt đối không cách nào chỗ trốn tránh lúc này mới có thể đưa đến suất kỳ bất ý công kỳ vô bị tác dụng ninja tạo nghệ càng cao nhu thể chi thuật thì càng cao minh nhưng không phải nói mấy ngày nay khả năng có chi người kia đến sông trang viên a chi người kia làm sao cũng tinh thông nhẫn thuật hai thanh võ sĩ đao cơ hồ là sát bên đàm hiên thân thể sượt qua người coi là thật chỉ là lệch một ly mà thôi nhưng cái này chỉ trong gang tấc lại là sinh tử có khác đàm hiên tựa hồ đã sớm ngờ tới loại kết quả này đối hai thanh sượt qua người Nhật Bản đao chẳng quan tâm, song trưởng ra bên ngoài một phân. Sắc bén đoạn kiếm nháy mắt liền cắt đứt một tên ninja ít hầu, tay phải năm ngón tay tiêm tiêm, trực tiếp bóp lấy đáy nước xuất hiện ninja kia cái cổ. Giang rác, một tiếng vang giòn, quỷ nước cổ bẻ gãy, thân thể nặng nề rơi xuống dưới. Đàm hiên cùng theo rơi xuống, gót sen tại quỷ nước trên thi thể một điểm, phiêu nhiên tiến vào hành lang, lung lay mấy cái, liền không thấy bóng dáng. Liễu Sinh Trang Viên chỗ sâu, một cái thanh tĩnh vô so tiểu viện tử, trong sân có một cái nhà nhỏ viện. Tòa này nhà nhỏ viện, cho dù tại Liễu Sinh Trang Viên, cũng là cấm địa. Trừ một hai cái tuổi già gia phó, toàn cả gia tộc, chỉ có gia chủ Liễu Sinh Hùng một có thể tiến vào tòa này nhà nhỏ viện. Bất kỳ người nào khác không có đạt được cho phép, tuyệt đối cấm chỉ đặt chân. Trên thực tế, tòa này nhà nhỏ viện cũng không phải là cái gì để cho lòng người vui sướng chỗ có chút cùng loại Yagyu gia tộc tộc đền thờ, hoặc là nói là từ đường, bên trong thờ phụng Yagyu gia tộc tộc lịch đại tổ tiên linh vị. Một chỗ như vậy, dù coi như tại giữa ban ngày, cũng là âm trầm trầm. Lại càng không cần phải nói đêm hôm khuya khoát, ai không có việc gì nguyện ý hướng trong này chạy đâu. Nhưng là hiện tại, tòa này nhà nhỏ viện đen nhánh cửa gỗ, là mở ra, bên trong ánh nến phiêu giật. Chạch ngay giữa viện, tựa hồ có một bóng người ngồi xếp bằng theo ánh nến phiêu diêu, Bóng người tại trong cung điện không ngừng vặn vẹo, từ xa nhìn lại, nói không nên lời âm trầm quỷ dị. Nửa đêm lúc phân, một bóng người chậm rãi đi tiến vào khu nhà nhỏ này. Căn cứ cắt dây leo tú xuyên khai, Trần Dương liền bị giam giữ tại cái này cái trong trạch viện. Cái này cái trong trạch viện đến cùng ẩn giấu đi cái gì, chẳng những cắt dây leo tú xuyên không rõ ràng, coi như chuyên môn phụ trách toàn bộ Liễu Sinh trang viên tu tập kiến thiết thu sơn vũ phu cũng không biết. Đàm Hiên từ từ đi tới nhà nhỏ cửa sân thanh lãnh ánh trăng đem thân ảnh của nàng kéo phải thật dài, chiếu rọi tại trong trạch viện. Khoanh chân ngồi tại tiểu trong trạch viện Liễu Sinh Hùng một ngẩng đầu lên, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra 10 điểm kinh ngạc thần sắc. Làm sao, đến thế mà không phải tiêu phàm, ngươi là ai? Liễu Sinh Hùng một hỏi, ngữ khí rất là vô lễ. Nữ nhân này liên tiếp xông qua 6 đạo quan khẩu, chuẩn xác không sai lầm tìm đến nơi này, tối thiểu nhất đã giết hắn 6 tên gia thần. Liễu Sinh Hùng một là thật có chút sinh khí hắn nguyên lai tưởng rằng, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá sáu đạo cửa ải, không tổn hao vô hại giết người tới chỗ này, chỉ có tiêu phàm. Trừ tiêu phàm bên ngoài, chi người kia lại còn có tuyệt đỉnh cao thủ. Điểm này, coi là thật vượt quá liễu sinh hùng một ngoài ý liệu. Đàm hiên chậm rãi gỡ xuống che mặt khăn lụa, lộ ra một gương mặt lãnh diễm lỗ. Liễu sinh hùng một, nữ nhi của ta ở đâu? Liễu sinh hùng một lấy làm kinh hãi, nói, nữ nhi, nguyên lai like phu nhân là trần cảnh sát mẫu thân, thất kính, lần này, liễu sinh hùng một là thật kinh nghi đan sen. Phu nhân họ gì đại danh, liễu sinh hùng một đứng dậy, hướng đàm hiên bái, rất khách khí hỏi. Đàm hiên, không nghĩ tới phu nhân cũng là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Bội phục bội phục, liễu sinh hùng một từ đáy lòng nói. Mặc dù bởi vì điều đi một một số người đi tĩnh xuyên công viên bên kia đối phó tiêu phàm, dẫn đến liễu sinh trang viên phòng thủ trở nên tương đương yếu kém nhưng kia cũng chỉ là so ra mà nói, Đàm Hiên có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp xông qua sáu quan, giết tới trước mặt mình, nói là tuyệt đỉnh cao thủ, hào không quá đáng. Liễu sinh tiên sinh, người cùng tiêu phàm ở giữa ân hoán, là hai người các người chuyện của nam nhân, tại sao phải thanh nữ nhi của ta liên lụy đi vào? Đàm Hiên lại không cùng hắn rông dài, nghiêm nghị quát hỏi. Liễu sinh hùng nhiều lần lần có chút không người chào, nói thật có lỗi, phu nhân, nhưng lệnh ái là tiêu tiên sinh bạn gái nếu là nữ nhân của hắn như vậy vì hắn bị liên lụy vì hắn hy sinh chính là đương nhiên phu nhân như thế trách cứ liễu sinh hùng một không thể đảm đương thả nữ nhi của ta ta lập tức đi ngay giữa các người ân oán ta không trộn rộn thật xin lỗi phu nhân xin thứ cho ta khó mà tòng mệnh thứ nhất tiêu tiên sinh còn sống ta không có khả năng hiện tại thả đi trần cảnh sát thứ hai ta đối phu nhân hứa hẹn không tin được các ngươi mới là người một nhà Liễu sinh hùng một từ tốn nói, đến cái này ngay miệng, nói cái gì đều là không tốt, chỉ có thể lòng bàn tay xem hư thực. Hàn quang lóe lên, đàm hiên trong tay nhiều một thanh đoạn kiếm. Chuôi này đoạn kiếm lưỡi đao dài ước chừng hai mươi mấy công phân, nhưng quả thật là đoạn kiếm, mà không phải chủy thủ. Kiếm ngạc bên trên khắc đồ án cổ lão, vừa nhìn liền biết chuôi này đoạn kiếm lai lịch bất phàm. Liễu sinh hùng một nhìn một chút đàm hiên, lại nhìn đoạn kiếm trong tay của nàng, khẽ vuốt cầm, trái duỗi tay ra, Năm ngón tay mở ra, có chút một khúc, nguyên bản đặt trên mặt đất đông đảo kiếm hô một tiếng, bay thẳng nhập trong tay của hắn. Đàm Hiên hai mắt có chút bắt đầu híp mắt, tốt một chiêu rất hay cách không thủ vật, tại hoa hạ võ thuật bên trong, có Khống Hạc công cầm long thủ loại hình giống như thế, đều là nội công thâm hậu tiêu chí. Xem ra đoạn thời gian trước tại Tứ Hải khách sạn Nhu Đạo quán luận bàn thời điểm, Liễu Sinh hùng cùng nhau không có hiện ra hắn chân chính bản lĩnh giữ nhà. Đây là bởi vì vô luận quách tử đình hay là trương hoài viễn hoặc là hứa duyệt ngựa văn nghiếm cũng không thể để hắn thi triển toàn lực mà tiêu phàm lại cường hãn quá mức không hợp thói thường dù coi như hắn ra đem hết toàn lực cũng vẫn là một chiêu liền phân ra được thắng bại gặp phải tình huống như thế này liễu sinh hùng một rất nhiều bản sự liền không có cơ hội thi triển đi ra tỷ như nói cái này tay nội lực hùng hậu vụt liễu sinh hùng vừa rút kiếm ra khỏi vỏ thân kiếm cùng vỏ kiếm ở giữa ma sát phát ra một tiếng bén nhọn kêu to liễu sinh hùng vừa cùng phục rộng lớn ống tay áo bỗng nhiên phồng lên như cùng ăn no bụng gió cánh buồm lộ ra uy thế cực kỳ kinh người hai tay cầm kiếm mũi kiếm trực chỉ đàm hiên lóng lánh làm người sợ hãi hàn mang đàm hiên giơ kiếm ngay ngực tay trái bóc cái kiếm quyết cũng không có vội vã tiến công mắt nhìn liễu sinh hùng một lạnh nhạt nói liễu sinh tiên sinh đây là ngươi cơ hội cuối cùng thủ hạ ngươi mạnh nhất mấy vị cao thủ hoặc là đã bị tiêu phàm xử lý hoặc là đã giữ nhiều lành ít Chẳng lẽ nhất định phải bồi lên tính mệnh mới chịu làm cái gì? Tạ tạ phu nhân quan tâm, bọn hắn tài nghệ không bằng người, chết tại tiêu tan trong tay, kia cũng là chuyện đương nhiên. Phu nhân lặp đi lặp lại nhiều lần lấy ngôn ngữ để đả động ta, là sợ sao? Không nguyện ý cùng ta giao thủ, Liễu Sinh Hùng một lại không mắc mưu, lập tức liền đem Đàm Hiên dụng tâm cho vạch trần. Trong Trạch viện yên tĩnh, trừ Liễu Sinh Hùng vừa cùng Đàm Hiên mình, lại cũng không nhìn thấy người thứ ba nhưng Đàm Hiên từ khi đạp tiến vào cái viện này luôn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tựa hồ nơi này ẩn giấu đi một loại nào đó chưa biết đồ vật, để Đàm Hiên có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cái này ngay miệng, bằng miệng lưới lợi hại thuyết phục Liễu Sinh Hùng vừa để xuống trần dương, tự nhiên tuyệt đối không thể. Nhưng làm một chuyên gia đàm phán, Đàm Hiên lại rất rõ ràng, nếu như có thể lấy ngôn từ chọc giận Liễu Sinh Hùng một, hoặc là để hắn tâm thần có chút không tập trung, như vậy đối với mình là phi thường có lợi mặc kệ trong viện tử này ẩn giấu đi cái gì không biết quái thú cấp tốc đánh bại liễu sinh hùng một đều là nơi mấu chốt có đúng không liễu sinh tiên sinh đối với mình rất tự tin nha đáng tiếc liễu sinh tiên sinh nhất đao lưu đao pháp ta đã từng gặp qua tựa hồ không hề giống liễu sinh tiên sinh mình cho rằng như thế không tầm thường đàm hiên lạnh nhạt nói khóe miệng hiện lên một tia trào phúng ý cười rất nhạt rất nhạt lại vừa đúng đối với liễu sinh hùng một loại này kiêu ngạo nam nhân mà nói quá rõ ràng mỉa mai là không có tác dụng hắn một chút liền có thể nhìn thấu loại này quỷ kế loại kia nhàn nhạt tựa hồ là trong lúc lơ đắng lưu lộ ra ngoài khinh thường lại có khả năng kích thích đến hắn quả nhiên liễu sinh hùng một mặt sắc hơi hơi trầm xuống một cái đã dạng này vậy liền mời phu nhân lại thử một lần nhất đao lưu thủ đoạn a à, liễu sinh hùng một quát khẽ một tiếng giơ cao trong tay võ sĩ đao hàn quang lấp lóe nhanh như chớp giật hướng đảm yên bổ tới một kiếm này cương mãnh vô đúc, vừa nhanh vừa độc, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, chính là lấy nhanh thủ thắng. Nghiễm nhiên chính là đón gió một đao chạm, liễu sinh hùng một cũng biết đối mặt đàm hiên dạng này đỉnh tiêm cao thủ, bình thường chiêu số đều là không dùng được, vừa lên đến liền dùng tới mạnh nhất tuyệt kỹ. Lần này, không phải lôi đài luận võ luận bàn, liễu sinh hùng một tay cầm cũng không phải kiếm gỗ, mà là hàng thật giá thật, bách luyện tinh cương chế tạo võ sĩ đao. Coi như tiêu phàm ở đây, cũng không thể y dạng hỏa hồ lô, lấy huyết nhục chi khu ngạnh sinh sinh đối kháng hắn cương kiếm. Đến hay lắm, đàm hiên quát một tiếng, trong tay ngắn kiếm nhất run, lập tức huyễn hóa ra một đóa kiếm hoa, trong khoảnh khắc, đóa này kiếm hoa liền biến thành hai đóa sau đó liền biến thành bốn đóa chỉ trước mắt, bốn đóa kiếm hoa hóa thành tám đóa lại huyễn thành 16 đóa Nho nhỏ trong trạch viện, nháy mắt liền kiếm hoa lóa mắt, hoàn toàn đem đàm hiên bao vây lại, chỉ thấy trắng lóng lánh, không gặp lại đàm hiên bóng người thái cực kiếm, liễu sinh hùng một mặt bên trên hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây mới thực sự là thái cực kiếm pháp, tại đàm hiên trong tay làm sắp xuất hiện đến, cùng tại quách tử đình trong tay xuất ra, uy lực hoàn toàn là cách biệt một trời. Uy mãnh vô đúc đón gió một đao chạm, trong chốc lát liền mất đi mục tiêu. Lại cuồng bạo công kích, không có mục tiêu cũng không có lực uy hiếp. Hiển nhiên kiếm hoa như như sóng giữ tuôn ra đem lên đi, liễu sinh hùng vừa cùng hắn kia một đạo ánh đao, nhàn dỗi liền biến thành trong biển rộng một chiếc thuyền con, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị vô biên kiếm ý hoàn toàn nuốt hết. liền ở thời điểm này, nguyên bản nhìn qua không có bất kỳ cái gì hậu thủ đón gió một đao chạm, bỗng nhiên liền biến. đao phong bắt đầu run rẩy như một loại nước gợt, một hóa ba, ba hóa chín, chồng chất đao ảnh vòng lại mà lên. vô cùng vô tận kiếm hoa vừa tiếp xúc với những này đao mang, lập tức liền trôn vùi không gặp, tựa hồ đao mang chính là kiếm hoa khắc tinh chương 378, Lão Tổ. Cửu quỷ lưu, đây mới là liễu sinh hùng một chân chính kiếm thuật, mà không phải hắn đã từng trên lôi đài uy phong hiển hách qua đón gió một đao chảm. Cửu quỷ lưu kiếm thuật lơ lửng không cố định, như quỷ như mị, yêu dị phi thường. Thậm chí so thái cực kiếm biến hóa còn càng thêm phức tạp. Yêu đao, bông tuyết đao mang kiếm ảnh bên trong, vang lên đàm hiên kinh ngạc thanh âm. Phu nhân thật sự là uyên bác, liễu sinh hùng một tán thưởng nói, lập tức lại khe khẽ thở dài đáng tiếc ta cái này không phải chân chính yêu đao chỉ là hàng nhái mà thôi chân chính cửu quỷ yêu đao chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kia là thôn chính yêu thần bội kiếm chỉ có thôn chính yêu thần mới xứng có được cùng sử dụng liễu sinh hùng một cứ việc hết sức tự phụ nhưng cũng biết mình tại sinh thời muốn tại kiếm thuật tạo nghệ phương diện đuổi kịp thôn chính yêu thần kia là không thực tế nếu như giờ phút này cùng đàm hiên giao thủ là thôn chính yêu thần nơi nào còn cần đến phiền toái như vậy. Yêu đao mới ra, bất kỳ cái gì đối thủ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đàm hiên hừ một tiếng, không nói gì nữa. Trong miệng nàng yêu đao, tự nhiên chỉ cũng không phải đao mà là liễu sinh hùng một lần khác khi triển đao pháp. Cử quỷ lưu truyền thừa kiếm thuật không chỉ một loại, trong đó cao minh nhất kiếm pháp, liền gọi yêu đao lưu. Chỉ có cử quỷ lưu thiên phú tối cao đệ tử kiệt xuất nhất mới có tư cách tu tập loại này cao minh đến cực điểm yêu đao đao pháp. Tại đông đảo, đao pháp cùng kiếm pháp nhưng thật ra là cùng một cái danh từ. Đông doanh kiếm vốn chính là phảng phất đường đao chế phẩm. Liễu sinh hùng một tự xưng tay cầm yêu đao chỉ là một cái hàng nhái, như vậy dùng cái này suy luận, kiếm thuật của hắn cũng không phải cử quỷ lưu cảnh giới tối cao. Nhưng mà đã như thế cao minh, lại không biết chân chính cử quỷ yêu đao người sở hữu, kiếm thuật ra sao cùng cao cường. Chỉ là hàng nhái cũng khó đối phó, bây giờ sinh tử tương bác, liễu sinh hùng một cái này quỷ tử, rốt cục xuất ra bản lĩnh cuối cùng. Yêu dị đao quang từng vòng từng vòng dập dần lái đi, như là sóng nước liên miên bất tuyệt. Vô luận Đàm Hiên trên đoàn kiếm kéo ra bao nhiêu kiếm hoa, chỉ cần đụng một cái đến đao quang, liền lập tức chôn vùi, phảng phất bông tuyết rơi vào trong hồ nước, lập tức tan rã, cũng tìm không được nửa nửa phân vết tích. Đao quang chậm rãi hướng về Đàm Hiên đè tới, kiếm hoa một chút xíu thu nhỏ lại vòng phòng ngự tử. Rốt cục kiếm hoa đã không sai biệt lắm dán tại đàm hiên trước người bất quá chừng nửa thước phạm vi lại đè xuống một phân cái này vòng phòng ngựa tử liền phá đàm hiên nhịn không được hướng lui về phía sau một bước ý đồ kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách yêu dị đao quang bỗng nhiên đại thịnh trở nên như là cuồng phong sóng lớn phách đầu cái não hướng về đàm hiên đè xuống thậm chí xa so đàm hiên lui lại tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều không thể nghi ngờ Liễu sinh hùng một tuyệt sẽ không cho phép đàm hiên lần nữa hình thành một cái mới vòng phòng ngự. Vụt, một chuỗi thanh thúy binh khí giao kích thanh âm liên miên mà lên. Ông, như núi đao quang kiếm ảnh bỗng nhiên mà dừng, một đạo hàn quang phóng lên tận trời, như lưu tinh điểm điểm, xa xa bay ra ngoài. Là đàm hiên đoản kiếm, rời tay mà bay, muôn vàn đao quang ngưng tụ thành một đạo, như thiểm điện hướng về đàm hiên đỉnh đầu chém tới. Cẩn thận, liền ở thời điểm này, không biết từ chỗ tối cái góc nào truyền đến quát khẽ một tiếng thanh âm cực kỳ trầm thấp già nua kỳ thật không cần nhắc nhỏ liễu sinh hùng một cũng đã cảm giác ra không đúng đàm hiên đoàn kiếm mặc dù bị hắn xoắn đến rời tay mà bay lại cũng không biểu thị đàm hiên sẽ như vậy khoanh tay chịu chết thậm chí đàm hiên đoàn kiếm đều là cố ý rời tay vì dùng cái này hóa hiểu hắn yêu đao đao pháp đoàn kiếm rời tay bay ra nháy mắt liên miên bất tuyệt yêu đao đao pháp như vậy từ đó đoạn tuyệt cứ việc liễu sinh hùng một lập tức vung đao bổ về phía đàm hiên đầu, cuối cùng vẫn là chậm như vậy nửa nhịp. Một cỗ uy nghiêm kinh lực, bỗng nhiên đánh tới trước ngực của hắn. Cỗ này kinh lực khổng lồ, quả thực liền như là bài sơn đảo hải, tràn trề không thể cùng kháng. Mắc lừa, liễu sinh hùng một trong đầu chỉ tới kịp chuyển qua nửa cái suy nghĩ, ngực liền bỗng nhiên đau xót. Phanh, một tiếng vang giòn truyền đến, liễu sinh hùng một phảng phất diều bị đứt dây, về sau bay thẳng mà đi, mắt thấy liền muốn đâm vào cột trụ hành lang phía trên. Đàm hiên một trưởng này, ngừng tụ toàn thân kinh lực, liễu sinh hùng một triệu được thân thiết, lại muốn đụng vào cột trụ hành lang, không chết cũng bị thương. Đen trong bóng tối, bóng người lóe lên, một thân ảnh như quỷ mị phiêu nhiên mà ra, bàn tay duỗi ra, tại liễu sinh hùng một bên hông dựng một chút. Liễu sinh hùng một một cái ngư dược, xoay người xuống đất, hai chân vừa mới vừa chạm tới trên mặt đất, lập tức lảo đảo hai bước, thân thể tựa ở cột trụ hành lang phía trên, mới xem như ổn lại. Liễu sinh hùng một há miệng, qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Đa tạ lão tổ viện thủ, liễu sinh hùng một lập tức ướn một cái thân thể, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, cắn hàm răng nói. Lại đưa tay mò vào trong lòng, từ nơi ngực lấy ra một mặt đường kính hẹn hai mươi mấy công phân hình tròn thép dòng hộ tâm kính, chỉ là kia hộ tâm kính giờ phút này đã che kín vết sạn. May mắn hắn chuẩn bị đầy đủ, đã sớm tại và ăn vào dưới xuyên nguyên bộ giáp trụ. Nếu không, vẻn vẹn đàm hiên một trường này, hắn liền chưa hẳn có thể chịu được. Chi này nữ tử kia nhìn như dáng người kiều nhỏ, nội lực thâm hậu như thế. Một trường chi lực, quả là tại tư, ngay cả bách luyện thép dòng hộ tâm kính đều lên tiếng trả lời mà nát. May mà lão tổ kịp thời viện thủ, không phải, dù coi như có thép dòng hộ tâm kính, cũng chỉ có thể bảo vệ trước ngực yếu hại, kia có cực kỳ kinh khủng cự lực không thể kịp thời tiêu trừ, đâm vào cột trụ hành lang phía trên, tiền hậu giáp kích, cũng là tuyệt đối chịu không nổi. Đàm Hiên hai mắt ngưng lại, bỗng nhiên tiếp cận chỗ tối cái kia bóng tối. Trong trạch viện điểm mấy chi ngọn nến, tia sáng nguyên bản liền 10 điểm u ám. Bóng người này ẩn tàng trong bóng đêm, như có như không, quỷ dị phi thường, cho người ta một loại cực độ cảm giác âm trầm. Cái này trong trạch viện quả nhiên còn ẩn giấu đi những người khác, khó trách đàm hiên vừa tiến đến, liền cảm giác được nói không nên lời nguy hiểm các hạ người nào, đàm hiên nhắc lên trong đan điền hơi thở, ngưng thần đề phòng, trầm giọng hỏi. Mình vừa rồi kia ngưng tụ suốt đời công lực một kích toàn lực, đến cùng khủng bố cỡ nào, không có người so đàm hiên rõ ràng hơn. Cái này chỗ tối bóng đen nhẹ nhàng vừa ra tay, liền đem liễu sinh hùng một thân bên trên kình lực hóa giải mất, tu vi cực cao, nội công chi sâu, có thể thấy được chút ít. Yagyu gia tộc tộc truyền thừa mấy trăm năm, cử quỷ lưu tại phương Bắc đảo đại danh đỉnh đỉnh, Quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi là Triệu Chỉ Thủy đồ đệ hay là đồ tôn? Chốc lát, trong bóng tối ẩn tàng bóng người thấp giọng hỏi, thanh âm già nua khàn giọng, từng chữ nói ra như có lẽ đã có chút không quen cùng người đối thoại. Đàm Hiên sau nghi bỗng nhiên dương lên, rốt cục không che giấu được kinh ngạc chi tình. Làm sao ngươi biết ta là vô cực môn truyền nhân? Cặc cặc, ngươi vừa mới đánh bại Tôn Nhi ta một chiêu này, vài thập niên trước ta liền kiến thức qua. Triệu Chỉ Thủy lão già này năm đó thế nhưng là rất huy phong. Cà cà, cà cà cà, chỗ tối bóng đen lạnh lùng cười, thâm trầm, như là nửa đêm quỷ khóc, khiến người toàn thân nổi da gà đều không nhịn được bốc lên. Ta vốn cho là, không còn có cơ hội báo thù. Ai biết qua mấy thập niên, lão gia hỏa truyền nhân lại chủ động đưa tới cửa. U Tây, U Tây, triệu chỉ thủy lão già kia, đã sớm chết đi. Chỗ tối bóng đen cắn răng nghiến lợi nói, đối chỉ thủy tổ sư, quả nhiên là hận nhập xương chỗ sâu nói hưu nói vượn, đàm hiên một tiếng gầm thét, sư phụ ta là thần tiên sống, hảo hảo đây này. Liền coi như các người những này si mị võng lượng đều tử quang, lão nhân gia ông ta cũng vẫn là sẽ tốt tốt. Chỉ bằng ngươi, cũng dám đi tìm lão nhân gia ông ta báo thù. Lúc trước lão nhân gia ông ta hạ thủ lưu tình, đó là bởi vì ngươi mạng lớn, ở đây làm mấy chục năm rùa đen, chơi rất vui a à. Úc, triệu chỉ thủy là sư phụ ngươi, chuyện năm đó, ngươi cũng biết, Chỗ tối bóng đen ngược lại là không có đại vi sinh khí, chỉ là hơi có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Mặc dù là ở buổi tối, trong phòng đèn đuốc mờ nhạt, nhìn không rõ ràng, nhưng từ đàm hiên thanh âm cũng có thể nghe được, tuổi của nàng sẽ không quá lớn, tối đa cũng chính là 40-50 tuổi, thế mà là chỉ thủy tổ sư đồ đệ. Chỉ thủy tổ sư thu nàng làm đồ thời điểm, chỉ ít cũng nên là cổ hy chi linh. Đàm hiên lạnh hừ một tiếng, chỉ thủy tổ sư mặc dù không có cùng nàng nói tới qua năm đó giết quỷ tử sự tình, nhưng đàm hiên gì cùng thông minh, từ cái này lão quỷ tử trong giọng nói, liền có thể đoán ra được, người này năm đó khẳng định nếm qua sư phụ thiệt thòi lớn, không phải, cũng không đến nỗi qua mấy thập niên, còn như thế nghiến răng thống hận không thôi. Các người đông đảo người, mặt ngoài nho nhã lễ độ, trên thực tế tàn nhẫn bạo ngược. Năm đó xâm phạm quốc gia của chúng ta, phạm phải ngập trời tội ác. Các ngươi những này lão quỷ tử, từng cái chết chưa hết tội. Sư phụ ta chỉ hận giết đến quá ít, Lúc đến nay nói, các ngươi vẫn như cũ là chó đổi không được đớp cứt. Bắt cóc con tin, hèn hạ vô sỉ, ba ca giang lỗ, chỗ tối bóng đen bạo giận lên, các ngươi chi người kia, chính là kém cùng dân tộc, trời sinh nên bị nô dịch. Chúng ta đại hòa dân tộc, mới là thiên chiếu đại thần tử tôn, là thần dân tộc, là cao quý nhất. Người dám vỗ nhục chúng ta đại hòa dân tộc, hôm nay để ngươi chết không có chỗ chôn. Lão tổ, giết cái này chi nữ nhân kia cho chúng ta Yagyu gia tộc tộc tiền bối anh linh báo thù. Liễu sinh hùng một ở một bên hận hận nói, tiếp cận đàm hiên, hai mắt bắn ra sói hàn quang. Đến cái này ngay miệng, cái này quỷ tử miệng đầy nhân nghĩa đạo đức tự nhiên đều ném sang một bên, lộ ra diện mục thật sự. Cút ra đây, đàm hiên lại là một tiếng nổi giận quát, đừng như đầu chuột đồng dạng, vĩnh viễn trốn ở âm u cống ngầm bên trong. Có bản lĩnh ra cùng ta quyết chiến, năm đó sư phụ ta thả ngươi một con đường sống, để ngươi tham sống sợ chết mấy chục năm, hôm nay liền để cho ta tới chấm dứt ngươi. Cạc cạc, khẩu khí thật lớn, ngươi bất quá đi theo triệu chỉ thủy lão già kia học chút võ thuật ra mau, liền tự cho là không tầm thường. Tốt, ta liền tự mình xuất thủ giáo huấn ngươi một chút, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính, cửu quỷ lưu, công phu. Chỗ tối bóng tối cười ha hả, trong đêm khuya, như cú vọ cuồng gọi bình thường, xa xa truyền ra, khiến người toàn thân lông tóc dựng đứng theo trận này như cú đêm cuồng tiếu, bị bóng tối bao trùm bóng tối rốt cuộc từng bước một tiến về phía trước đi tới, dần dần tại thảm đạm ánh nến phía dưới hiện ra hắn chân thực bộ dáng. Dù là đàm hiên dũng khí rất hào, tại rốt cuộc nhìn thấy người này diện mạo thật về sau, cũng không chịu được một luồng hơi lạnh chi xương sống chỗ bay lên, hàn ý nháy mắt truyền khắp toàn thân. Kia là như thế nào một gương mặt A, mặt quỷ, đây tuyệt đối là một chương mặt quỷ. Chương 379, Quỷ Trảo Gương mặt này bên trên, khắp nơi khe rãnh tung hoành, từng đạo thịt đầu mẩu gập ghềnh, cơ hồ không có một khối thịt ngon. Mắt phải lóng lánh xanh mơn mởn quỷ hỏa, mắt trái mù, chỉ còn lại có một cái thật sâu lỗ đen, không có bất kỳ cái gì che lấp, liền bại lộ như vậy ở nơi đó. Làm một vị trên danh nghĩa chuyên gia đàm phán trên thực tế vương bài đặc công, Đàm Hiên nhãn lực chi tốt, không thể nghi ngờ. Nàng nhìn ra được, gương mặt này là chân thật, không có trải qua bất luận cái gì che lấp hoặc là gia công rất rõ ràng, người này từng trải qua từng bị trọng thương, cả khuôn mặt hoàn toàn hủy dung. Từ hắn như thế nghiến răng thống hận chỉ thủy tổ sư đến xem, người này mặt quỷ, hẳn là bái chỉ thủy tổ sư ban tặng. Đàm Hiên thậm chí không thể từ gương mặt này bên trên để phán đoán người này số tuổi thật sự. Bất quá từ thanh âm của hắn cùng tuyết trắng tóc để phán đoán, cái này Yagyu gia tộc tộc thạc quả cận tồn lão tổ tông, cũng đã đến già nua chi niên, thậm chí tuổi tròn trăm tuổi cũng chưa biết chừng cũng không biết năm đó cái này quỷ tử là lúc nào cùng sư phụ giao thủ, đoán chừng hẳn là tại trong lúc chiến tranh. Kia cuộc chiến tranh, cách nay đã hơn mấy chục năm. Coi như cái này quỷ tử lúc trước đang lúc trắng thịnh, bây giờ cũng đã gần đất xa trời. Nhưng mà, cái này luận niên kỳ đã kinh lão phải không tưởng nổi quỷ tử, cũng không có cho người ta một loại già nua lồng lộng cảm giác, ngược lại toàn thân trên dưới mang theo một cỗ nói không nên lời âm trầm quỷ khí, khiến người buồn nôn mốc meo khí tức đập vào mặt. Lão quỷ tử một thân màu đen kimono, hai tay khép tại trong tay áo, chậm rãi hướng về Đàm Hiên đi tới. Đàm Hiên ngưng thần đề phòng, nếu như là lão nhân bình thường, đến cái tuổi này, hoàn toàn đối với bất kỳ người nào đều không cấu thành mảy may uy hiếp, căn bản liền không cần đi đánh hắn, có lẽ sau một khắc, hắn liền khí tuyệt mà chết. Thế nhưng là Đàm Hiên rất rõ ràng, điều quy tắc này đối trước mắt cái này lão quỷ tử không thích hợp. Tuế Nguyệt mang đi hắn thanh xuân, nhưng lại chưa mang đi hắn ngang ngược ngươi gọi Đàm Hiên đúng không? ngươi là triệu chỉ thủy cái thứ mấy đồ đệ? Lão quỷ tử tại Đàm Hiên trước mặt mấy bước bên ngoài, rốt cục dừng bước, chậm rãi hỏi. trải qua như thế một phen đối thoại, mồm miệng hắn rốt cục lưu loát chút, mà lại nói thế mà cũng là chính tông kinh phiến tử. Yagyu gia tộc tộc ngược dòng mấy đời, liền đã tại cẩn thận nghiên cứu châu Á. tổ tôn đều là hoa hạ thông. Đàm Hiên đã từ trong lúc khiếp sợ dần dần bình phục lại, khôi phục tỉnh táo. Ánh mắt một lần nữa trở nên bình tĩnh đạm mạc, lạnh lùng nói ta là sư phụ cái thứ tư đồ đệ. Người lại Yagyu ra tộc tộc tiền bối. Lão quỷ tử nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về một bên liễu sinh hùng một, nói người nói cái kia tiêu phàm, cũng là triệu chỉ thủy đồ đệ. Liễu sinh hùng liên tiếp bận biểu đáp, đúng vậy, lão tổ tông, từ tuổi tác đến xem, tiêu phàm hẳn là cái này chi nữ nhân kia sư đệ. Tiêu phàm là lục sư đệ, đàm hiên lạnh nhạt nói, Ồ kia hắn ở đâu? không phải nói muốn đối phó chính là tiêu phàm A, chạy thế nào qua tới một cái nữ. Đương nhiên, cũng là triệu chỉ thủy đệ tử, vậy liền rất tốt. Chỉ cần cùng triệu chỉ thủy có liên quan ra hỏa, có một cái giết một cái, tuyệt chê ít. Lão Tổ Tông, tiêu phàm đã bị ta thiết kế dẫn dụ đến tĩnh xuyên công viên bên kia đi, có mười mấy tên tay bắn tỉa chuyên môn phụ trách đối phó hắn, đoán chừng cũng đã bị giết chết đi. Tay bắn tỉa, hừ, lão quỷ tử hừ một tiếng, tựa hồ đối với liễu sinh hùng một cái này an bài phi thường bất mãn để tay bắn tỉa bên trên xa xa nổ súng bắn chết địch nhân có gì tài ba nằm mơ đi đàm hiên không khách khí chút nào cười lạnh nói mặc kệ là dạng gì tay bắn tỉa muốn tùy tiện ám sát vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân đều chỉ có thể thuộc về ngẫm lại mà thôi lão tổ tông giết chết cái này chi nữ nhân kia miễn cho đêm dài lắm mộng liễu sinh hùng trước kia đã lộ ra bạo ngược họ gốc tiếp cận đàm hiên hung tợn nói trên thực tế đàm hiên lời nói chính chính đánh chúng hắn uy hiếp cho tới bây giờ hắn đều không có đạt được thu tử chuẩn xác báo cáo chứng thực tiêu phàm đã bị tiêu diệt đàm hiên là tiêu phàm đồng môn sư tỷ sức chiến đấu như thế cường hãn liên tiếp xông qua sáu đạo cửa ải ngay cả hắn tự thân xuất mã cũng không là đối thủ tiêu phàm nếu như cùng hắn vị sư tỷ này tiêu chuẩn tương đương thu tử chính giã bọn hắn liền phiền phức gia tộc cái này thả quả cận tồn lão tổ tông là hắn ẩn tàng đến đòn sát thủ sau cùng, vốn là vì đối phó tiêu phàm, hiện tại hỏa thiêu lông mày mau, lại chú ý trước mắt. Thừa dịp đàm hiên một người ở đây, trước đem nàng xử lý lại nói. Liễu sinh hùng một hít một hơi thật sâu, song tay nắm chặt võ sĩ đao, nghiêng nghiêng chỉ hướng đàm hiên, mặt mũi tràn đầy vẻ bạo ngược. Hùng một, người lui ra, lão quỷ tử bất động thanh sắc nói, lão tổ tông, lui ra, lão quỷ tử không nói lời gì, vung tay áo, quả quyết nói. Ai, Liễu Sinh Hùng hoàn toàn không có nại, đành phải cúi đầu làm lễ. Nói đến, Lão Tổ Tông cũng là vì tốt cho hắn, mới vừa rồi bị Đàm Hiên đánh trúng một trường, cứ việc có thép dòng hộ tâm kính bảo vệ yếu hại, thời khắc mấu chốt lại được Lão Tổ Tông xuất thủ tương trợ, y nguyên thụ thương nôn ra máu. Cứ việc bị thương không phải quá nặng, nếu như lập tức lại trải qua một trận kịch chiến, nhất định đối thương thế của hắn khỏi hẳn có chướng ngại. Liễu sinh hùng một lại Yagyu gia tộc tộc đương đại gia chủ, cũng là Yagyu gia tộc tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên phú đệ tử kiệt xuất nhất, Yagyu gia tộc các trưởng bối đối với hắn ký thác kỳ vọng. Lão quỷ tử lúc này mới chuyển hướng đàm hiên, độc trong mắt ánh mắt càng thêm âm lãnh. Mấy chục năm, nhẹ nhàng một tiếng nhắc tới, lần này nhắc tới chính là đông đảo ngữ. Đàm hiên cũng có thể nghe hiểu được, thanh âm tuy nhỏ, lại có thể từ đó nghe ra vô tận oán độc cùng sâu sắc cừu hận. Đàm hiên có chút hướng lui về phía sau một bước, thân thể nhẹ nhàng bẻ cong, một tay trước một tay về sau, bày ra phòng thủ tư thái. Nhìn qua, cái này quỷ tử lão thì già rồi, hỏng bét lại một điểm không hỏng bét, trước thủ ổn trận cước lại nói, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Nhìn qua đàm hiên bộ dáng như lâm đại địch, lão quỷ tử độc trong mắt hiện lên một vòng mỉa mai, đồng thời xen lẫn một tia tham lam hưng phấn chi ý, tựa hồ khát máu xài lang nhìn thấy con mồi. Tê một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng xé gió truyền ra, năm điểm hàn tinh nhàn rỗi ở giữa, liền đến đàm hiên trước mắt. Cái này năm điểm hàn tinh thế tới quá nhanh, quả nhiên là nhanh như thiểm điện, đợi đến đàm hiên trước mặt, đàm hiên mới miễn cưỡng thấy rõ ràng, đây là một con đen nhánh quỷ trảo, toàn thân đen nhánh, chỉ có năm ngón tay đầu ngón tay lóng lánh điểm điểm hàn mang, quỷ trảo phía sau liên tiếp dây thừng, cũng là đen nhánh. Trong trạch viện ánh nến tia sáng quá mờ, căn bản liền nhìn không rõ ràng. Cái này quỷ trảo là lão quỷ tử liễu sinh vừa phu thấm ngân mấy chục năm binh khí, dùng đến thuận tay chi cực. Năm đó trong lúc chiến tranh, Liễu Sinh vừa phu viễn phó chi kia nước lấy cái này quỷ chảo không biết kết quả bao nhiêu chi kia vũ sư tính mệnh không ít chi kia vũ sư bị Liễu Sinh vừa phu cùng sư huynh của hắn đệ nhóm diệt môn cả nhà nam tính đều đổ sát trẻ tuổi nữ tính liền trở thành một các sư huynh đệ họ nô chơi chán lại giết chết kia thật là một đoạn thần tiên thời gian a những cái kia chi người kia quá yếu tựa như trong vòng cừu non chỉ có thể chờ bị tàn sát bị sâu xé thẳng đến cái kia gọi là triệu chỉ thủy sát tinh bỗng nhiên giết đến tận cửa cử quỷ lưu lũ xúc sinh mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân bỗng nhiên từ thiên đường rơi vào địa ngục triệu chỉ thủy lẻ loi một mình bọn hắn sư huynh đệ tám người cùng nhau tiến lên lại cơ hồ một trận chiến toàn diệt triệu chỉ thủy cường hãn đến biến thái thẳng không phải sức người có thể ngăn cản liễu sinh vừa phu vết sẹo trên mặt liền là chính hắn quỷ trào tạo thành triệu chỉ thủy lấy đạo của người trả lại cho người liễu sinh vừa phu bị mình quỷ trào triệt để hủy dung. Không nghĩ tới hơn 10 năm đi qua, triệu chỉ thủy đệ tử lại ra hiện ở trước mặt của hắn, mà lại đã thương hắn coi trọng nhất cháu trai, cơ hồ hủy đi Yagyu gia tộc tộc tương lai. Thù mới hận cũ, cùng một chỗ tính tổng nợ, cứ việc cái này quỷ trào từng tại liễu sinh vừa phu trên mặt lưu lại vĩnh viễn khó mà san bằng xấu xí vết sẹo, nhưng qua mấy thập niên, bây giờ liễu sinh vừa phu thực tế không là năm đó liễu sinh vừa phu có thể so đối cử quỷ lưu võ thuật lĩnh ngộ cùng trải nghiệm đến sớm một cái thường nhân khó mà với tới cảnh giới liễu sinh vừa phu tin tưởng nếu để cho hắn hiện tại lại đụng tới năm đó triệu chỉ thủy không cần sư huynh đệ tám người cùng lên chỉ cần một mình hắn liền là đủ đoán chừng triệu chỉ thủy sớm đã chết già thù này trung thân khó báo như vậy triệu chỉ thủy đồ đệ cái này chi nữ nhân kia đi chết đi cái này quỷ trảo thế tới như thế nhanh chóng đàm hiên giật nảy cả mình trong lúc vội vã không kịp ngẫm nghĩ nữa, hô một trường đánh ra, một cỗ bàng bạc cự lực phồng lên mà ra, mảy may cũng không yếu tại vừa rồi kích thương liễu sinh hùng một một trường kia. Đồng thời thân thể lui về phía sau, dù là như thế, như trước vẫn là chậm nửa nhịp. Quỷ trảo nhàn dỗi ở giữa rụt trở về, dưới ánh nến, đàm hiên trên mờ u bàn tay máu me đầm đìa, bị vạch phá hai lỗ lớn. Đây là đàm hiên xem thời cơ cực nhanh, lui lại, không phải cả bàn tay chỉ sợ đều muốn bị quỷ trảo một mực khóa lại năm đó cũng không biết có bao nhiêu hoa hạ vũ sư binh khí bị chi này quỷ trảo tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới cướp đi. Đàm hiên một tiếng lạnh hừ, mắt nhìn lấy liễu sinh vừa phu, thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay nắm chặt cột vào trên bàn chân một thanh đoàn đao. Lúc này không phải đoàn kiếm, mạnh mẽ là một cây trùy thủ. Hừ, đến cùng là nữ nhân, so sư phụ ngươi năm đó kém xa. Một kích chưa cạnh toàn công, liễu sinh vừa phu cũng thoảng qua có chút ngoài ý muốn, bất quá nhìn thấy đàm hiên trên mu bàn tay vết máu, liễu sinh vừa phu không khỏi cười lạnh thành tiếng. Mặc dù ta là so ra kém sư phụ, nhưng muốn giết ngươi cũng không làm khó. Đàm hiên cũng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Mạnh miệng, liễu sinh vừa phu lần nữa một tiếng lạnh hừ, ống tay áo lắc một cái, trong tay quỷ trảo lại vô thanh vô tức bay ra ngoài, thẳng đến đàm hiên cái cổ. Đàm hiên tay phải một dương, Chủy thủ trong tay không chút do so dự hướng về quỷ chảo nguyên kích đi lên, đồng thời tay trái cong lại bắn ra, một đạo bén nhọn vô so tiếng xé gió vang lên, mờ nhạt trong ánh nến, hàn quang lóe lên, một viên cực kỳ mảnh nhỏ, dáng như liễu diệp tiểu xảo phi đao, bắn thẳng đến liễu sinh vừa phu mặt. Ở một bên khoanh chân ngồi xuống, một bên điều hòa khí tức chữa thương, một bên ngưng thần quan chiến liễu sinh hùng một đôi lông mày nhẹ nhàng dơ lên. Vô cực truyền nhân quả nhiên không có một cái tên soàng xính, cái này đàm hiên mặc dù là nữ nhân, nội lực lại như thế hùng hồn bá nói, đạn chỉ thần thông tu luyện tới như vậy cảnh giới, thật là đáng sợ. Mặc kệ liễu sinh hùng một là như thế nào hoa hạ thông, hắn cũng muôn vàn khó khăn biết, đàm hiên giờ phút này thi triển võ công, cũng không hoàn toàn là vô cực truyền thừa. Càng thêm không biết đàm hiên bởi vì ra thế đặc thù, chỉ là chỉ thủy tổ sư ký danh đệ tử. Nhưng mà hỗn hợp ra truyền võ thuật vô cực môn công phu, uy lực đồng dạng không thể coi thường chương 380, kịch chiến. Trong lúc nhất thời tiểu tiểu trong trạch viện tiếng gió rít gào, Đàm Hiên cùng Liễu Sinh vừa phu đấu làm một đoàn. Đàm Hiên xuất thủ như gió, trong khoảnh khắc song phương liền giao thủ tốt mấy hiệp. Nói đến, dùng loại phương thức này cùng một cái giả nua chi niên đối thủ so chiêu, là có chút qua phân, Đàm Hiên rõ ràng là khi dễ người. Không ngờ Đàm Hiên cố nhiên khó lường. Cái này liễu sinh vừa phu nhưng cũng người phần lợi hại. Đừng nhìn lão quỷ tử tuổi gần trăm linh, toàn thân tản ra trận trận mốc meo quỷ khí, một khi động thủ, vẫn như cũng như cùng năm người tuổi trẻ đồng dạng mạnh mẽ, gặp chiêu phá chiêu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất luận một loại nào nhanh chóng công kích, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được hiệu quả, thường thường một lúc sau liền sẽ lộ ra sơ hở. Giả dụ một người toàn bộ sức chiến đấu là 10 điểm, dùng 7 phân đến tiến công, liền có 3 phân lực lượng dùng cho phòng thủ. Nếu như 10 điểm lực lượng toàn bộ để mà tiến công, tự thân phòng thủ lập tức liền sẽ trăm ngàn chỗ hở. Chỉ bất qua đối thủ nhất định phải toàn lực ứng đối tiến công, những sơ hở này thì không được nó là sơ hở. Chỉ cần đối thủ bị chế phục, tất cả sơ hở liền không tồn tại nữa. Nhưng mà, cái này nói là một đôi một, nếu như bên cạnh còn có một tên đối thủ tại nhìn chằm chằm lời nói, loại tình hình này lập tức liền sẽ trở nên nguy ngập vạn phân. Cho nên đánh trận thời điểm, bất kỳ cái gì một vị quan chỉ huy đầu tiên cần phải làm là bảo đảm mình cánh an toàn, cánh không an toàn, bất kỳ cái gì kế hoạch tác chiến đều là giấy lộn. Như mưa rông gió bão thế công, Đàm Hiên chỉ duy trì không đến thời gian một chén trà công phu, lập tức liền chậm lại. Không phải Liễu Sinh vừa phu để nàng cảm thấy khó có thể đối phó, mà là tại một bên giò ngó Liễu Sinh hùng một không để cho nàng phải không đúng lúc đình chỉ thế công. Liễu Sinh hùng một cứ việc chịu một kích, lại thụ thương không nặng, đại bộ phận phân sức chiến đấu vẫn đang. Đàm Hiên vô luận như thế nào, không dám thật đối với hắn làm như không thấy. Liễu sinh vừa phu phản ứng cực nhanh, đàm hiên bên này thế công dừng một chút, ôm một tiếng, quỷ trào lập tức phóng lên tận trời, trở nên khí thế hùng hổ. Công thủ nháy mắt thay đổi xu thế, liễu sinh vừa phu công kích là không để lối thoát, bởi vì ngồi ở một bên nhìn chằm chằm người kia, là cháu của hắn, hắn cánh 100% an toàn. Gặp phải tình huống như thế này, dù coi như hắn chỉ có 8 phân thực lực, cũng có thể phát huy ra 12 thành uy lực tới. Đàm Hiên lại một lần nữa thi triển ra thái cực kiếm pháp. Lấy một thanh dài không quá bảy tấc trủy thủ, thi triển thái cực kiếm pháp, nghe tương đương buồn cười, trên thực tế, Đàm Hiên làm được. Đừng bảo là trong tay nàng còn có một cây trủy thủ, coi như nàng tay không tất sắt, trong tay cái gì cũng không có, nàng cũng giống vậy có thể thi triển thái cực kiếm pháp. Đây mới thực sự là cao thủ, bất quá lần này, Đàm Hiên là hoàn toàn khai thác thủ thế, đoàn đao vung vẩy, đem thân thể của mình chăm chú bao vây lại, mặc cho liễu sinh vừa phu quỷ trảo như thế nào suốt quỷ nhập thần, cũng từ đầu đến cuối khó mà công phá phòng ngự của hắn vòng tròn. Liễu sinh vừa phu mặt mũi tràn đầy thịt đầu màu chăm chú đẻ ép đến cùng một chỗ. Đừng nhìn so chiêu thời điểm, cái này lão quỷ tử từ đầu đến cuối không rên một tiếng, tựa hồ tính trước ký càng, trên thực tế cũng dần dần nóng nảy. Mặc kệ hắn mặt ngoài nhìn qua cỡ nào thân thủ mạnh mẽ, cỡ nào khí tức kéo dài, lại vô luận như thế nào đều cải biến không được một sự thật hắn giả rồi rất già rất già, sinh tử tương bác, là hao tổn thể lực nhất cũng nhất hao tổn tinh lực. Đàm Hiên chỉ cần một mực giữ vững, một lúc sau, không tiếp tục kiên trì được nhất định là hắn liễu sinh vừa phu, mà không phải xa so hắn trẻ tuổi hơn nhiều Đàm Hiên. Cuống hồ từ Đàm Hiên xuất thủ đến xem, cái này chi nữ nhân kiên nội công cực kỳ bá đạo, từ một cái góc độ khác đến nói, bá đạo như vậy nội công một khi tế thủy trường lưu, hẳn là đủ để trèo chống một đoạn thời gian rất dài mà lại lấy một thanh đoàn đao thi triển thái cực kiếm pháp, cũng làm cho Liễu Sinh vừa phu mở rộng tầm mắt. Ban đầu ở châu Á, Liễu Sinh vừa phu hành hành rất nhiều năm, gặp qua rất nhiều hoa hạ vô sư, đối phương Bắc địa khu rất nhiều võ thuật truyền thừa đều hiểu rõ vô cùng. Nhưng loại này thái cực kiếm pháp lại từ chỗ chưa gặp, ẩn ẩn cùng truyền thống thái cực kiếm pháp khác biệt, tựa hồ gia nhập không ít mới đồ vật. Bất quá vừa nghĩ tới Đàm Hiên là triệu chỉ thủy truyền nhân, Liễu Sinh vừa phu lập tức liền thoải mái. Đơn thuần dùng võ thuật mà nói, cứ việc liễu sinh vừa phu không phục lắm, cũng không thể không thừa nhận, triệu chỉ thủy lão gia hỏa kia thực tế đã đến đỉnh cấp tông sư cảnh giới, có thể xưng đăng phong tạo cực. Như thế nhiều năm qua đi, mặc kệ là tại châu Á hay là tại đông đảo quốc, liễu sinh vừa phu đều lại chưa thấy qua so triệu chỉ thủy cao thủ càng mạnh mẽ hơn. Dạng này một vị đỉnh cấp tông sư, tự sáng tạo một bộ kiếm pháp ra, 10 điểm hợp lý. Đoàn đao xoay chuyển, bộ này tiểu xảo mềm mại thái cực kiếm pháp rất thích hợp dáng người kiều tiểu nhân nữ nhân bảo mệnh lúc thi triển liễu sinh vừa phu toàn lực tiến công thời điểm liễu sinh hùng một cũng ở một bên hết sức chăm chú quan sát ra khỏi vỏ võ sĩ đao liền nằm ngang ở trên đầu gối của hắn bất quá liễu sinh hùng một không có xuất thủ cùng liễu sinh vừa phu đồng dạng hắn tìm không thấy cơ hội đương nhiên tăng thêm hắn khẳng định sẽ cho đàm hiên tạo thành càng lớn áp lực nhưng vẻn vẹn như thế còn chưa đủ Liễu Sinh Hùng một cũng không muốn tổ tôn hai người cùng lên một loạt trận, lại cùng Đàm Hiên đánh thành tiêu hao chiến. Hắn đã thụ thương trước đây, Liễu Sinh vừa phu thì tuổi gần trăm linh, hai người đều không thích hợp đánh đánh lâu dài. Làm không tốt tổ tôn hai người cùng lên một loạt trận, chân chính có thể kiên trì đến tốt nhất, hay là Đàm Hiên. Nhất định phải chờ đợi, chờ đợi một kích tất chúng cơ hội. Chỉ tiếc, Liễu Sinh Hùng tính toán bản đánh cho tuy tốt, Liễu Sinh vừa phu lại tựa hồ như đã đánh mất kiên nhẫn quát to một tiếng, nguyên bản nhàn rỗi tới lui, như quỷ như mị quỷ chảo bỗng nhiên ở giữa không chung dừng lại, sau đó 10 điểm chậm rãi hướng về đàm hiên ép đi. Cái này quỷ chảo phía sau liên tiếp bất quá là đầu mềm mại dây thừng, dưới mắt nhưng thật giống như bỗng nhiên biến thành ống thép, thẳng tắp hướng về phía trước vỉnh lên, quỷ chảo nháy mắt biến thành năm răng đinh ba. hô một trận một ngạt vô so tiếng xé gió tại trong trạch viện vang lên. Cái này năm răng đinh ba thế đi cực chậm, lại phảng phất mang theo ngàn cân cự lực, đè xuống đầu tới. Cùng lúc đó, một cỗ khiến người hít thở không thông khổng lồ nội lực từ Liễu Sinh vừa phu thể nội dân lên mà ra, như bài sơn đảo hải hướng về Đàm Hiên càn quét mà đi. Cái này lão Quỷ Tử lại muốn cứng đối cứng, dự định một chiêu quyết thắng thua. Đây cũng là không còn cách nào, Liễu Sinh vừa phu đã thử qua mấy loại phương thức đều không thể công phá Đàm Hiên kiếm vòng phòng ngự, chỉ có thể cứng đối cứng. Tiếp tục như vậy dây dưa tiếp, trước hết nhất gánh không được khẳng định là chính hắn nhưng mà luận đến công lực thâm hậu, Đàm Hiên làm sao có thể cùng hắn bảy mươi năm bản lĩnh đánh đồng. Quỷ trào còn tại giữa không chung, Đàm Hiên trên chán tóc cắt ngang chán liền bỗng nhiên bay bổng lên, như là nhận gió lớn ảo ạt. Thậm chí ngay cả thở hơi thở đều lập tức trở nên 10 điểm khó khăn, áp lực chi lớn, không cùng luân so. Vụt, Đàm Hiên thu kiếm vòng, chủy thủ trong tay dương lên, hai mắt nhắm lại, gắt gao tiếp cận giữa không trung chậm rãi áp xuống tới quỷ trào dây thừng loại mềm binh khí còn có thể dạng này dùng, đàm hiên cũng coi như mở rộng tầm mắt. Cái này lão quỷ tử ban đầu ở sư phụ lòng bàn tay đại bại thua thiệt, may mắn mới nhặt về một đầu tính mệnh, mấy chục năm mang theo đầy bụng oán khí trốn ở cái này âm trầm chi địa đau khổ tu luyện, cũng là thật luyện được chút thành tựu. Cử quỷ lưu vốn là đông đảo quốc thượng thừa võ thuật lưu phái. Đàm hiên một tiếng lạnh hư, đồng dạng một cỗ cự lực từ nàng kiều tiểu nhân thể nội mạnh mẽ tuôn ra, kia cỗ tử liếu sinh vừa phu thể nội tuôn ra bằng bạc cự lực tựa như hồng thủy gặp được kiên cố đê đập nháy mắt liền đảo ngược trở về xem đao đàm hiên phất tay dương đao hướng về không trung quỷ trảo đâm tới lưỡi đao thẳng tắp đâm về quỷ trảo cũng không định đi chặt đứt cùng quỷ trảo tương liên dây thừng mặt ngoài nhìn kia là cái lựa chọn tốt trên thực tế sai lầm lớn đặc biệt lớn bởi vì quỷ trảo thủy chung là mềm binh khí không phải chân chính năm giang đinh ba đầu kia liên là quỷ trảo dây thừng Bất quá tại liễu sinh vừa phu hùng hậu nội lực tràn đầy dưới mới trở nên cứng như sắt thép, lại lúc nào cũng có thể biến mềm trở về. Khi chủy thủ lựa chọn chặt đứt dây thường thời điểm, cái này quỷ trảo tùy thời đều có thể chuyển hướng, chuyển hướng bất kỳ một cái nào nàng hoàn toàn không tưởng được góc độ. chủy thủ dài không quá bảy tắc, cùng mềm binh khí tại cự ly xa bên trên so linh hoạt, thực tế quá không sáng suốt, đơn thuần mình muốn chết. Chỉ có một mực tiếp cận quỷ trảo cái này điểm mấu chốt, mới không sợ bị bỗng nhiên đánh lén liễu sinh vừa phu muốn đánh nhanh thắng nhanh đàm hiên không phải là không như thế nơi này dù sao cũng là tại liễu sinh trang viên chỗ sâu bốn phía toàn là địch nhân hai vị kia phụ trách đánh nghi binh an toàn bộ môn đồng chí mặc dù có tay bắn tỉa cung cấp hỏa lực chi viện chỉ sợ cũng rất khó thật xông tới nơi này trên đường đi những thủ vệ kia đối với những người khác mà nói thật đúng là không phải ăn chay không phải mỗi một vị đặc công thân thủ đều có thể cùng chỉ thủy tổ sư đệ tử đánh đồng ở đây, ai biết còn có cái gì địch nhân sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Trước giải quyết liễu sinh vừa phu cái này lão quỷ tử lại nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đinh một tiếng vang giòn, chủy thủ cùng quỷ chảo đụng vào nhau, quỷ chảo bên trên năm cái đen nhánh móng vuốt bỗng nhiên khép lại, lập tức tóm chặt lấy đảm hiên đoản đao. Liễu sinh vừa phu hét lớn một tiếng, toàn lực về sau vừa thu lại. Trong trạch viện lập tức truyền ra kết kít kim loại ma sát thanh âm, dị thường chói tai. Hừ, nhiều năm như vậy, chưa từng có cái gì binh khí bị ta, thiên quỷ trảo, khóa lại, còn có thể tránh thoát trở về. Buông tay, liễu sinh vừa phu lần nữa quát to một tiếng, quỷ trảo phía trên một cỗ đại lực truyền đến, đàm hiên chuôi này hộ thân trủy thủ, lập tức liền cùng lúc trước ngắn kiếm nhất, rời tay mà bay, để quỷ trảo tóm chặt lấy, hướng về liễu sinh vừa phu bay trở về. Nhưng mà liễu sinh vừa phu lại không có chút nào cao hứng vẻ đắc ý, độc trong mắt vậy mà hiện lên một vòng kinh hoàng. Thực tế quỷ trảo bay trở về tốc độ quá nhanh, chẳng những có chính hắn đoạt đao lúc sử xuất cự lực, còn có đàm hiên thừa cơ thêm đi lên lực đảo. Nói cách khác, chuôi này đao không phải hắn từ đàm hiên trong tay cướp lại, mà là đàm hiên cố ý đưa cho hắn, đồng thời còn trợ hắn một chút sức lực. Dù là liếu sinh vừa phu võ nghệ cao cường, cũng bị đánh trở tay không kịp. Hai cỗ cự lực chồng chất lên nhau, chưa gần người, liền đã như nộ trào nghiền ép mà đến, khiến người hô hấp không thông suốt. Kít, đàm hiên lùn người xuống, lòng bàn chân tại nền đá trên bảng xoay tròn nửa vòng, cả người đang không mà lên, như là như mũi tên rời cung hướng về liễu sinh vừa phu vào tới. Ngón tay trong khe hàn quang lấp lóe kẹp lấy hai thanh tiểu xảo liễu diệp phi đao. Làm tình chỉ cơ quan tinh anh nhất phương bài đặc công một trong, đàm hiên lâm trận chém giết kinh nghiệm phong phú vô so. Lúc này, chính là liễu sinh vừa phu luống cuốn tay chân thời điểm, cũng chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Há lại cho bỏ lỡ chương 381, Sư Tỷ. Bá, đao quang kinh thiên mà lên, là Liễu Sinh Hùng một, mắt thấy tình thế nguy cấp, Liễu Sinh Hùng một lập tức xuất thủ, không chút do so dự liền sử xuất đón gió một đao chảm tuyệt kỹ, lóng lánh yêu dị quang mang phỏng chế yêu đao, thẳng đến đàm hiên lưng. Một đao này mặc dù là vội vàng phát ra, thời cơ không đúng, góc độ cũng có vấn đề, lực đạo kém xa hòa nói, nhưng trong lúc này lại đã đầy đủ. Đàm Hiên toàn lực ứng phó tại đối phó Liễu Sinh vừa phu, toàn bộ phía sau lưng cơ hồ là không đề phòng. Nhưng mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đàm hiên tay một dương, bấm tay bắn ra. Vụt vụt, kẹp trong tay kia hai thanh liễu diệp phi đao, rời tay bay ra, nhanh như thiểm điện hướng liễu sinh hùng một vò tới. Đàm hiên tựa hồ đã sớm đoán ra, giờ này khắc này, liễu sinh hùng một tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ, một tới cứu viện liễu sinh vừa phu, thứ hai thừa cơ đánh lén mình, nhất cử lưỡng tiện. Liễu sinh hùng vừa đi thế cực nhanh, phi đao thế tới càng nhanh. Hai bên một góc, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, hai thanh lóe ra tử vong quang trạch phi đao liền đến Liễu Sinh Hùng một chút trước. Liễu Sinh Hùng một giật nảy cả mình, ngay tại hết sức vò tới trước, cái này ngay miệng muốn lui lại, kia là tuyệt đối không có khả năng, thậm chí ngay cả trốn tránh đều biến đến mức dị thường khó khăn. Mấu chốt là tốc độ quá nhanh, Liễu Sinh Hùng một không cần suy nghĩ, hét lớn một tiếng, song tay nắm chặt võ sĩ đao bỗng nhiên ném ra, đem một thanh gần trong gang tắc liễu diệp phi đao đụng bay, đồng thời dốc hết toàn lực vặn vẹo một hạ thân. Làm một từ nhỏ đã tu luyện nhẫn thuật cao thủ, liễu sinh hùng một thân thể kỳ thật dị thường mềm dẻo, so rất nhiều tạp kỹ diễn viên hoặc là thể thảo vận động viên thân thể càng muốn mềm dẻo được nhiều. Có thể tại cả người bất động tình huống dưới, tùy ý vặn vẹo trên thân tuyệt đại bộ phân bộ vị. Loại này siêu cấp mềm dẻo họ, không chỉ một lần đã cứu liễu sinh hùng một tính mệnh. Dù sao cái này liễu diệp phi đao quá nhỏ quá nhỏ, chỉ cần không đánh chúng yếu hại, đánh chúng những bộ vị khác, sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Thật giống như 6 giờ 5 ly 3 bát đại cái nắp đạn, lực xuyên thấu mạnh, lực sát thương ngược lại tiểu. Sau đó, liễu sinh hùng một chính là kêu to một tiếng, thân thể như bị sét đánh, bỗng nhiên dừng lại, hướng bên cạnh lảo đảo hai bước, dưới chân mềm nhũn, kém chút ngồi vào trên mặt đất. Liễu diệp phi đao mặc dù mảnh nhỏ, vội vàng ở giữa, liễu sinh hùng một lại xem nhẹ phi đao bên trên chỗ bám vào khủng bố kinh lực phi đao không có thương tổn đến chỗ yếu hại của hắn, nhưng mà vẫn như cũ cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Phi đao xuất thủ, đàm hiên cũng không tiếp tục nhìn liễu sinh hùng một một chút, mặc kệ cái này hai ngọn phi đao có thể hay không đưa đến tác dụng, dưới mắt cục diện này, nàng đều không có thời gian nhìn chằm chằm đi thấy kết quả. Liễu sinh vừa phu là so liễu sinh hùng canh một thêm khó có thể đối phó đại địch. Nàng hai cái kia phi đao vốn là chỉ là vì ngăn cản liễu sinh hùng một, cam đoan mình cánh cùng phía sau lưng an toàn, nhưng mà phát xạ phi đao ngăn cản liễu sinh hùng một, dù sao phải hao phí một chút xíu thời gian, muốn phân tâm. Nếu như cùng người bình thường đối đầu, một tí tẹo như thế thời gian, như thế thoảng qua vừa phân tâm, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng liễu sinh vừa phu gì ngang tay, có cái này thời gian qua một lát, sớm đã tỉnh táo lại, ổn định trận cước. Mắt thấy đàm hiên hướng mình vào tới, cái này lão quỷ tử quát to một tiếng, hô một tiếng, bàn tay trái đẩy ngang mà ra lập tức trong trạch viện cuồng phong gào thét, nháy mắt phong lôi biến sắc. Mà nắm lấy quỷ trào tay phải lại mềm nhũn rũ xuống, phảng phất nháy mắt liền bị rút đi tất cả tinh lực, trở nên sinh khí hoàn toàn không có. Toàn thân trên dưới mỗi một giọt kinh lực đều tập trung vào bàn tay trái trên một kích này. Chỉ thủy tổ sư truyền nhân cố nhiên cao minh, Yagyu gia tộc, tộc tộc tổ tôn hai người, cũng không có một cái yếu ớt. Đàm hiên thình lình biến sắc, cũng là một trưởng đánh ra. Đồng dạng cuồng phong gào thét, hai cỗ như sóng giữ trường lực bỗng nhiên đụng vào nhau, đàm hiên thân thể như là chơi diều, nhẹ nhàng bay lên, hướng về trạch viện một góc lướt tới. Không phải bị liễu sinh vừa phu trưởng lực đánh bay, mà là mượn lực trốn xa. Liễu sinh vừa phu ngưng tụ toàn thân kinh lực một kích, đàm hiên tại chuẩn bị không đủ mạo xưng phân tình huống dưới, không có ý định nghênh đón. Một trường rời khỏi, thoảng qua ngăn cản một chút kia như bài sơn đảo hải trường lực về sau, lập tức mượn lực hướng một bên để đi lại một lần nữa trọng thương liễu sinh hùng một đàm hiên đã rất hài lòng chỉ cần liễu sinh hùng một không thể lại cho nàng tạo thành quá lớn uy hiếp nàng liền có thể hết sức chăm chú đối phó liễu sinh vừa phu cái này lão quỷ tử cẩn thận đúng lúc này một cái thanh âm nhu hòa đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến mang theo mấy phân lo nghĩ chỉ bất quá cái này nhắc nhở hay là tới quá trễ chút bên ngoài người kia mở miệng thời điểm đàm hiên mình cũng cảm thấy cực độ nguy hiểm loại này cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, trước kia hoàn toàn không có một chút dự cảm. Đàm Hiên thân thể hướng về trạch viện một góc lướt tới thời điểm, một cỗ tựa hồ muốn nàng cả người đều toàn bộ thôn vệ đi vào nguy hiểm bỗng nhiên từ phía sau nàng bạo phát đi ra. Thế nhưng là, đã tới không kịp, Đàm Hiên chỉ có thể bằng trực giác, một cách tự nhiên hướng bên cạnh vặn vẹo một hạ thân, toàn thân nội lực đột nhiên về sau cóng dũng mãnh lao tới. Về phần có thể hay không có tác dụng, vậy cũng chỉ có có trời mới biết sau đó, phanh một tiếng, phía sau lưng đau đớn một hồi, cả người lập tức đằng không bay lên, như trong gió lá khô, hướng về chạy cửa sân bay đi, người còn tại không chung, đàm hiên miệng hơi mở, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chỉ trong nháy mắt, đàm hiên đã đánh giá ra, mình cứ việc tránh đi hậu tâm yếu hại, cuối cùng vẫn là thụ thương không nhẹ. Thực tế chưa từng ngờ tới, cái này trạch viện chỗ tối, thế mà còn ẩn giấu đi một cái tuyệt đỉnh cao thủ người này phải chăng so liễu sinh vừa phu cao minh hơn còn không tốt định luật chỉ ít che giấu khí thức công phu tuyệt đối tại liễu sinh vừa phu phía trên tính được là đăng phong tạo cực lấy đàm hiên giác quan thứ sáu nhạy cảm trước đó vậy mà hoàn toàn không có phát giác đương nhiên liễu sinh vừa phu bản thân quá mức nồng đậm ngang ngược khí thức hấp dẫn đàm hiên đại bộ phận phân lực chú ý cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong cửa chính bóng người lóe lên một đạo cao thân ảnh đoạt đi vào trạch viện duỗi tay ra liền dựng ở Đàm Hiên cánh tay. Đàm Hiên chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên cự lực mãnh liệt mà tới, nháy mắt liền đem nàng cả người đều bao quát trong đó, bị người đánh lén lúc kia cố kinh khủng kinh lực, cơ hồ không có chút nào chỗ trống để né tránh, liền bị cái này cổ phái nhiên cự lực hòa tan mất, cũng tìm không được nữa nửa điểm vết tích. Mượn nguồn sức mạnh này, Đàm Hiên lưng eo ưỡn một cái, ổn định thân thể, miệng hơi mở, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Tiêu Phàm lông mày lập tức nhíu lại, không thể nghi ngờ, giờ phút này vào cửa, chính là tiêu phàm, rốt cục chạy tới nơi này. Làm sao mới đến, đàm hiên rất cố gắng ổn định thân hình, hít sâu một hơi, đem ngực kia cỗ phiền ác trí tức cưỡng ép ép xuống, nhìn tiêu phàm một chút, có chút không vui nói. Tiêu phàm thẹn thùng cười một tiếng, nói thật xin lỗi, sư tỷ Mấy cái kia tay bắn tỉa ẩn thân địa điểm tương đối bí ẩn, muốn từng cái tìm ra xử lý, dùng nhiều chút thời gian. Đám phế vật này, liễu sinh hùng một biến sắc, gắt gao tiếp cận tiêu phàm. Thu tử chính giã Takada ba cái tay bắn tiệc, mang mười mấy tên trải qua huấn luyện gia tướng quá khứ, toàn bộ hiện đại hóa trang bị, ngắm bắn bước súng, công kích tay súng đầy đủ mọi thứ, liền kém không có phân phối máy bay đại pháo súng phóng tên lửa, thế mà chẳng những không có tổn thương đến tiêu phàm một cây mồ hôi mau, thậm chí ngay cả thời gian đều không có kéo dài bao lâu, nhanh như vậy liền để tiêu phàm giết tới nơi ở của mình. Tiêu phàm liếc nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc. Liễu sinh hùng một cái này quỷ tử quả nhiên chỉ là mặt ngoài giả vờ ôn tồn lễ độ, thực chất bên trong đầu tàn bạo vô tình, cùng những cái kia nhất ngoan cố chủ nghĩa quân phiệt phần tử không có gì khác nhau, ngay cả mình người bên gối cùng thân tín nhất gia thần chết sống, đều không để ý chút nào. Mắt thấy tiêu phàm ở đây, thế mà ngay cả nửa câu hỏi thăm lời nói đều không có. Cứ việc đèn đuốc mờ nhạt, liễu sinh hùng một rõ ràng tại tiêu phàm trong mắt đọc được khinh thường cùng chán ghét. Sư tỷ, người có muốn hay không gấp? Tiêu Phàm không có hướng Liễu Sinh Hùng một nói cái gì, lập tức lại chuyển hướng Đàm Hiên, lo lắng mà hỏi thăm. Người cứ nói đi, Đàm Hiên tức giận hừ một tiếng, tựa hồ đối với vị này trưởng giáo sư để có chút bất mãn. Nói đến, cũng không trách Đàm Hiên đối Tiêu Phàm có ý kiến. Người cái tên này mình trêu chọc phiền phức, lại hại ta khuê nữ bị người bắt cóc, hại ta ngàn dặm nghìn dặm đuổi tới cái này cực bắc chi địa đến, nửa đêm cùng người liều mạng, còn kém chút bị người xử lý. Tiêu Phàm có chút ngượng ngùng nói, Sư tỷ, người trước nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho ta xử lý. Khẩu khí thật lớn, ngươi là ai? Một cái khô cằn thanh âm từ vừa rồi ám toán đàm hiên nơi hẻo lánh bên trong truyền ra, để người nghe không nhịn được lên một thân nổi da gà. Thậm chí theo cái này khô cằn thanh âm, một loại thâm trầm khí tức đột nhiên tuôn ra, thẳng bước Tiêu Phàm mà tới. Tiêu Phàm sắc bén ánh mắt hướng nơi hẻo lánh bên trong lóe lên, hạo nhiên chính khí phồng lên mà ra kia cỗ thầm trầm khí tức tới đụng một cái, lập tức giống gặp được khắc tinh, lập tức xoay chuyển, như thủy chiều hướng chỗ tối thối lui. Các hạ là ai, giống chuột đồng dạng, trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, ngầm thi đánh lén, tính cái gì hảo hán. Tiêu phàm nghiêm nghị hỏi, đánh lén, trò cười, người có biết hay không, cái gì gọi là nhẫn thuật. Nhẫn thuật chính là lợi dụng hết thảy thiên thời địa lợi, lợi dụng hết thảy địa hình địa vật, tại địch nhân nhất không tưởng được thời điểm, cho người ta một kích chí mạng thật là không có tiền đồ. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Tiêu tiên sinh, đây là chúng ta đông đảo quốc quốc quý, mời ngươi nói chuyện lưu ý. Liễu sinh hùng giận dữ nói, mời nhạt dưới ánh nến phía dưới, hắn phải nơi bụng có một đoàn giả sắc, đây là chịu vừa bay đau hậu quả. May mà không phải vết thương chí mạng, tiêu phàm cười lạnh, khinh thường nói, lén lút, ám tiễn đả thương người, không có tiền đồ chính là không có tiền đồ. Quý quốc quốc quý như thế, quốc dân nắm họ cũng biết, Hùng một, cái này tên hỗn đản là ai? Chính là ngươi nói cái kia tiêu phàm A. À. Liễu sinh vừa phu giận dữ, ở một bên kêu lên, độc nhãn trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy thịt đầu màu lắc một cái lắc một cái, tựa hồ khí đến kịch liệt. Cái này lão quỷ tử niên kỳ cao, tính tình lại một điểm không bình thản. Đúng vậy, lão tổ tông, hắn chính là tiêu phàm. U Tây, không nghĩ tới tối nay náo nhiệt như vậy, triệu chỉ thủy lão ra hỏa kia mình mặc dù không có đến, lại đưa hai cái đồ đệ tới rất tốt rất tốt, thanh hai người các ngươi xử lý, cũng có thể hơi giải mối hận trong lòng ta. Liễu sinh vừa phù hung tợn tiếp cận tiêu phàm, độc trong mắt, hung quang đại phóng, tăng thêm hắn kia trương như cùng mặt quỷ vặn vẹo khuôn mặt, khiến người vừa nhìn xuống liền nói không nên lời buồn nôn. chương 382, yêu thuật hay là lừa dối thuật? Tiêu phàm, hai người kia là Yagyu gia tộc tộc nguyên lão, cùng chúng ta vô cực môn có thủ cũ. Đàm Hiên nhắc nhở một câu, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói: "Biết, nhị sư huynh nhắc nhở qua ta. Năm đó cử quỷ lưu, người tại chúng ta trong nước làm sằng làm bậy, bị sư phụ giết cái hoa rơi nước chảy, chỉ còn lại hai cái này để lọt chi cá. Lúc đầu sư phụ năm đó là phải nhổ cỏ tận gốc, hai cái này quỷ tử chạy nhanh, lúc này mới tạm thời an toàn tính mệnh cho tới hôm nay. Cũng tốt, năm đó ân oán, hôm nay triệt để chấm dứt. Được, cái này hay là để ta đến đối phó, núp trong bóng tối cái kia, về ngươi." Đàm Hiên hít sâu một hơi, chấn tác tinh thần, nói, trên mặt nhưng lại nổi lên một trận không bình thường đỏ ửng. Vừa rồi chịu kia một chút đánh lén, bị thương quả thực không nhẹ. Tiêu Phàm cười cười, nói, sư tỷ, nếu không, người giúp ta coi chừng vị này Yagyu gia tộc chủ đi. Đã Đàm Hiên đã bị thương, Tiêu Phàm tự nhiên không thể đồng ý nàng lại mang thương ra trận. Liễu sinh hùng một cũng bị thương, Đàm Hiên dám thị hắn, không cho phép hắn ở một bên quấy rối, ngược lại là có thể lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy các ngươi đều phải chết năm đó triệu chỉ thủy lão gia hỏa kia giết ta nhiều như vậy đồng môn sư huynh đệ hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy mất giết liễu sinh vừa phu hét lớn một tiếng vung vẩy quỷ chảo thẳng đến tiêu phàm đánh tới tiêu phàm sau mi có chút một dương nhấc tay liền hướng quỷ chảo chộp tới tiêu phàm đàm hiên lấy làm kinh hãi ngay cả vội vàng kêu lên nàng cùng liễu sinh vừa phu đấu một trận này biết rõ cái này quỷ trảo lợi hại, tiêu phàm tay không tắc sắt liền nghinh đón tiếp lấy, không khỏi quá khinh thường. Muốn chết, liễu sinh vừa phu càng là giận tím mặt, liền xem như năm đó, triệu chỉ thủy cũng không dám tay không đối với hắn thiên quỷ trảo. Tiểu tử này như thế không biết sống chết, lập tức liền muốn đem cánh tay của hắn rỡ xuống một đầu đến. Hàn quang lóe lên, tiêu phàm trong tay bỗng nhiên nhiều một đạo như có như không ánh sáng. Liễu sinh vừa phu thế mới biết, tiêu phàm không là hướng về phía hắn quỷ chảo đến, mà là hướng về phía quỷ chảo phía sau đầu kia kết nối dây thường đi. Mềm binh khí thi triển ra đặc biệt linh hoạt, xuất quỷ nhập thần, càng là từ cao thủ thi triển uy lực càng lớn, nhưng cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là đối người sử dụng yêu cầu cao hơn. Rất rõ ràng, vô luận so nhãn lực, thủ pháp, phản ứng độ nhạy, liễu sinh vừa phu đều tuyệt đối khó mà cùng tiêu phàm đánh đồng. Không nói những cái khác, riêng là song phương tuổi tác tranh lệch liền còn tại đó. Liễu sinh vừa phu khóe miệng hiện lên một vòng nhe răng cười. Tiêu phàm nếu là cho rằng thiên quỷ chảo phía sau chính là phổ thông kết nối tác, vậy liền 10 phần sai. Đầu này dây thừng bên trong, thế nhưng là hỗn hợp chút ít ô kim tia, đao kiếm bình thường, tuyệt đối không cách nào thương tới. Chỉ cần tiêu phàm một kích không trúng, gọt không chặt dây tác, lợi chảo đảo ngược, tuyệt đối không có thời gian lại lóe lên tránh, nói không chừng thật sẽ bị rỡ xuống một cái cánh tay. T. Một tiếng vang nhỏ, Liễu sinh vừa phu khóe miệng nhe răng cười chưa biến mất, trong tay bỗng nhiên chợt nhẹ, cũng chỉ còn lại có trần trùng trục một sợi dây thừng, viên kia mình thấm ngân mấy chục năm thiên quỷ trảo, đã rơi vào tiêu phàm trong tay. Ba ca, liễu sinh vừa phu lập tức giận phát như cuồng, đàm hiên lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói tiêu phàm, người cái này phi đao. Ánh mắt của nàng dù sao so liễu sinh vừa phu độc nhãn dễ dùng, hơn nữa cách phải cũng tương đối gần, Liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm trong tay cầm chính là rất tinh xảo Liễu Diệp Phi đao, cùng chính nàng làm Liễu Diệp Phi đao không có sai biệt, lại không nghĩ rằng có to lớn uy lực. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Sư tỷ, cái này phi đao là huyền sắt chế tạo. Mấy năm trước, ta bồi sư phụ đi lũng tây dạo chơi, tìm được như vậy một chút. So với bình thường sắt thép, muốn cứng cỏi được nhiều." Thì ra là thế, khó trách, Đàm Hiên bừng tỉnh đại ngộ, họ Tiêu tiểu tử người tựa như người lão già kia sư phụ đồng dạng, giảo hoạt đại đại. Nhiều năm tùy thân binh khí, vừa giao thủ một cái, liền bị tiêu phàm hời hợt hủy đi, liễu sinh vừa phu không chịu được nổi trận lôi đình. Ta hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, thù mới hận cũ, cùng các ngươi cùng một chỗ tính toán rõ ràng. Tiêu phàm quay người nhìn qua hắn, ánh mắt thanh lãnh. Liễu sinh tiên sinh, qua mấy thập niên, các ngươi vẫn như cũ đối năm đó sự tình nhớ mãi không quên, quá chấp niệm. Đã như vậy, hôm nay ta liền dùng chính tông nhất vô cực truyền thừa, đưa các ngươi lên đường. Tiếp chiêu đi, một tiếng quát nhẹ, trước mắt mọi người một hoa, tiêu phàm liền ở tại chỗ mất đi bóng dáng. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại liễu sinh vừa phu trước người, huy trưởng thẳng đến liễu sinh vừa phu mặt. Liễu sinh vừa phu trương này mặt quỷ, thực tế cũng làm cho tiêu chân nhân thấy ngứa mắt. Hay là sớm một chút một trường đập nát, chấm dứt. Độn thuật, liễu sinh vừa phu giật nảy cả mình, cũng không lo được sinh khí, thân thể tung bay, cực tốc lui về sau đi. Tiêu phàm vừa rồi thi triển đi ra, chính là cực kỳ cao minh độn thuật, cơ hồ có thể xưng thuấn di thuật. Thế nhưng là độn thuật hoặc là thuấn di thuật, chẳng phải là đông đảo quốc ninja bản lĩnh giữ nhà một trong A. Làm sao cái này chi người kia cũng sẽ thi triển, đồng thời tạo nghệ cao như thế. Trong lúc nhất thời, liễu sinh vừa phu trong lòng chấn kinh vô so, thế mà không dám nhận chiêu, tránh ra. Cô lậu quả văn, đây là vô cực môn từ xưa truyền thừa, xúc địa. Nhẫn thuật của các ngươi, bất quá là học chúng ta hoa hạ võ thuật một điểm ra mau mà thôi, liền dám bốn phía khoe. Đàm Hiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, như thế chậm phải dừng một chút, bóng người lóe lên, tiêu phàm lần nữa tại biến mất tại chỗ không gặp, thoáng qua ở giữa, lại đã lấn đến liễu sinh vừa phu phụ cận, lên tay một trường, vẫn như cũ là đánh về phía liễu sinh vừa phu mặt. Nhìn qua, một trường này nhẹ nhàng, tựa hồ không chứa mảy may kinh lực liền phảng phất tiêu phàm bản nhân đồng dạng như có như không cực không chân thực nhiều lần bị tiêu phàm lăng bách liễu sinh vừa phu lửa giận trong lòng bùng cháy mạnh dưới chân ngưng lại lập tức liền ổn định thân thể hét lớn một tiếng tay phải một dương bỗng nhiên nghênh kích đi lên trong chốc lát cuồng phong gào thét thanh thế kinh người đã đoán không được tiêu phàm lai lịch vậy liền không để ý tới một mực tự mình đánh mình nói thật Tiêu phàm ngay từ đầu xuất hiện tại trong trạch viện thời điểm, liễu sinh vừa phu là có chút không nhìn chúng hắn. Dù sao hắn đã trước gặp biết triệu chỉ thủy một người đệ tử khác thủ đoạn. Cố nhiên không tầm thường, nhưng cũng không tính hoàn toàn không có cách nào đối phó. Tiêu phàm xa so đàm hiên muốn trẻ tuổi, không đến 30 tuổi, coi như thiên phú lại cao, lại chịu chịu khổ cực, lại có thể mạnh đến mức nào. Đợi đến tiêu phàm vừa ra tay liền hủy đi hắn thiên quỷ trảo, liễu sinh vừa phu mới cảnh giác lên nhưng cũng chỉ thế thôi. Đầu cơ trục lợi, cái này tiêu phàm quả nhiên thực lực không đủ, chỉ có thể dùng loại này đầu cơ trục lợi biện pháp. Đổi chỗ mà xử, liễu sinh vừa phu cũng sẽ sử dụng đồng dạng đấu pháp. Không ỷ vào mình trẻ tuổi, phản ứng linh hoạt, đi mưu lợi con đường, chẳng lẽ còn cùng công lực thâm hậu lão ra hỏa liều mạng không thành. Sau đó, tiêu phàm dùng cũng là thuấn di đấu pháp, liền càng thêm kiên định liễu sinh vừa phu lúc trước phán đoán. Đã địch nhân muốn đầu cơ trục lợi, mình liền càng muốn phương pháp trái ngược lấy cứng trọi cứng lấy lực đánh lực để hắn loại này đầu cơ trục lợi đấu pháp không có chỗ triển hai bàn tay bỗng nhiên đụng vào nhau cũng không có phát sinh mọi người trong tưởng tượng loại kia kinh thiên va chạm mạnh ngược lại vô thanh vô tức điểm bụi không sợ hãi thật giống như tại hữu hảo nắm tay người trong cuộc liễu sinh vừa phu tự nhiên không có như vậy lãng mạn hai trưởng vừa một tương giao liễu sinh vừa phu liền ý thức được không đúng dính chặt hai trưởng tương giao nháy mắt tiêu phàm lòng bàn tay lập tức truyền ra một cỗ to lớn lực hút, một mực dính chặt liễu sinh vừa phu bàn tay, liễu sinh vừa phu chỉ cảm thấy mình trên lòng bàn tay kinh lực, hướng phía trước sông lên về sau, liền bỗng nhiên mất đi trưởng khống, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liễu sinh vừa phu không cần suy nghĩ, lại đột nhiên thúc giục trưởng lực. Kết quả, lại như cùng bùn như nhập hải, không thấy bóng dáng. Yêu thuật, liễu sinh vừa phu quá sợ hãi. Tại bọn hắn Đông đảo số ít tà phái trong truyền thừa, liền có loại này hút người nội lực yêu thuật, thậm chí cử quỷ lưu cũng có cùng loại võ công, chỉ là Liễu Sinh vừa phu chưa từng tu luyện thôi. Cổ lão tương truyền, một khi bị loại này yêu thuật quấn lên, nhẹ thì bên trong lực đại tổn, nặng thì bị trực tiếp hút khô toàn thân nội công tinh lực, biến thành một tên phế nhân. Liễu Sinh vừa phu rốt cuộc không nghĩ tới, Đường Đường Châu Á vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân, thế mà cũng sẽ tu luyện loại này để người khinh thường yêu thuật gia hỏa này, chẳng lẽ là giả mạo triệu chỉ thủy truyền nhân. Năm đó lão già kia, cố nhiên tâm ngoan thủ lạt, giết liễu sinh vừa phu sư huynh đệ mắt cũng không chấp cái nào, nhưng liễu sinh vừa phu cũng không thể không thừa nhận, kia là cái đường đường chính chính vũ sư, thủ đoạn quang minh lỗi lạc. Làm sao truyền nhân của hắn thế mà lại hút người nội lực yêu thuật? Dưới sự kinh hãi, liễu sinh vừa phu lập tức đem nội lực thu trở về, không chút do dự. Sau đó, liễu sinh vừa phu liền phát phát hiện mình lại một lần nữa mắc lừa nguyên bản biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nội lực bỗng nhiên lại hiện ra đến lập tức xông phá kinh mạch của hắn giống như cuồng phong sóng giữ theo hắn tránh ra con đường như bài sơn đảo hải hướng tiến vào trong cơ thể của hắn tràn trề không thể cùng kháng ba k liễu sinh vừa phu chỉ tới kịp kêu la nửa tiếng cả người liền như là diều đứt dây hướng về sau bay ra ngoài bỗng nhiên đâm vào một cây thô to cột trụ hành lang bên trên Đầy mắt sao vàng bay loạn, cổ họng ngòn ngọt, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Biến khởi khoảng khắc, đem một bên quan chiến đảm hiên cùng liễu sinh hùng một giật nảy mình. Làm sao vừa giao thủ một cái, còn không hiểu được chuyện gì xảy ra, Yagyu gia tộc tộc vị lão tổ tông này, liền trực tiếp bay lên, máu tươi cuồng phún. Ngươi, chơi lừa gạt, liễu sinh vừa phu càng là nổi giận đùng đùng, giơ lên ống tay áo, một sát vết máu ở khóe miệng, kêu lên, nổi trận lôi đình cái này chi người kia, quá diệt lừa dối. Nhìn qua hào hoa phong nhã, là cái khải đế quân tử, ai biết nội lực như thế xảo trá. Tiêu phàm chậm rãi đưa bàn tay thu hồi lại, liếc liếu sinh vừa phu vặn vẹo khuôn mặt giữ tợn một chút, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lạnh nhạt nói, nội lực thu phát, bất quá là bình thường nhất phương pháp luyện tập mà thôi. Mỗi một cái người tập võ đều biết, người phân biệt không được, chỉ có thể chứng minh chính người cô lậu quả văn mà thôi. Liễu sinh vừa phu không khỏi chán nản, tiêu phàm cái này lời nói nói không sai, liễu sinh vừa phu hiện tại từ nhưng đã hiểu được, tiêu phàm vẫn chưa tu luyện loại kia có thể hút người nội lực yêu thuật, chỉ là tiểu tiểu chơi cái mánh khóe. Mà ở hắn liễu sinh vừa phu dạng này lão hồ ly trước mặt, cũng dám chơi loại này mánh khóe, đủ để chứng minh tiêu phàm đối tự tin của mình ra sao cùng chi rất. Đây là tự tin nhất định có thể tại nội lực bên trên thắng qua liễu sinh vừa phu. Nếu không, chỉ cần liễu sinh vừa phu tại nội lực bên trên mạnh hơn hắn, không những không thể dụ địch xâm nhập, chỉ sợ thoáng qua ở giữa liền sẽ bị liễu sinh vừa phu xông phá phòng tuyến, dẫn đến kinh mạch toàn thân bị hao tổn. Thật giống như hắn kích thương liễu sinh vừa phu, là đồng dạng đạo lý. chương 383, Thiên Tinh trưởng Liễu sinh hùng nhất cử bước liền muốn hướng liễu sinh vừa phu dựa sát vào. Đàm hiên nhàn nhạt nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, Yagyu gia tộc chủ, người tốt nhất đứng tại kia đừng nhúc nhích. Liễu sinh hùng một đôi lông mày một dương không nói hai lời, nâng đao liền chặt. Đồng thời hét dài một tiếng, từ liễu sinh hùng đầy miệng bên trong phát ra. Không tốt, đàm hiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Không hề nghi ngờ, đây là liễu sinh hùng một đang triệu hoán viện binh. Ngay cả lão tổ tông đều thua tổn thương, cục diện càng ngày càng phiền phức. Liễu sinh hùng một không còn có tâm tư giảng cứu cái gì phong độ khí chất. Đàm hiên một bên ứng đối lấy liễu sinh hùng một tiến công, một bên hướng tiêu phàm bên kia nhìn lại. Yagyu gia tộc tộc còn ẩn giấu đi dạng này tư thâm nguyên lão, thậm chí còn không chỉ một người, hoàn toàn ra khỏi đàm hiên dự kiến. Tình huống này, đừng bảo là đã trở thành ngoại vi đệ tử Thu Sơn Vũ Phu không rõ ràng, liền xem như một mực tại liễu sinh trong trang viên phục vụ, thậm chí đảm nhiệm ra thần đầu mục cát dây leo tú xuyên cũng giống vậy không rõ nội tình. May mắn tiêu phàm kịp thời đuổi tới, không phải tối nay, tung hoành giang hồ nhiều năm đàm hiên, muốn ở chỗ này cắm cái lớn bổ nhào dưới mắt nàng mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng muốn ngăn cản một cái đồng dạng thụ thương Liễu Sinh Hùng một, vấn đề cũng không lớn. Bất quá Liễu Sinh Hùng vừa đã đang triệu hoán viện binh, tình huống lập tức liền sẽ trở nên 10 điểm nghiêm trọng. Nơi này dù sao cũng là Liễu Sinh trang viên chỗ sâu, coi như trải qua hai ngày này liên tục giết đâm, Yagyu gia tộc tộc gia thần gia tướng đã tổn thất không ít, nhưng mà vẫn như cũ rất có thực lực. Tóm lại hiện tại là vũ khí nóng thời đại, một cái võ công thấp gia hỏa, nếu như thảo lấy một chi công kích súng xông lại hay là rất để người đau đầu lấy đàm hiên mình tình huống trước mắt đến xem muốn lưu loát cầm xuống liễu sinh hùng một độ khó không nhỏ mấu chốt liền nhìn tiêu phàm bên kia có thể hay không đánh nhanh thắng nhanh tiêu phàm cũng là hét dài một tiếng thân hình thoát một cái huy trưởng đánh ra bàn tay có chút rung động một biến hai nhị biến bốn thoáng qua ở giữa xuất hiện tại liễu sinh vừa phu trước mặt chính là phô thiên cái địa trưởng ảnh đây cũng là khi dễ người đấu pháp, mới vừa rồi cùng liễu sinh vừa phu cứng đối cứng chạm nhau một trường, cứ việc tiêu phàm hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng thăm dò ra, cái này lão quỷ tử mấy chục năm khổ tu, nội công thực tế không thể coi thường. Tiếp tục cứng đối cứng đánh xuống, tuyệt đối là ngốc nhất biện pháp. Liễu sinh vừa phu độc nhãn, cao tuổi, đây là hắn hai đại trí mạng thiếu hụt. Tiêu phàm dưới mắt thi triển, là thoát thai từ bắc thiếu lâm kim cương bàn nhược trưởng trưởng pháp. Vô cực môn đời trước tổ sư, cũng chính là tiêu phàm sư tổ, lúc tuổi còn trẻ tiết, đã từng giấu giếm thân phận, bái tại thiểu lâm tự bàn nhược viện thủ tỏa đại sư tòa hạ học nghệ, tinh thông thiếu lâm 72 trong tuyệt kỹ 8 hạng tuyệt học, nhất là sở trường kim cương bàn nhược trường Pháp. Lại cùng vô cực môn truyền thừa võ học dung hợp lẫn nhau, tự sáng tạo bộ này mới vô cực thiên tinh trưởng ra. Kim cương bàn nhược trưởng nếu là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong, nguyên bản liền cực kỳ bác đại tinh thâm, trưởng lực hùng hồn, chiêu số phức tạp, lại trải qua đời trước tổ sư dung hợp sáng tạo cái mới, cái này thiên tinh trưởng pháp càng là phức tạp vô so. Một trưởng đánh ra, trong khoảnh khắc liền biến thành mấy chục mấy trăm trưởng, hư hư thật thật, thực tế rất khó phân rõ ràng, gì người là thật gì người là giả. Ngược lại là cùng liễu sinh hùng một cương mới thi triển cửu quỷ lưu yêu đao đao pháp, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đừng nhìn cái này thiên tinh trưởng pháp phức tạp vô so, tựa hồ hoa bên trong hồ xinh đẹp, có hoa không quả, trên thực tế, tiêu phàm chỉ cần vừa thi triển ra, bình thường đều là một chiêu khắc địch, thoáng qua liền có thể phân ra thắng bại. Địch nhân thực tế rất dễ dàng bị cái này phô thiên cái địa trưởng ảnh làm váng đầu. Biết rất rõ ràng ở trong đó chỉ có một chiêu là chân thật, cái khác đều là hư chiêu, hống người đồ chơi, phiền phức ngay tại ở, người căn bản liền không làm rõ ràng được, một chiêu kia mới là thực tế. Ngay tại địch nhân hoa mắt thời khắc, đã trúng chiêu ngã xuống đất. Mặc kệ liễu sinh vừa phu tu vi võ học cao thâm bậc nào, độc nhãn chính là độc nhãn. Một con mắt là không thể chính xác định vị, càng khó tại cái này trồng chất trường ảnh bên trong phân rõ hư thực thật giả. Đối mặt với dạng này vô lại đấu pháp, liễu sinh vừa phu cơ hồ muốn tức nổ phổi. Nếu như đổi một người ở trước mặt hắn thì triển loại này trường pháp, muốn phá giải không khó, liễu sinh vừa phu hoàn toàn không cần phải đi quản hắn thật giả hư thực, không cần phải đi quản hắn trưởng tới đường, chỉ cần một trường đánh ra, dựa vào lấy nội lực bên trên ưu thế tuyệt đối đối phương dù có 10 triệu hư chiêu cũng là uổng công một trường liền phá nhưng ở vừa rồi lĩnh giáo tiêu Phàm hùng hồn nội lực về sau Liễu sinh vừa phu cũng không dám dùng dạng này đại đạo đơn giản nhất chiêu số đi ứng đối tiêu Phàm Mặc dù trẻ tuổi nội lực thâm hậu hùng hồn lại càng tại trên đó một trường đánh ra lại làm sao có thể phá giải được mắt thấy không thể cùng kháng Liễu sinh vừa phu đành phải cấp tốc lui về phía sau trước kéo ra một khoảng cách lại nói, tiêu phàm làm sao có thể tha cho hắn chậm chậm nghĩ cách. Lập tức như bóng với hình, chăm chú dán vào, vừa ra tay, vẫn như cũng là thiên tinh trưởng lợi hại kỹ xảo, thậm chí so vừa rồi một chiêu kia còn muốn càng thêm phức tạp. Trong trạch viện cứ như vậy lớn, bất quá trong chốc lát, liễu sinh vừa phu liền đã lui đến chỗ tối, lại sau này, xê dịch không gian trở nên cực kỳ chật trội. Lại nghĩ dạng này xảy bước tiến thối, coi như khó. Lẽ nào lại như vậy? liễu sinh vừa phu cũng bị tiêu phàm dạng này đánh ra một bụng hỏa khí mắt thấy lui không thể lui không khỏi giận dữ lập tức hét lớn một tiếng cũng không nhìn tới tiêu phàm trưởng tới đường song trưởng bỗng nhiên hướng phía trước đẩy ra lập tức kình phong gào thét trưởng lực ngập trời cái này sắp xếp mây xong trưởng đẩy về phía trước liễu sinh vừa phu lập tức liền biết mình là thật sai nguyên bản nhìn qua trồng chất trưởng ảnh tựa hồ toàn bộ đều là hư chiêu trưởng phong đụng một cái về sau liễu sinh vừa phu kinh ngạc phát hiện thế mà mỗi một trường bên trên đều mang hùng hồn kinh lực, tựa hồ mỗi một trường đều là thực chiêu. Mặc dù vội vàng ở giữa, từ một mình chiêu này vẫn chưa dốc hết toàn lực, cũng đã sử xuất bảy tám phân kinh đạo, ai ngờ chỉ bất quá đánh tan hơn phân nửa trưởng ảnh, trường lực của mình liền đã kế tục không còn chút sức lực nào, tan biến tại vô hình. Hơn 10 đạo trưởng ảnh lại không cái gì cản trở, thẳng hướng liễu sinh vừa phu bổ tới. Liễu sinh vừa phu trên mặt thịt đầu mẩu bỗng nhiên vặn thành một đoàn, độc trong mắt hiện lên vô so hoảng sợ thần sắc. Ngay vào lúc này, tiêu phàm lại bỗng nhiên dừng bước, trường thế vừa thu lại, dưới chân giày vải tại nền đá trên mặt nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể lập tức nhẹ nhàng hướng về sau lướt tới. Bá chói mắt chói mắt đao quang, nhàn rỗi thoáng hiện, tại tiêu phàm trước kia đứng chỗ đứng, chém bổ xuống đầu, nhanh như thiểm điện. Đao quang về sau, tựa hồ loáng thoáng có một đạo hắc ảnh, chỉ là cái này đạo ánh đao thực tế quá mức sáng tỏ, quá mức lóa mắt, cơ hồ đem đao quang sau ẩn tàng đạo hắc ảnh kia hoàn toàn che lại, người bình thường ép căn bản không hề tâm tư đi nhìn kỹ. Tiêu phàm hai mắt nhíu lại, lại là đem bóng đen này thấy thanh thanh sở sờ. Kia là cực kỳ thon gầy nhỏ bé yếu ớt một bóng người, nhìn qua, thậm chí có điểm giống là chu nho. Toàn thân quần đen áo đen, gương mặt hoàn toàn bị che khuất, chỉ có thể nhìn thấy hai con chiếu lấp lánh con mắt, phá lệ trói mắt. Còn có một chút, tiêu phàm cũng thấy rõ ràng bóng đen kia là một tay cầm đao, cái này cùng tất cả đông đảo quốc võ thuật cao thủ cũng khác nhau. Đông đảo kiếm thuật là hai tay kiếm, đông đảo võ sĩ đao là phảng phất đường đao kiểu dáng, lưỡi đao rất dài, chuôi đao cũng dài, 10 điểm nặng nề, một tay vận dụng, thực tế quá cồng kềnh. Đông đảo kiếm pháp nguyên bản là lấy hùng hồn lực lớn tăng trưởng, thủ thiếu biến hóa, không đủ linh hoạt. Giống cửu quỷ lưu loại kiếm thuật này, tại đông đảo kiếm đạo trong truyền thừa, đã coi như là cực điểm biến hóa sở trường. Nó kiếm đạo của hắn thì càng nhiều hướng nhất đao lưu dựa sát vào Dù là như thế, cử quỷ lưu cũng là hai tay kiếm Đông đảo kiếm thuật, không có một tay kiếm Cái bóng đen này, làm lại là một tay kiếm Mà lại thân hình hắn như vậy tinh xảo Một tay vận dụng cồng cành đông đảo kiếm Càng là lộ ra cổ quái buồn cười Tiêu phàm song mi lại nhau Vừa rồi một kiếm này, vừa nhanh vừa độc Bỗng nhiên từ chỗ tối giết ra Trước đó cơ hồ một điểm dấu hiệu đều không có nếu như không phải là bởi vì hắn đã sớm biết trong phòng này còn có cái thứ ba đông đảo ninja tồn tại một mực tại ngưng thần để phòng người này đánh lén chỉ sợ đối mặt một kiếm này tập kích liền muốn luống cuống tay chân một hồi lâu nhưng cái này còn không phải để tiêu phàm lo lắng nhất tiêu phàm chân chính lo lắng chính là người này đánh lén đàm hiên cùng đánh lén hắn vị trí không phải cùng một vị trí cách xa nhau tương đối xa mà tiêu phàm thế mà vẫn chưa phát giác người này di động chính là vừa rồi một kiếm kia tập kích cũng hay là bởi vì tiêu phàm giác quan thứ sáu khác thường nhân nhạy cảm, mới có thể kịp thời phát giác. Đây là cái vấn đề lớn, tại ánh đèn này u ám trong trạch viện, ẩn giấu đi dạng này một cái như quỷ mị ninja, ra, tùy thời tùy khác có khả năng từ một nơi bí mật gần đó giết ra đến, cho người một kiếm, dù là tiêu phàm lại khó lường, cũng phải bị kiềm chế phải chó chân chói tay, không dám buông tay đánh cược một lần. Hết lần này tới lần khác chính diện liễu sinh vừa phu, cũng không phải dễ đối phó. Kia còm nhom, như là hầu tử lại giống là chu nho ninja, một kiếm không trúng, bóng đen lóe lên, liền lại ẩn vào đến đen trong bóng tối. Tiêu phàm run lên, thần niệm chi lực lập tức nhô ra. Tại dạng này u ám hoàn cảnh bên trong, thị lực nhận rất lớn hạn chế, chỉ có thể dựa vào giác quan thứ sáu thần niệm chi lực. Giác quan thứ sáu cái này tìm tòi ra, lập tức liền có thu hoạch. Tiêu phàm ẩn ẩn cảm giác được, tại cách liễu sinh vừa phu đỉnh đầu cách đó không xa, có một đạo hắc ảnh lẳng lặng tiềm phục tại nơi đó, từ vị trí phán đoán, nơi đó hẳn là cái này trạch viện một đầu xa nhà. Ngược lại là đông đảo ninja thường xuyên sẽ lợi dụng chỗ ẩn thân. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhớ được nhị sư huynh đã từng nói, cử quỷ lưu những này lão quỷ tử, năm đó ở thời kỳ chiến tranh, bị sư phụ chém giết hơn phân nửa, còn lại hai đầu để lọt chi cá, nó bên trong một cái mù một con mắt, khuôn mặt toàn hủy một cái khác, thì bẻ gãy một cánh tay, Diện mục giữ tợn độc nhãn long, là trước mắt cái này nghiến răng nghiến lợi liễu sinh vừa phu, tay cụt cái kia, hẳn là trốn ở trên xà nhà chu nho. Có lẽ bởi vì dáng người nguyên nhân, người này tựa hồ chuyên tu nhẫn thuật, tạo nghệ đã đến cực kỳ cao minh tình trạng. Hai cái lão quỷ tử một sáng một tối, phối hợp lẫn nhau, mấy chục năm trôi qua, sớm đã đến tâm niệm tương thông tình trạng, ăn ý là không cần phải nói. Loại tình hình này, thật đúng là khó đối phó. Vừa phu, tiếp kiếm, liền ở thời điểm này, chỗ tối cái kia chu nho quỷ tử gọi một tiếng, thanh âm khàn giọng cực kỳ khó nghe. Một đạo hắc quang hướng về liễu sinh vừa phu bay đi. Liễu sinh vừa phu duỗi tay ra, bắt lấy từ trên trời giáng xuống vỏ kiếm, không khỏi giữ tợn cười ra tiếng. Vụt, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóa mắt, chi người kia, chịu chết đi. chương 384, còn có người không có xuất thủ. Một đao, hai đao, ba đao, mười đao, trăm đao, 10 triệu đao, cử quỷ lưu kiếm thuật, tại liễu sinh vừa phu trong tay thi triển đi ra, so sánh liễu sinh hùng canh một da lão cay, mỗi một đao bổ ra, đều mang một cỗ âm u tính mị quỷ khí, kết hợp tòa này đồng dạng âm trầm trầm trạch Việt, như quỷ mị yêu dị, khiến người gặp một lần phía dưới, liền là lông tóc dựng đứng. Tiêu phàm nhẹ nhàng hướng lui về phía sau một bước, cái này một bước nhỏ nhất thời làm phải liễu sinh vừa phu ngơ ngẩn. Hai người đối đầu, tiêu phàm nếu không lấy công đối công, nếu không gặp chiêu phá chiêu đều là lẽ phải thực tế cảm thấy không có nắm chắc vội vã như vậy nhanh lui lại tạm lánh sắc bén cũng là thượng giai kế sách nhưng mà tiêu phàm hết lần này tới lần khác liền lui như thế một bước nhỏ vừa tránh đi hắn đao phong nhàn nhạt nhìn xem hắn thật giống như liễu sinh vừa phu không phải tại hướng hắn tiến công ngược lại biến thành tại tiêu phàm trước mặt múa kiếm đối liễu sinh vừa phu xuất thủ lực đạo phương vị phạm vi nắm chi tinh chuẩn quả thực không cùng luân so phảng phất hai người thương lượng xong như vậy, ở đây cho mọi người biểu diễn một phen kiếm thuật. Lập tức, Liễu Sinh vừa phu liền bạo giận lên, cái này chi người kia lớn lối như thế, dám xem cửu quỷ lưu cao thâm nhất yêu đao đao pháp như không. Nào yeah. đồng loạt ra tay, giết cái này tên hỗn đản. Liễu Sinh vừa phu giận quát một tiếng, yêu dị đao pháp vừa thu lại, hai tay giơ cao võ sĩ đao, phách đầu cái não liền hướng về tiêu phàm bổ xuống. Một đao này cùng đón gió một đao chẳng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, vào đầu một đao đánh xuống, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, cũng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, chính là lực đại chiêu chìm, nhanh như thiểm điện. Liễu sinh vừa phu miệng bên trong chỗ kêu gọi Naoya, dĩ nhiên chính là vị kia giấu ở chỗ cao trên xà nhà đồng bạn, Yagyu gia tộc tộc một vị khác lão tổ tông, lúc trước từ chỉ thủy tổ sư trong tay may mắn trốn được tính mệnh, lại ném một cánh tay liễu sinh Naoya. Kỳ thật liễu sinh vừa phu cùng liễu sinh Naoya tại nhà này trong trạch viện đau khổ tu luyện mấy chục năm, sớm đã tâm ý tương thông, ăn ý phi thường, hắn muốn liễu sinh Naoya cùng một chỗ giáp công tiêu phàm, hoàn toàn không tất yếu lên tiếng. Chỉ cần toát ra dạng này ý tứ, liễu sinh Naoya liền có thể cảm giác được. Liễu sinh vừa phu cái này âm thanh gầm thét, gọi là cho tiêu phàm nghe. Hắn chính là muốn tiêu phàm trong lòng khẩn trương, thời thời khắc khắc đề phòng liễu sinh Naoya đánh lén, thủ hạ khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở tới. Đó chính là hắn cơ hội, tiêu phàm ứng đối phương thức, lại một lần nữa đem liễu sinh vừa phu tức đến cơ hồ thổ huyết. Đối liễu sinh vừa phu cái này hung mãnh tuyệt luân một đao, tiêu phàm xem như không nghe, ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng một chút, thật giống như liễu sinh vừa phu cùng trong tay hắn hàn sáng nóng lánh võ sĩ đao, đều chẳng qua là huyễn ảnh thôi. Liễu sinh vừa phu khóe miệng hiện lên hung dữ nhe răng cười chi ý. Cái này ngay miệng vẫn còn giả bộ bức, quả nhiên là muốn chết a Bá, võ sĩ đao thẳng tắp từ tiêu phàm đỉnh đầu bổ xuống. Liễu sinh vừa phu lại bỗng dưng mở to hai mắt nhìn trước mắt của hắn vẫn chưa xuất hiện máu tươi văng khắp nơi, chi người kia bị một bổ hai nửa thống khoái hình tượng, mà là tại nháy mắt mất đi tiêu phàm bóng dáng. phảng phất ảo thuật, tiêu phàm tại nguyên chỗ mất tích. Ngay tại liễu sinh vừa phu chố mắt ngay miệng, tiêu phàm sớm đã vô thanh vô tức vọt lên giữa không trung hướng về dấu ở trên xà nhà liễu sinh Naoya bổ nhào mà đi, hai tay xòe ra, bạch y tung bay, động tác tốt không mềm mại lưu loát. Tiêu phàm mạch suy nghĩ rất đơn giản, cùng nó trên mặt đất cùng liễu sinh vừa phu chiến đấu, thời thời khắc khắc chú ý khả năng đến từ giữa không trung tập kích, còn không bằng trước đem cái này tinh thông nhẫn thuật liễu sinh Naoya xử lý, lại chậm chậm thu thập liễu sinh vừa phu không muộn. Liễu sinh vừa phu đã bị mình kích thương thổ huyết, chỉ cần không có suốt quỷ nhập thần liễu sinh thẳng cũng phối hợp, cái này lão quỷ tử một người một mình khó chống thu thập liền dễ dàng nhiều liễu sinh naoya tựa hồ căn bản liền không nghĩ tới tiêu phàm sẽ bỗng nhiên đem hắn xem như chủ công đối tượng lặng lặng giấu ở trên xa nhà đối thẳng nhào tới tiêu phàm không có chút nào phòng bị nửa điểm phản ứng đều không có suy một tiếng vang nhỏ tiêu phàm cong lại bắn ra một viên sắc bén liễu diệp phi đao bắn thẳng đến mà ra tại không trung lóe lên sau một khắc liền xuất hiện tại liễu sinh naoya gần trong gang tất địa phương Đạc, Liễu Diệp Phi đao xuyên qua Liễu Sinh Naoya thân thể, thẳng tắp đinh tiến vào làm bằng gỗ xà nhà bên trong. Giống như ẩn giấu ở chỗ nào Liễu Sinh Naoya bỗng nhiên biến thành không khí. Cái này đương nhiên không có khả năng, nhẫn thuật lại huyền, cũng là xây dựng ở chân thực cơ sở bên trên, không có khả năng từ không sinh có hoặc là sẽ có hóa vô. Mà là, Liễu Sinh Naoya thân pháp quá nhanh nhẹn, tại Liễu Diệp Phi đao vừa gần người nháy mắt, mới bỗng nhiên tránh tránh ra. Cứ như vậy một cái nháy mắt, liễu sinh Naoya liền không thấy bóng dáng, cùng vừa rồi tiêu phàm đối phó liễu sinh vừa phu chiêu số giống nhau như đúc. Thì triển đạn chỉ thần thông đồng thời, tiêu phàm thân thể cũng chưa từng dừng lại, bắn thẳng đến chỗ kia xà nhà. Bạch, một đạo sáng như tuyết đao quang bỗng nhiên bên trong từ dưới xà nhà bên cạnh giết ra, đâm thẳng tiêu phàm dưới bụng uy hiếp. Vừa rồi đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, liễu sinh Naoya mới khó khăn lắm né qua tiêu phàm phi đao, như thế điện quang thạch hỏa sát na, tự nhiên không có khả năng đi phải quá xa, chính là vòng quanh thô to xà nhà chuyển nửa cái vòng tròn. Liễu sinh Naoya lâu luyện nhẫn thuật, thân thể lại thấp tiểu điêu luyện, linh hoạt phải như là viên hầu. Liễu sinh Naoya loại này linh hoạt mạnh mẽ, đối với địch nhân của hắn mà nói, chính là chí mạng nhất đòn sát thủ. Tỉ như dưới mắt, giống như là tiêu phàm mình hướng vết đao của hắn mũi đao bên trên đụng tới. Hai cái tốc độ của con người đều cực nhanh vô so, Liễu Sinh Naoya lại là tại Tiêu Phàm đã ở rất gần thời điểm mới bỗng nhiên xuất đao, tốc độ, góc độ cùng cường độ đều nắm phải vừa đúng. Dù là Tiêu Phàm phản ứng lại nhanh, lại có bản lãnh thông thiên, cũng tuyệt đối trốn không thoát một đao này. Nháy mắt một cái, Liễu Sinh Naoya tay cầm kiếm Nhật đã chính chính đâm trúng Tiêu Phàm phần bụng. Nhưng mà, Tiêu Phàm một cái tay đã sớm chờ ở tại đây. Mắt thấy lưỡi dao giết tới, Tiêu Phàm lần nữa cong lại bắn ra lần này đạn chỉ thần thông đối tượng công kích lại không là liễu sinh Naoya bản nhân, mà là hướng phía liễu sinh Naoya hung hăng đâm tới võ sĩ đao đi. Võ sĩ đao mũi đao vừa một chạm đến tiêu phàm dưới bụng, tiêu phàm mạnh mẽ tuyệt luân ngón giữa tay phải, liền chính chính đập vào võ sĩ đao đao sống lưng phía trên. Đương một tiếng vang nhỏ, sáng như tuyết võ sĩ đao lập tức đáng lái đi, ngay cả liễu sinh Naoya chu nho thân thể cũng bị nặng nề võ sĩ đao mang phải không tự chủ được hướng trên mặt đất đỏ hạ xuống. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một tiên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này Liễu Sinh Naoya năm đó bị sư phụ hỏng một cái cánh tay, bây giờ chỉ có thể một tay sử kiếm, Đông đảo kiếm xa so Chung thổ kiếm muốn nặng nề. Đại đa số Đông đảo võ sĩ đều là lấy người bắt kiếm, lấy kiếm giết người. Cái này lão quỷ tử tình hình đặc thù, muốn linh hoạt vận dụng Đông đảo kiếm, duy nhất có thể thực hiện chi đạo chính là lấy kiếm bắt người, lấy người giết người. Mỗi một kiếm đâm ra tất cả kinh lực đều tập trung ở lưới kiếm phía trên, chu nhau thân thể liền biến thành kiếm phụ thuộc phẩm. Nếu như tiêu phàm tay cầm binh khí cùng người này đối đầu, như vậy liễu sinh Naoya cả người lẫn kiếm đều sẽ bám vào tại tiêu phàm binh khí phía trên, mượn nhờ tiêu phàm binh khí vung vẩy lực đạo, đem thân thể của mình cùng lợi kiếm đều mang động, cuối cùng thừa dịp tiêu phàm không sẵn sàng thời điểm, vứt bỏ lợi kiếm, nhàn dỗi cận thân, lấy người giết người. Làm sao tiêu phàm căn bản liền không nhúc nhích lớn lên binh khí, Liễu sinh Naoya khổ luyện nhiều năm tuyệt kỹ, cơ hồ không thể nào thi triển. Gãy ngón tay một cái đánh lui liễu sinh Naoya, tiêu phàm nhẹ nhàng bên trên xà nhà, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống đi. Liễu sinh vừa phu đã đoạt bước lên trước, đứng ở liễu sinh Naoya bên người, hai anh em liếc nhau, liễu sinh vừa phu vừa sợ vừa giật, nhẹ giọng nói chi này kia tiểu tử như thế cao minh. Đừng nhìn liễu sinh Naoya vóc dáng 10 điểm thấp nhỏ, còn đi một cái cánh tay, nội lực mạnh, mảy may cũng không tại liễu sinh vừa phu phía dưới. Tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ càng là siêu quần bạt tụy, thậm chí còn tại liễu sinh vừa phu phía trên. Lại bị tiêu phàm cong lại bắn ra, liền ngăn cản không nổi. Liễu sinh vừa phu là thật kinh hãi. Liễu sinh Naoya khẽ lắc đầu, không nói gì. Hắn biết vừa phu có chút hiểu lầm, chi này người kia chỉ là mưu lợi mà thôi, cũng không phải là thực lực thật mạnh đến hoàn toàn không thể cùng kháng tình trạng. Cần biết mấy chục năm khổ tu xuống tới, Yagyu gia tộc tộc hai vị này nguyên lão sớm đã nay không phải thích so, lấy hai người bọn họ dưới mắt thực lực, liền xem như chỉ thủy tổ sư đích thân đến, cũng có sức đánh một trận. Tiêu phàm lại nghịch thiên, cũng không thể xem bọn hắn như không. Nhưng liếu sinh Naoya cũng chưa từng nhiều chỗ giải thích, có thể trong nháy mắt liền nhìn thấu hắn luyện võ thuật bản chất, đồng thời lập tức tìm đến cách đối phó chính xác nhất, triệu chỉ thủy tên đồ đệ này, chẳng những võ nghệ cao cường, mà lại thông minh vô so chỉ sợ không so triệu chỉ thủy năm đó kém đi nơi nào thực tế là chân chính cường đại đối thủ đàm hiên cùng liễu sinh hùng một một bên đánh nhau chết sống nhưng cũng một mực đều chú ý tới bọn hắn bên này tình hình liền tình huống trước mắt mà nói hai người bọn họ vật lộn thắng bại đối toàn cục ảnh hưởng không lớn yagyu gia tộc tộc hai vị tộc lão cùng tiêu trưởng giáo ở giữa mới là quyết chiến ai thắng được người đó là hôm nay chân chính bên thắng mắt thấy tiêu phàm mấy cái đối mặt ở giữa liền đem yagyu gia tộc hai vị tộc lão bước đến luống cuốn tay chân trước sau kinh ngạc đàm hiên vui mừng chi dư cũng âm thầm kinh hãi xem ra chính mình đối vị này trưởng giáo sư đệ thực lực đoán chừng phải còn chưa đủ chuẩn xác liễu sinh hùng một song mi nhíu chặt cũng may đây là đang liễu sinh trang viên trừ hai vị tộc lão liễu sinh hùng một còn có cái khác giúp đỡ thanh lãnh dưới ánh trăng bốn đạo nhân ảnh cấp tốc hướng cấm địa tới gần bốn người này cũng là quần đen áo đen tiêu chuẩn ninja cách ăn mặc, dưới chân 10 điểm nhẹ nhàng, cơ hồ xem như lặng yên không một tiếng động. Bất quá trạch viện bên trong mấy vị này, ai không phải tuyệt đỉnh cao thủ. Bên ngoài tiếng bước chân lại nhẹ, tại bọn hắn trong tai nghe được cũng là thanh thanh sở sở. Liễu sinh hùng siết chặt khóa xong mi nhàn rỗi dơ lên, nhẹ nhàng thở phào một cái. Trong trang viên những nhà khác thần, cuối cùng lần lượt chạy tới. Những người này đơn đả độc đấu có lẽ căn bản liền không giúp đỡ được cái gì, nhưng đến số lượng nhiều liền có thể tạo được đại tác dụng nhất là mang theo vũ khí nóng cùng một chỗ tới thời điểm gia chủ bốn tên ninja tại cách nhà nhỏ viện cách đó không xa dừng bước thấp giọng xin chỉ thị cho dù ai cũng biết nơi đây là liễu sinh trang viên cấm địa không có đạt được gia chủ cho phép bất kỳ người nào đều không cho đặt chân nửa bước đều tiến đến liễu sinh hùng một lập tức kêu lên ai bốn người đáp ứng một tiếng đồng loạt hướng về trạch viện vào tới hàn quang lóe lên liền biến mất, len canh lang, bốn tên ninja chưa đến gần trạch viện, bỗng nhiên trong tay võ sĩ đao nhau nhau rớt xuống đất, cùng nhau đưa tay che cổ của mình, kêu thảm ngã trên mặt đất, run rẩy không thôi. Liễu sinh hùng một trận mở to hai mắt nhìn. chương 385, lấy đạo của người trả lại cho người. Chi người kia thế mà còn có hậu thủ, cái này bốn tên ninja, mặc dù tại nhà của hắn đem bên trong tính không được lợi hại cỡ nào hảo thủ, làm gì cũng là luyện tập võ thuật cùng nhẫn thuật nhiều năm, hơn nữa là cửu quỷ lưu chính tông truyền thừa, ai ngờ lại không chịu được như thế, bất quá thoáng qua ở giữa, liền biến thành bốn bộ thi thể. Cứ việc địch nhân là núp trong bóng tối đánh lén, đánh trở tay không kịp, nhưng mà bốn người đồng loạt chúng chiêu, cơ hồ phân không ra trước sau, cái này núp trong bóng tối chi người kia, tuyệt đối cũng là một cùng một đại cao thủ, trên ám khí tạo nghệ, nhất là siêu quần bạt tùy. Hẳn là tiêu phàm cái kia thiếp thân thị nữ, Ba à, Ba Tư bên kia cũng từng đem Tân Lâm tư liệu chuyển giao cho hắn, nhưng cũng không có gây nên Liễu Sinh Hùng một quá lớn coi trọng, hắn tuyệt đại bộ phân lực chú ý đều đặt ở Tiêu Phàm trên thân. Này cũng không trách Liễu Sinh Hùng chợt nhẹ địch, mấu chốt toàn bộ Đông Đảo quốc nam nhân đều có tật xấu này từ thực chất bên trong đầu xem thường nữ nhân. Tại Đông Đảo quốc trong mắt nam nhân, mặc kệ lợi hại cỡ nào nữ nhân, tóm lại đều là nam nhân phụ thuộc phẩm. Loại này biến thái đại nam tử hắn chủ nghĩa, nhiều khi sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn đối nữ tính làm ra chính xác nhận biết, giữa bất chi bất giác đem nữ tính rèm pha. Ai ngờ chẳng những đàm hiên lợi hại như vậy, tiêu phàm nữ hầu thế mà cũng là đỉnh tiêm hảo thủ. Có như thế một cái tinh thông ám khí nữ sát tinh thủ tại bên ngoài, lại là trong đêm tối, Yagyu ra tộc tộc những cái kia không rõ nội tình ra tướng cửa lục tục ngo ngoe chạy tới, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đây mới thực là tới một cái giết một cái, đến người cái giết năm xong. Nhưng mà trong lúc này, Liễu Sinh Hùng một cũng không có quá lựa chọn tốt, càng thêm không có khả năng lần nữa phát ra tín hiệu, ngăn lại ra tướng cửa chạy tới. Nếu thật là hắn cùng hai vị tộc lão ở đây toàn quân bị diệt, bị chi người kia giết sạch, toàn bộ Yagyu gia tộc tộc cũng liền triệt để xong đời, những gia thần này gia tướng, còn có cái gì sinh tồn ý nghĩa? Bọn hắn sinh là liễu sinh gia tộc người, chết cũng phải là Yagyu gia tộc tộc quỷ. Lại nói, chỉ cần những cái kia liên tục không ngừng chạy tới ra thần ra tướng cửa có thể đem tân lâm kiềm chế tại bên ngoài, cũng là lớn lao một kiện công lao. Không phải, tân lâm một khi gia nhập vào trong trạch viện chiến đoàn bên trong, ba đối ba, bọn hắn thì yếu đem càng thêm rõ ràng. Hiện tại hai vị tộc lão quyết đấu tiêu phàm, thắng bại còn tại không thể biết được. Tại liễu sinh hùng tưởng tượng đến, hẳn là hai vị tộc lão phần thắng càng lớn chút. Vô luận như thế nào, đây là Yagyu gia tộc tộc sân nhà luận đến đối sân bãi quen thuộc những này nhìn dặm xa xôi chạy tới chi người kia lại làm sao có thể cùng hai vị ở nơi này mấy chục năm tộc lão đánh đồng Binh pháp bên trong địa lợi thế nhưng là so thiên thời càng thêm quan trọng mấu chốt ba ca so ra mà nói liễu sinh vừa phu đối với gia tộc những này hậu sinh vãn bối tính mệnh phản lại tương đối chân quý mắt thấy bốn tên gia tướng trẻ tuổi nháy mắt mất mạng cái này lão quỷ tử vừa sợ vừa giận suy suy hai tiếng hai đạo sáng như tuyết hàn quang thẳng đến phía dưới liễu sinh vừa phu cùng liễu sinh naoya vào tới đạn chỉ thần thông dạng này liễu diệp phi đao hôm nay tiêu phàm trên thân mang tương đối sung túc đương nhiên trong đó chỉ có rất ít một phần là lấy huyền sắt chế tạo những này huyền thiết tiểu đao tiêu phàm đương nhiên sẽ không dùng để làm làm phổ thông ám khí sử dụng liễu sinh vừa phu lập tức vung vẩy lợi kiếm tiến hành đón đỡ liễu sinh naoya lại trên mặt đất một điểm nhún người nhảy lên hướng về một bên khác nóc nhà bay đi. Nhiều năm như vậy, Liễu Sinh thẳng từ lâu thích núp trong bóng tối đánh lén người khác, mấy chục năm hắn luyện tập chính là loại này chiêu số. Bây giờ bị tiêu phàm đảo khách thành chủ, từ trên cao nhìn xuống tiến hành tập kích, đối Liễu Sinh Naoya mà nói, cái này thật đúng là chưa bao giờ có mới mẻ tự suy nghĩ. Bất quá loại này tự suy nghĩ, Liễu Sinh Naoya không thể nghi ngờ không nghĩ quá nhiều. Hiện tại là sinh tử tương bác, một sáng một tối, kỳ chính hỗ trợ, đây mới là bọn hắn phối hợp mấy chục năm sở trường trò hay, làm sao có thể bị tiêu phàm nắm mũi dẫn đi. Cùng liễu sinh vừa phu đánh bay hai viên phi đao, lại ngẩng đầu đi lên thời điểm, lại phát hiện tiêu phàm sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không tiếp tục đợi tại chỗ cũ. Cái này chi người kia, lại muốn cùng bọn hắn so tài nhẫn thuật. Liễu sinh vừa phu buồn bực hư một tiếng, cũng hai đầu gối một khúc, phiêu nhiên nhi khởi, bên trên nóc nhà xà nhà, lập tức ẩn vào âm thầm. Yagyu gia tộc tộc vốn là dùng võ thuật cùng nhẫn thuật gia truyền, là ẩn trong khói phái chính yếu nhất tổ thành gia tộc một trong, cũng là phương bắc đảo cửu quỷ lưu chủ yếu lưu phái. Liễu sinh vừa phu thân vì gia tộc gia chủ đời trước, nhẫn thuật tự nhiên cũng là 10 điểm tinh thông. Chỉ là so ra mà nói, hắn huynh đệ liễu sinh Naoya tại nhẫn thuật bên trên càng có thiên phú một chút. Liễu sinh vừa phu vừa ẩn nhập chỗ tối, cũng không tiếp tục tìm kiếm tiêu phàm tung tích, ngược lại cực tốc hướng về đàm hiên bên kia tiềm hành mà đi, tựa hồ muốn cùng Liễu Sinh hùng hợp lại lực, trước đem Đàm Hiên giải quyết hết. Đã tiêu phàm như thế khó chơi, như vậy trước giải quyết hết Đàm Hiên cũng là tốt. Suy, một viên Liễu Diệp Phi đao trực tiếp hướng về hắn bắn đi qua. Ngây thơ, Liễu Sinh vừa phu cười lạnh một tiếng, vung ngược tay lên, lập tức liền đem Liễu Diệp Phi đao đón đỡ mở, bất quá phi đao bên trên bám vào to lớn kinh lực, hay là chấn động đến Liễu Sinh vừa phu cánh tay tê dại một hồi. Bất quá tiêu phàm một màn này tay, lập tức liền đem vị trí của hắn bại lộ, cách đó không xa đao quang lóe lên, liễu sinh Naoya vô thanh vô tức hướng về tiêu phàm đánh tới, liễu sinh vừa phu cũng là hét lớn một tiếng, đao quang như tuyết, hướng tiêu phàm đánh tới. Cái này trạch viện mặc dù không lớn, nóc nhà kết cấu lại hết sức phức tạp, các loại xà ngang thẳng lương giao thoa tung hoành, như là mạng nhện tương tự. Tiêu phàm cong lại gảy nhẹ, suy suy tiếng xé gió đại tác, từng mai từng mai liễu diệp phi đao hóa thành từng đạo hàn mang, liên miên bất tuyệt hướng lấy liễu sinh vừa phu vào tới. Liên châu tiến, hắn vậy mà lấy đạn chỉ thần thông sử xuất liên châu tiến chiêu số. Liễu sinh vừa phu kinh hãi, lập tức một tay nhất câu xa nhà, ngạnh sinh sinh ngừng lại vào tới trước thân thể, trong tay võ sĩ đào múa thành một đoàn bạch quang, đem toàn thân đô hộ ở. Hắn nhưng là được chứng kiến tiêu phàm phi đao lợi hại, một viên đã là không chịu nổi, cái này bảy tám mai liên miên bất tuyệt phóng tới, tuyệt không phải nói chơi vui. Một nước vô ý chỉ sợ lập tức liền sẽ bị phi đao ở trên người xuyên một cái động lớn. Trong lúc nhất thời, đinh đương giòn vang không dứt tại đạn chỉ thần thông to lớn kinh lực ngay cả điểm va chạm phía dưới. Liễu sinh vừa phu chỉ cảm thấy vung đao cánh tay phải vừa sót vừa tê, cơ hồ ngay cả võ sĩ đao đều muốn không cầm nổi. Hắn cũng không giống như Naoya như thế, luyện tập một tay kiếm pháp. Một tay vận kiếm, vốn là rất phụng về. Ngay tại liễu sinh vừa phu luống cuống tay chân thời khắc, Liễu Sinh thẳng cũng đã giết tới Tiêu Phàm trước mặt. Lại là hàn quang lóe lên, Liễu Sinh Naoya kinh ngạc phát hiện, Tiêu Phàm trong tay không biết lúc nào vậy mà thêm ra một thanh đoản kiếm. Chuôi này đoản kiếm, không phải Tiêu Phàm tự mang, mà là Đàm Hiên bị Liễu Sinh hùng một kích bay kia một thanh, đính tại trên xà nhà, bị Tiêu Phàm vô thanh vô tức lấy trong tay. Sau đó, Liễu Sinh Naoya lần nữa kinh ngạc phát hiện, một kiếm nơi tay, Tiêu Phàm vậy mà đối với hắn thế tới không tránh không né, đón hắn liền giết tới đây. Vụt, lưỡi kiếm tương giao, liễu sinh thẳng cũng cảm thấy trên thân kiếm một cỗ to lớn lực đạo đánh tới, thân giữa không chung, không chỗ mượn lực, liễu sinh nao ya còm nhom thân thể như là sao băng, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống, tiêu phàm kiếm quang hắc hắc, như bóng với hình, theo sát giết hạ. Tình thế bỗng nhiên trở nên nguy ngập vạn phân, trong lúc này, liễu sinh nao cũng không lo được khác, hít sâu một hơi, vùng đan điền nội lực điên cuồng phun trào, còn sót lại một cái cánh tay liều mạng vung vẩy trường kiếm, dốc hết toàn lực ngăn cản tiêu phàm tiến công. Kiếm quang tung hoành, giòn vang không dứt, tiêu phàm đoàn kiếm, phảng phất trực tiếp liền dính tại liễu sinh Naoya võ sĩ đao bên trên, vô luận liễu sinh Naoya như thế nào vung vẩy lợi kiếm, cũng không vung được tiêu phàm. Hắn một tay vận dụng Nhật Bản đao, nguyên bản liền cố hết sức, bây giờ lại thêm tiêu phàm hơn 100 cân thân thể, cùng trên đoàn kiếm liên miên bất tuyệt truyền đến cự lực, bất quá trong chốc lát, liễu sinh Naoya liền đã thở hồng hộc, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nhật Bản đao nháy mắt trở nên nặng hơn ngàn cân, mỗi vùng vẩy một lần, đều phí sức dị thường. Càng làm liễu sinh Naoya tức giận đến thổ huyết chính là, cái này vốn là hắn thường xuyên dùng tới đối phó địch nhân chiêu số, năm đó ở chi kia, hai cánh tay hắn hoàn hảo thời điểm, cũng là dùng loại này chiêu số, không biết lấy bao nhiêu chi kia vũ sư tính mệnh. Cao cao tại thượng, nhìn tận mắt những cái kia chi kia vũ sư từng cái đổ mồ hôi như mưa, dốc hết toàn lực chống đỡ lấy, đem thể nội mỗi một giọt tiềm lực đều bức bách ra, cuối cùng thậm chí không phải bị hắn giết chết, mà là tươi sống mệt chết. Liễu sinh Naoya đã cảm thấy vô so hài lòng, rốt cuộc không nghĩ tới, một ngày kia, mình cũng sẽ nếm đến đồng dạng tư vị. Loại tư vị này, coi là thật không dễ chịu, nhưng mà lúc này, liễu sinh Naoya không còn cách nào khác, chỉ có thể đem trong cơ thể mình tiềm lực đều bức bách ra, cắn răng nghiến lợi liều mạng đẩy xuống đi, có thể chống đỡ đến khi nào coi như bao lâu. Quả nhiên là thiên lý theo điểm, báo ứng xác đáng. May mà đây không phải tại chi kia, là tại Yagyu gia tộc tộc hang ổ, liễu sinh thẳng cũng không phải một mình phấn chiến. 3K, liễu sinh vừa phu rốt cuộc đánh bay tất cả liễu diệp phi đao, thật vất vả ổn định trận cước, còn không chờ hắn thở một cái, bỗng nhiên liền phát hiện liễu sinh thẳng cũng đã lâm vào vạn kiếp bất phục biên giới. Lấy tiêu phàm nội lực mạnh, tăng thêm loại này vô lại đấu pháp liễu sinh naoya thật trèo chống không được nhất thời bán hội liễu sinh vừa phu không hề nghĩ ngợi hét lớn một tiếng lên dây có tinh thần cua võ sĩ đao liền giết tới nhìn qua vẫn như cũ là đao quang hắc hắc tựa hồ dũng mãnh không giảm phân nửa phân trên thực tế liễu sinh vừa phu kiếm pháp đã có chút biến dạng cái này trong chốc lát hắn vừa xót vừa tê cánh tay phải chỗ nào có thể lập tức liền khôi phục như thường chỉ là liễu sinh naoya nguy ngập vạn phân không phải do hắn có nửa phân trần chờ do dự. Đương một tiếng vang thật lớn, liễu sinh Naoya rốt cuộc không cầm nổi, trong tay võ sĩ đao rời tay bay ra, không cần suy nghĩ, lập tức về sau vội vàng thối lui. Giờ này khắc này, cũng chính là hắn là lúc yếu ớt nhất, nếu như tiêu phàm thừa thắng xông lên, tay không tất sát hắn tuyệt không chống đỡ chi lực. May mà liễu sinh vừa phu đã giết tới, tiêu phàm không thể không vứt xuống hắn, đi ứng đối liễu sinh vừa phu công kích. Liễu sinh Naoya dưới chân dùng sức một điểm, toàn thân mồ hôi đầm đìa thân thể nhẹ nhàng bay lên, hướng về một chỗ xà nhà bay đi. Cái này ngay miệng, phải tránh trong bóng đêm hảo hảo thở mấy hơi thở, khôi phục một chút mặt bên trong mới được. Cái này đáng chết chi người kia, quá rảo hoạt. Liễu sinh Naoya vừa mới tại trên xà nhà đứng vững thân thể, còn chưa kịp thở dốc, bỗng nhiên một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên từ sau lưng chuyển đến, cảm giác bên trên, có một cái chí mạng địch nhân liền ở phía sau hắn, cách hắn rất gần rất gần thế nhưng là vừa rồi hắn vọt hướng chỗ này xa nhà thời điểm rõ ràng không có phát hiện bất cứ dị thường nào làm một tên nhẫn thuật cao thủ nhỏ như vậy không gian chỗ phải trang ẩn tàng có địch nhân không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của hắn nhưng mà loại này khí thức nguy hiểm lại là như thế chân thực không có nửa phân hư giả liễu sinh naoya bỗng nhiên nghiêng đầu đi cơ hồ cùng một gương mặt cái mũi đối cái mũi đụng vào nhau trong đêm tối một đôi lục oánh oánh con mắt lóng lánh khiến người hàn khí đại mạo hung quang. Mèo, đây là một trương mặt mèo. Mèo hắc lần hướng về phía liễu sinh Naoya thử ra bén nhọn răng nanh, mượn nhờ cực ám cực ám mấy sợi ánh nến nhìn qua, hắc lần tiếu dung là như thế khủng bố quỷ dị, tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Một cỗ tử vong khí tức khủng bố, bỗng nhiên ở giữa liền nắm chặt liễu sinh Naoya trái tim. chương 386, Liều Mạng Một tiếng bén nhọn kêu thảm, Liễu Sinh vừa phu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Liễu Sinh Naoya còn sót lại bàn tay kia bỗng nhiên che cái cổ, từ trên xà nhà rơi thẳng xuống. Mặc dù ánh nến cực kỳ u ám, Liễu Sinh vừa phu vẫn mơ hồ nhìn thấy, có một đạo huyết tiễn từ Liễu Sinh Naoya chỗ cổ vẩy ra mà lên. Đây là vết thương chí mạng, Tiêu Phàm rõ ràng cách Liễu Sinh Naoya còn cách một đoạn, giống như Liễu Sinh vừa phu cũng chưa từng nghe tới ám khí tiếng xé gió, làm sao Liễu Sinh Naoya bỗng nhiên liền thụ chí mạng trọng thương? bất quá cái này ngay miệng liễu sinh vừa phu nơi nào còn có thể lạnh yên tĩnh đi tiến hành tỉ mỉ phân tích naoya chuyện gì xảy ra liễu sinh vừa phu một bên vung đao tấn công mạnh một bên lo nghĩ gào lên mèo mèo liễu sinh naoya chăm chú che cái cổ đứt quãng kêu lên trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng ý tuyệt vọng chính hắn bị thương nặng bao nhiêu chính hắn rõ ràng nhất chỉ là liễu sinh naoya lại không hề nghĩ tới có hướng nhất viết mình sẽ mất mạng tại miêu trảo phía dưới nani liễu sinh vừa phu hoàn toàn nghe không hiểu là chuyện gì xảy ra kinh ngạc vạn phân cái gì mèo a à chó cao thủ tranh chấp chỗ nào có thể như thế phân thần nhất là đối mặt chính là tiêu phàm lão tổ tông cẩn thận cách đó không xa truyền đến liễu sinh hùng một kinh hô thế nhưng là đã tới không kịp như nước đao quang bỗng nhiên trì trệ khác một đạo càng thêm sáng tỏ trói mắt hàn quang bỗng nhiên đại thịnh như là như giải lụa phá vỡ cử quỷ yêu đao nâng lên trồng chất đao mang thẳng đến trung cung trong lúc này liễu sinh vừa phu võ sĩ đao đã bị tiêu phàm đoàn kiếm bước tại bên ngoài muốn hồi viên vô luận như thế nào đều là không kịp bất quá nháy thời gian nháy mắt sắc bén vô song đoàn kiếm đã đâm đến liễu sinh vừa phu trước ngực liễu sinh vừa phu kêu to một tiếng xong nhẹ buông tay vứt bỏ võ sĩ đao tay phải hô một tiếng mãnh lực hướng về đoàn kiếm vỗ tới máu tươi văng khắp nơi huyết quang bên trong Liễu Sinh vừa phu một tay nắm đứt từ cổ tay, bàn tay bay lên giữa không trung. Liễu Sinh vừa phu không hổ là trải qua chiến trận lão quỷ tử, phản ứng đủ nhanh, tâm địa cũng đủ hung ác, mắt thấy sau một khắc chính là mở ngực phá bụng tai ương, không cần suy nghĩ, Liều Mạng vứt bỏ một tay nắm, cũng muốn tránh đi cái này tất sát một kiếm. Tráng sĩ chặt tay, như thế chậm phải dừng một chút, Liễu Sinh vừa phu đã phi thân trở ra, lóe lên liền đến Liễu Sinh Naoya bên người. Liễu sinh Naoya mềm mềm tựa ở một cây cột trụ hành lang bên trên, máu tươi không tuyệt từ cổ của hắn chỗ phun ra ngoài, thấu qua hắn khe hở, do gì chảy xuôi, ngắn ngủi một hơi ở giữa. Liễu sinh Naoya liền phảng phất nằm tại vũng máu bên trong, sinh mệnh tinh hoa, ngay tại từ hắn trên người trôi qua. Động mạch cổ vỡ tan, vô luận gì cùng tuyệt thế cao thủ, cũng vô lực hồi thiên, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn mất máu mà chết. Naoya, liễu sinh vừa phu không lo được mình đứt cổ tay chỗ máu chảy ồ ạt gấp vội kêu lên liễu sinh thẳng cũng chỉ là hướng hắn khó khăn nhếch miệng cười một tiếng cũng rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ tới lão tổ tông người thế nào liễu sinh hùng một cũng thoát khỏi đàm hiên dây dưa đuổi tới liễu sinh nao ya bên người mặt mũi tràn đầy lo nghĩ vẻ bất an bất quá trong nháy mắt thế cục liền trở nên như thế không xong liễu sinh hùng một coi là lớn nhất cậy vào hai vị lão tổ tông song chiến tiêu phàm ai ngờ vậy mà là kết cục như vậy song song trọng tổn thương một người trong đó lập tức liền muốn biến thành một bộ thi thể lạnh băng ba ca, liễu sinh vừa phu ngước cổ lên rú lên một tiếng hoàn toàn một thất sắp chết ác lang bị đánh gãy sống lưng chết không cam tâm tiêu phàm cùng đàm hiên chậm rãi đi tới một trái một phải bày ra vây kín chi thế liễu sinh hùng một thắng bại đã rõ ràng lập tức đem nữ nhi của ta thả ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Đàm Hiên nhìn qua Liễu Sinh Hùng một, lãnh nhiên nói. Nhổ, Liễu Sinh Hùng lúc thì nhưng đối Đàm Hiên phun một bãi nước miếng, vô lại sắc mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Đàm Hiên sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới, quay hàm một trống một trống, rất rõ ràng, nàng đã bị Liễu Sinh Hùng một tên vô lại này động tác triệt để chọc giận. Huống hồ tới hiện tại nàng đều không có nhìn thấy nhà mình khuê nữ, kiên nhẫn đã sớm bị mài đến không còn một mảnh. Tiêu phàm, giết bọn hắn, chúng ta đi tìm Trần Dương. Không hổ là vương bài đặc công, họ cách kiên nghị vô so, vô cùng có quyết đoán. Ba ca giang lỗ, liễu sinh hùng một cũng là ngửa mặt lên trời một tiếng rú lên. Mọi người cùng nhau chết, liễu sinh vừa phu cuồng kêu lên, bỗng nhiên đoạt trước hai bước, ngăn tại liễu sinh hùng một thân trước, hai mắt lớn chừng như là bị vây ở trong tuyệt cảnh mãnh thú, hung quang bắn ra bốn phía, tất cả đều là liều mạng chi tâm. Không được, sư tỷ, mau lui lại, Tiêu Phàm lập tức cảm thấy cực độ khí tức nguy hiểm, lập tức chào hỏi Đàm Hiên một tiếng, không chút do dự lui về phía sau. Đàm Hiên giác quan thứ sáu cũng không kém hắn, cơ hồ là đồng thời cùng hắn cùng một chỗ về sau bay ngược. Dù là như thế, như trước vẫn là hơi trễ chút. Oanh một tiếng vang thật lớn, một đại đoàn khói mù màu vàng bỗng nhiên tại liễu sinh vừa phu trước mặt vỡ ra, mang theo một cỗ khó mà nói đồng hồ uế mùi thối vị, vô số mảnh tiểu nhân phi châm trạng gai sắc, hướng về tiêu phàm cùng đàm hiên kích xạ mà đến, nhanh như thiểm điện. Loại này bom khói là ninja thường dùng đạo cụ, nhưng liễu sinh vừa phu xuất ra cái này bom khói, lại rõ ràng trải qua hiện đại khoa học kỹ thuật đổi tiến vào, uy lực to lớn, đã có thể so quân dụng bom bi. Những cái kia cương châm gai sắc, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không phải nhân công phát xạ phi châm ám khí có thể chịu được so sánh. Tiêu phàm về sau vội vàng thối lui, đoàn kiếm trong tay sớm đã múa thành một chùm sáng màn, đem toàn thân mình đều che lấp trong đó kín không kẽ hở. viên thứ nhất bom bi uy lực còn chưa hoàn toàn tiêu tán ô một tiếng viên thứ hai bom bi lại từ khói mù màu vàng bên trong bắn ra tại trạch ngay giữa viện oanh nhưng nổ tung lại là vô số mảnh tiểu nhân phi châm trạng ám khí hướng bốn phương tám hướng bắn ra tiêu phàm một tiếng thấp hừ thân thể đã rời khỏi trạch viện bên ngoài trở tay đem một viên thuốc đưa tiến vào miệng bên trong đàm hiên thì lách mình trốn ở một cây thô to của trụ hành lang về sau chỉ nghe sau lưng như là mưa rơi chuối tây một trận dày đặc đột nhiên vang mấy chục mai phi châm toàn bộ chăm chú vào cột trụ hành lang bên trên lại không có viên thứ ba bom bi phát ra lấy loại này bom bi uy lực mà nói cao thủ bình thường mặc kệ người lại nhiều một viên là đủ giải quyết liên tiếp vận dụng hai viên dù coi như mạnh như tiêu phàm đàm hiên muốn toàn bộ tránh đi cũng thực tế không dễ dàng tái phát viên thứ ba bom bi đơn thuần nhiều dư mà lại cái này bom mi sát thương phạm vi là bao trùm họ, không có góc chết, nếu như phát xạ người bản nhân cách quá gần, mình cũng tại đồng dạng tại bom mi sát thương bao trùm phía dưới, không thể đột nặc. Cho nên liễu sinh vừa phu mới điên cuồng gào thét cùng chết. Thế cục cực độ bất lợi, hiển nhiên liền muốn toàn quân bị diệt, cái này lão quỷ tử tự nhiên mà vậy lên liều mạng chi tâm. Trong trạch viện không nhiều mấy cây nến, cơ hồ toàn bộ dập tắt, chỉ có một chi còn tại chập trần gắt gao trèo trống tương đối toàn bộ trạch viện đến nói, như thế một chi ngọn nến u ám ánh nến, cơ hồ có thể không cần tính. Trong trạch viện bỗng nhiên lại trở nên cực kỳ yên tĩnh, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngoài cửa tiêu phàm, lại chậm rãi đạp tiến vào trong trạch viện. Nếu như là tại ban ngày, hoặc là tại đèn đuốc sáng trưng chỗ, liền có thể rất thấy rõ, đầu vai của hắn, đùi cùng chỗ, đều có từng điểm từng điểm vết máu thẩm thấu mà ra. Tiêu phàm thụ thương. Cứ việc vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân võ nghệ cao cường, nhưng ở tình hình như vậy phía dưới, dù sao cũng khó đảm bảo mình lông tóc không thương. Đàm hiên so hắn thương phải càng nặng, chỉ bất quá y phục giả hành là màu đen, tại dạng này u ám hoàn cảnh bên trong, rất khó thấy rõ ràng. Nhưng mà từ đàm hiên hô hấp bên trong liền có thể nghe được, thụ thương không nhẹ. Cả người đều dựa vào tại cột trụ hành lang bên trên. Sư tỷ người thế nào? Tiêu phàm sau nghi nhào lên, thấp giọng hỏi chết không được, đàm hiên cười khổ một tiếng, đáp, nhanh đi qua nhìn một chút, thanh tố tố cứu ra. Ừm, tiêu phàm nhẹ gật đầu, tay cầm đoàn kiếm, chậm rãi hướng về trạch viện nội bộ đi đến. Hai đoàn mơ hồ bóng người co quắp tại một cây cột trụ hành lang phía dưới, cứ việc trong trạch viện ánh đèn cực ám, tiêu phàm cũng có thể nhìn ra được, cái này hai đoàn bóng đen là liễu sinh vừa phu cùng liễu sinh nao ya, toàn thân trên dưới, lít nha lít nhít cắm đầy phi châm. Đều chết rồi, Đàm Hiên cũng giấy dụa lấy đi tới tiêu phàm bên người, cùng hắn đứng sóng vai, nhíu mày nói. Đều chết rồi, tiêu phàm khẽ vuốt cằm, cái này khỏi phải phụ cận đi xác nhận, tiêu phàm lấy thần niệm chi lực quét qua, liền rõ ràng. Hai cái này lão quỷ tử, Yagyu gia tộc tộc nhiều tuổi nhất tộc lão, đã là hai cái người chết, chết đến mức không thể chết thêm. Đàm Hiên song mi nhào càng chặt hơn, nơi này chỉ có liễu sinh vừa phu cùng liễu sinh Naoya thi thể, không nhìn thấy liễu sinh hùng một. Liễu Sinh vừa phu tại ném bom bi trước đó, đã vượt lên trước ngăn tại Liễu Sinh Hùng một thân trước. Liễu Sinh Hùng một là Liễu Sinh vừa phu cháu trai ruột, lão quỷ tử không tiếc hết thảy liều mạng, tự nhiên là vì muốn cho hắn tranh thủ đến một con đường sống. Hai cái này chi người kia nhìn qua tư văn hữu lễ, nhưng Liễu Sinh vừa phu trong đầu tựa như gương sáng, vô luận tiêu phàm hay là đàm hiên, tại cứu ra Trần Dương về sau, đều sẽ không chút do dự giết Liễu Sinh Hùng một. Bất kể là ai, cũng sẽ không cho phép dạng này một cái đối thủ tiếp tục sống trên đời, không phải sau này cả đời này, ngay cả đi ngủ đều không an ổn. Chạy rồi, Đàm Hiên hừ nói, ngay tại vừa rồi, Đàm Hiên đã lấy thần niệm chi lực tại trong trạch viện vội vàng tìm kiếm một lần, không có tìm được liễu sinh hùng một bóng dáng. Đơn thuần liền thần niệm chi lực cường đại mà nói, Đàm Hiên không bằng tiêu phàm. Tại phương diện này, tiêu phàm có cực kỳ thiên phú kinh người bất quá chỉ là tại dạng này không lớn phong bế thức hoàn cảnh bên trong tìm kiếm một người, hay là ngăn không được đàm hiên. Nhưng liễu sinh hùng một là cái nhìn ra, đàm hiên cũng không dám xem thường. Trước đó, nàng vẫn chưa từng phát giác được liễu sinh Naoya tồn tại, cứ thế bị cái kia lão quỷ tử ở sau lưng đánh lén một thanh, thụ thương không nhẹ. Chạy, tiêu phàm lại khẽ gật đầu một cái, cho 10 điểm khẳng định trả lời chắc chắn. Đàm hiên biến sắc, chạy liễu sinh hùng một, lại đi đâu cứu Trần Dương quê nữ an toàn mới là trọng yếu nhất, so ra mà nói, Yagyu gia tộc tộc mấy tên khốn kiếp này giết hay không, ngược lại là thứ yếu. Liền ở thời điểm này, một trận rất nhỏ ô tô tiếng oanh minh tại cách đó không xa vang lên. Hướng bên kia chạy, nóc nhà truyền đến Tân Lâm thanh âm, "Truy, Tiêu Phàm kêu lên, một cái bước xa, thân ảnh lóe lên, liền đến trạch viện bên ngoài." Lại là bóng người lóe lên, Tân Lâm nhẹ nhàng từ nóc nhà rơi xuống, đứng tại bên cạnh hắn chương 387, nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường. Hai chiếc xe một trước một sau lái ra liễu sinh trang viên cửa sau. Bốn đạo sáng như tuyết cột sáng đâm rách bầu trời đêm. Bóng đêm càng thâm, trên đường phố cỗ xe rất ít, hai chiếc xe tốc độ đều phi thường nhanh. Phía sau đài này xe, là Tân Lâm tự mình điều khiển, tiêu phàm tại ghế lái phụ. Tân Lâm lái xe kỹ thuật không thể nghi ngờ, nhưng mà liễu sinh hùng một rõ ràng cũng là cao thủ, nhiều lần tân lâm nghĩ muốn mạnh mẽ vượt qua đều không thể đắc thủ liễu sinh trang viên ở vào bắc ruộng thành phố góc đông bắc lái ra trang viên không lâu liền đã đến ngoài thành đây là thông hướng tĩnh xuyên công viên con đường đường xá y nguyên rất tốt bất quá so sánh với trong thành phố những cái kia rộng rãi đường cái thông hướng tĩnh xuyên công viên con đường liền muốn chật hẹp phải nhiều đơn hướng chỉ có hai làn xe tại dạng này chật hẹp làn xe bên trên muốn vượt qua độ khó lớn hơn tân lâm gắt gao cắn trước xe cái đuôi hai mươi mấy cây em đường núi rất nhanh liền bị quăng tại phía sau biết rất rõ ràng nữ nhi ngay tại phía trước trên xe mở mắt có thể thấy được nhưng là không vượt qua được đi chặn đường không xuống đàm hiên trên mặt thần sắc càng ngày càng là lo nghĩ bất quá đàm hiên không nói gì thêm tân lâm kỹ thuật lái xe đã đầy đủ cao minh dù coi như thân là vương bài đặc công nàng cũng tự nhận không có nắm chắc nhất định phải thắng qua tân lâm huống hồ nàng hiện tại tình trạng cũng không được khá lắm. Mượn nhờ yếu ớt đèn sự phản xả ánh sáng, có thể nhìn thấy, đàm hiên trên thân không ít địa phương thấm ra máu ngấn. Liễu sinh vừa phu trước khi chết liều mạng, cuối cùng cho nàng cùng tiêu phàm tạo thành thương tổn không nhỏ. Đàm hiên đã ăn vào giải độc dược vật, nhưng là có hay không có thể hoàn toàn ngăn chặn cái này phi châm bên trên độc dược, cũng không thể 100% khẳng định. Chỉ là vì cứu nữ nhi, đây hết thảy đều không đủ nói. Thế núi dần cao, mặc dù là đường dốc, hai chiếc xe tốc độ hay là vô cùng nhanh chóng, thậm chí có hai lần, Tân Lâm đã từ bên trái cắm vào nửa cái thân xe, cơ hồ liền cùng Liễu Sinh Hùng một xe sánh vai cùng. Mỗi lần Liễu Sinh Hùng một đô là dồn sức đánh tay lái, đem Tân Lâm hướng trên hàng rào bức. Xa xa, nhìn thấy tĩnh xuyên công viên lối vào, con đường cũng dần dần rộng lớn, Tân Lâm gắt gao tiếp cận phía trước xe Toyota, song tay nắm chặt tay lái, thật mỏng môi đỏ mím thật chặt, dưới chân đạp lên chân ga, dần dần hạ thấp xuống, chỉ cùng Liễu Sinh Hùng vừa có chỗ sơ sẩy, liền lập tức đoạt cơ hội vượt qua đi ngăn lại hắn. Cẩn thận, Đàm Hiên bỗng nhiên một tiếng kinh hô, chỉ thấy chiếc xe ghế lái phụ cửa xe bỗng nhiên mở ra, còn không có cùng Đàm Hiên lại nói câu nói thứ hai, một bóng người liền từ lao vùn vụt xe Toyota bên trên ngã xuống. Két tân lâm mãnh phanh xe, xe nhỏ phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, phanh lại quá gấp, lốp xe tại trên đường gấp gáp ma sát, dâng lên một cỗ khói đen thiêu đốt cao su vị đâm đến mũi từ trên ghế lái phụ ngã xuống bóng người trên đường lộn mấy vòng đụng vào hàng rào mới rốt cục cũng ngừng lại tiêu phàm đàm hiên gì cùng ánh mắt cứ việc sắc trời đen kịt mượn nhờ đèn xe nhìn thoáng qua cũng lập tức liền nhận ra đây là trần dương thời khắc mấu chốt liễu sinh hùng một rốt cục đem trần dương đẩy xuống xe lấy chỉ trệ truy binh tốc độ hai xe cùng quá gấp dù là tân lâm kỹ thuật lái xe đủ mạnh mẽ cũng thiếu chút đụng vào trên đường không ngừng lăn lộn trần dương một bên mãnh phanh xe một bên gấp đánh tay lái bánh xe hiểm mà lại hiểm từ trần dương bên người sượt qua người lại xông về phía trước một khoảng cách mới rốt cục trên đường ngừng lại tố tố còn không chờ xe tử hoàn toàn dừng hẳn đàm hiên đã đẩy ra cửa xe nhảy xuống cấp tốc hướng trần dương chạy tới không có chạy ra mấy bước bỗng nhiên dưới chân mềm nhún hướng về phía trước quảng đi Sư tỷ đâm nghiêng bên trong một con hữu lực bàn tay duỗi tới, kịp thời đỡ lấy đàm hiên cánh tay. Tiêu phàm so với nàng muộn một chút xuống xe, động tác lại càng thêm nhanh nhẹn. Thanh lãnh dưới ánh trăng, đàm hiên cái chán đại hắn cuồn cuộn mà xuống, cắn chặt bờ môi, tựa hồ đang liều mạng nhẫn thụ lấy một loại nào đó thống khổ. Tiêu phàm cũng đã nhìn thấy, đàm hiên trên thân thật nhiều địa phương chảy ra vết máu. Kia bom bi bạo tạc thời điểm, cứ việc liễu sinh vừa phu chủ yếu là hướng về phía tiêu phàm đi, bạo tạc điểm cách tiêu phàm thêm gần, nhưng tiêu phàm trong tay có đoạn kiếm, kịp thời ngăn trở đại bộ phận phân phi châm, đàm hiên cách xa, lại là tay không tắc sát, thương thế xa so tiêu phàm muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Sư tỷ có nặng lắm không? Tiêu phàm liền vội vàng hỏi, tràn đầy ân cần. Không sao, nhanh đi cứu tố tố. Đàm hiên cắn răng, từ miệng bên trong lóe ra mấy chữ, thân thể ưỡn lên, liền đứng thẳng, lại nhanh chân đi thẳng về phía trước. Trần Dương đâm vào trên hàng rào về sau, Liên nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Tố tố, tố tố, đàm hiên bước nhanh đi tới Trần Dương bên người, liên thanh kêu lên. Trần Dương hai tay bị trói tay sau lưng, y phục trên người vẫn còn chỉnh tề, bất quá bị liếu sinh hùng vừa từ lao vùn vụt trên xe đẩy tới, trên đường lăn lộn tốt mấy vòng, lại đụng chúng hàng rào, lại là thụ thương không nhẹ, trên đầu vết máu ân nhưng, hôn mê đi. May mà ngực còn đang không ngừng chập trùng, đàm hiên mặc kệ 3721, liền đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nước mắt lã chã mà hạ. Tiêu phàm tại Trần Dương bên người ngồi xổm xuống, trong tay hàn quang lóe lên, liễu diệp phi đao lộ ra, cắt đứt chói chặt Trần Dương thủ đoạn nhựa plastic còng tay. Đàm Hiên đưa tay chế trụ nữ nhì mạch cổ tay, nội lực xuyên thấu qua Trần Dương nội quan huyệt, hướng trong cơ thể nàng đưa vào. Bỗng nhiên, Đàm Hiên một tiếng buồn bực hừ, cơ hồ một phát ngã ngồi. Sư tỷ, tiêu phàm song mi nhau, Đàm Hiên liếc nhìn hắn một cái, hư nhẹ nói, người truyền cho nàng, hạo nhiên chính khí. Lại nguyên lai đàm hiên cứu nữ sốt ruột, lại quên Trần Dương đã hạo nhiên chính khí có chút thành tựu, vừa có dị chủng chân khí xâm lấn, hạo nhiên chính khí lập tức từ đồng hộ chủ. Nguyên bản đàm hiên nội lực xa xa sau so Trần Dương thâm hậu, cứ việc hạo nhiên chính khí là vô cực môn thứ nhất hộ thể thần công, Trần Dương lúc nói còn thấp, tự nhiên không thể nào là đàm hiên đối thủ. Chỉ là đàm hiên thụ thương trước đây, thể nội chân nguyên rất là hao tổn, lại không có chút nào phòng bị, lúc này mới ăn thiệt thòi nhỏ. Tiêu phàm thẹn thùng cười một tiếng, nói đúng, tố tố là rất nhân tuyển thích hợp, có thích hợp hay không, người so ta còn rõ ràng. Đàm Hiên lại nhíu mày, qua nhiều năm như vậy, Đàm Hiên vẫn chưa truyền thụ Trần Dương vô cực môn nội công tâm pháp, chỉ truyền qua nàng một chút võ công gia truyền, vừa đến, Đàm Hiên chỉ là chỉ thủy tổ sư ký danh, không phải chính thức. Ký danh cùng chính thức, khác nhau hay là rất rõ ràng, không xếp vào vô cực môn gia phả. Nói cách khác, chỉ thủy tổ sư tán thành nàng là mình, những sư huynh đệ khác liền chưa hẳn tán thành nàng là đồng môn sư tỷ sư muội. Coi như đồng môn sư huynh đệ tán thành nàng, lại sau này, vô cực môn cái khác môn nhân liền sẽ không lại tán thành nàng. Mà tiêu phàm văn thiên bọn người lại là hoàn toàn khác biệt. Tiêu phàm không cần phải nói, vô cực môn đời thứ 64 trưởng giáo chân nhân là phải bị hậu bối vĩnh viễn tôn kính. Nhiều năm về sau, một nhóm tổ sư đem cùng cái khác tổ sư một đạo hưởng thụ trong môn hương hỏa triều bái văn thiên cũng sẽ tại vô cực môn ra phả kể trên tên ký danh không có đạt được sư phụ cho phép không được tùy tiện đem sư môn tuyệt kỹ truyền thụ cho những người khác đương nhiên cái này còn không phải trọng yếu nhất nguyên nhân trọng yếu nhất là đàm hiên cẩn thận từng điều tra trần dương thể chất cùng trên thân thể một ít đặc thù cho rằng trần dương cũng không thích hợp vô cực môn nội công vì vậy không có truyền thụ tiêu phàm cười cười nói, sư tỷ, ngươi không phải, hạo nhiên chính khí. Ngươi không có luyện qua hạo nhiên chính khí, ngươi tự nhiên sẽ không biết, Trần Dương có phải là nhân tuyển thích hợp. Bất quá dưới mắt tình hình này, không thể nghi ngờ không phải thảo luận cùng loại vấn đề thời cơ tốt nhất, tiêu phàm chỉ là đơn giản giải thích nửa câu, liền lập tức vươn tay ra, chế trụ Trần Dương mạch cổ tay, hùng hậu vô song hạo nhiên chính khí cuồn cuộn không tuyệt đưa vào Trần Dương thể nội. Lần này không còn chút nào nữa tắc nghẽn trệ, chốc lát, Trần Dương một tiếng, đã tỉnh lại, người còn mơ hồ, liền bản năng dẫy dụa không thôi. "Tố Tố, Tố Tố, là ta, là Mụ Mụ." Đàm Hiên vừa mừng vừa sợ, vội vàng luôn miệng kêu lên, đưa tay đi Trần Dương gương mặt, trấn an nàng cảm xúc. "Mẹ, mẹ, thật là ngươi a, à, mẹ." Trần Dương vui mừng quá đỗi, rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại, kêu lên. "Là ta là ta." Đàm Hiên vui đến phát khóc, ôm thật chặt ở nữ nhi. "Tố Tố, ngươi không sao chứ?" lại là vương bài đặc công, tại mình con gái ruột trước mặt, cũng chỉ là cái phổ thông mẫu thân mà thôi. Ta không sao, mẹ, ta không sao, người đừng khóc a. À. Trần Dương nhất chịu không được cái này, luôn miệng kêu lên, có chút tay chân luống cuống. Sư tỷ, tố tố không có nội thương, tiêu phàm ở một bên nói, vừa rồi lấy hạo nhiên chính khí độ nhập Trần Dương thể nội thời điểm, sớm đã thuận tiện từng điều tra một phen. Bất quá từ lao vùn vụt trên xe bị đẩy tới đến, một chút chảy ra cùng bị chật, đây là không thể tránh né có phải là có não chấn động hiện tại cũng không tốt nói tiêu chân nhân dù sao không phải bệnh viện kiểm tra dụng cụ trần dương lúc này mới chú ý tới tiêu phàm liền ở bên người không khỏi a gọi một tiếng liền dẫy dụa lấy muốn hướng lên đứng ngay trước tiêu phàm trước mặt dạng này nằm tại người khác trong ngực tính chuyện gì xảy ra dù là người này là mình thân sinh lão nương cũng không được a mắc cỡ chết người may mắn ánh trăng thái thanh lạnh tối đa cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ bóng người thôi, không nhìn thấy Trần Dương giờ phút này sớm đã đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả dái tai đều đỏ thấu. Tiêu Phàm trực tiếp hướng Đàm Hiên nói, sư tỷ, ta nhìn như vậy đi, người trước mang tố tố về nội thành, đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút. Ta cùng già mà đi truy liễu sinh hùng một, uy, ngươi, ngươi gọi ta mẹ cái gì, cái gì sư tỷ, lần này, lại đem Trần Dương triệt để làm hồ đồ, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, không giải thích được hỏi ngữ khí lại là khẩn trương lại là kinh ngạc. Tiêu phàm khoát tay áo, nói tố tố, hiện tại đừng dây dưa cái này. Thủ thương, phải tranh thủ thời gian trị liệu. Từ đàm hiên vừa rồi đủ loại tình hình đến xem, thủ thương không nhẹ. Đàm hiên dò xét tiêu phàm vài lần, nói, người cũng thủ thương, nếu không đừng truy, trước trở về rồi hãy nói đi. Tiêu phàm trên thân kia mấy chỗ vết máu, nhưng cũng không gạt được đàm hiên con mắt. Liễu sinh vừa phu kia phi châm ám khí bên trên tôi độc đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hiện tại còn khó nói, nhưng khẳng định là sớm nhất trị liệu càng tốt. Liễu sinh hùng vừa đã cùng đồ mặt lộ, hiện tại là tiêu diệt hắn thời cơ tốt nhất. Không thể để cho hắn thở ra hơi, cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngữ khí kiên định vô so. Nếu không, tiêu phàm cho dù không sợ, bên người thân nhân bằng hữu nhưng thủy chung ở vào trong nguy hiểm nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. chương 388, Vách núi tuyệt bích. Đêm khuya tĩnh xuyên công viên quảng trường, lộ ra yên tĩnh mà thần bí. To lớn công viên quảng trường tại thanh lãnh dưới ánh trăng, phản xạ ra rét cam cam trắng toàn toát quang mang, để người không tự kìm hãm được từ trong đáy lòng sông tới thấy lạnh cả người. Tiêu phàm cùng Tân Lâm là đi bộ chạy tới nơi này. Đàm Hiên là vô cùng có quyết đoán họ cách, thấy tiêu phàm hạ quyết tâm muốn triệt để tiêu diệt liễu sinh hùng một, đàm hiên cũng liền không ngăn trở. Cái này liễu sinh hùng một là bắt cóc trần dương kẻ cầm đầu, đàm hiên so tiêu phàm càng thêm thống hận cái này đông dương quỷ tử. Nhân cơ hội này đem liễu sinh hùng một vòng giết, trần dương sau này cũng liền an toàn, khỏi phải lại thời thời khắc khắc nơm nấp lo sợ. Lập tức dựa theo tiêu phàm đề nghị, đàm hiên cùng trần dương lái xe trở về nội thành, tiêu phàm cùng tân lâm theo đường cái đổi tiếp. Trần Dương đầy bụng điểm khả nghi, lòng tràn đầy không hy vọng tiêu phàm cứ vậy rời đi nhưng dưới mắt chuyện này hình rõ ràng không phải tự thuật nhi nữ tư tình thời điểm không trải qua xe thời điểm trần dương hay là biếu môi biểu thị chất vấn ai liễu sinh hùng một lái xe đâu các ngươi làm sao truy a à? bọn hắn trên đường trì hoãn không ít thời gian có cái này quang cảnh đầy đủ liễu sinh hùng vừa mở ra một hai mươi bên trong một đoạn như vậy khoảng cách lái xe tự nhiên là vài phút liền đến đi bộ lời nói lại phải ba bốn tiếng Huống hồ làm sao truy tung định vị cũng là vấn đề lớn. Trần Dương ý tứ, tự nhiên là muốn cùng Tiêu Phàm Tân Lâm cùng đi truy liễu sinh hùng một. Đối như bóng với hình đi theo Tiêu Phàm bên người Tân Lâm, Trần Dương tổng là nghĩ muốn biết rõ ràng thân phận chân thật của nàng. Cô nương này chẳng những tướng mạo xinh đẹp, dáng người ngạo nhân, mà lại võ nghệ cao cường, giết người không chớp mắt, coi như không đem Tiêu Phàm liên lụy ở bên trong, cũng đầy đủ gây nên Trần Dương hứng thú bất quá tiêu phàm lại không chút khách khí liền đem ý nghĩ của nàng cho bác bỏ đàm hiên thụ bị thương rất nặng trần dương nhìn qua tựa hồ vẫn được nhưng từ lao vùn vụt trên xe như thế bị đẩy tới đến không đi bệnh viện kỹ càng kiểm tra một chút làm sao có thể yên tâm cuối cùng vẫn là dựa vào tiêu phàm an bài trần dương bất đắc dĩ đi theo lão mụ lái xe đường cũ trở về đương nhiên đây cũng là bởi vì trần dương không hiểu rõ đàm hiên thụ thương không nhẹ đàm hiên trên thân vết máu cũng không hết sức rõ ràng nhìn qua chính là chút bị thương ngoài ra thôi. Trần Dương rơi xe địa phương, cách tĩnh xuyên công viên rất gần, bất quá trong chốc lát, tiêu phạm cùng Tân Lâm liền song song đuổi tới công viên quảng trường. Màu lông trắng đen xen kẽ hắc lân theo thật sát dưới chân bọn hắn. Trải qua qua một đoạn thời gian điều dưỡng, hắc lân trên thân lông tóc ngay tại dần dần biến thành đen. Đợi đến toàn thân cao thấp lại chuyển thành đen nhánh tỏa sáng thời điểm, hắc lân thương thế trên cơ bản cũng liền triệt để khỏi hẳn. Công viên quảng trường một bên, ngừng lại liễu sinh hùng một điều khiển bộ kia xe Toyota. Không trong xe, Tân Lâm nhẹ nói, tiêu phàm nhẹ gật đầu, hắn giác quan thứ sáu, chỉ có so Tân Lâm càng thêm nhạy cảm. Trên thực tế, liễu sinh hùng vừa đã rời đi nơi này có một đoạn thời gian. Hai người dần dần tiếp cận bộ kia xe Toyota, tại mấy mét bên ngoài đứng vững bước chân, không có áp sát quá gần. Mặc dù tiêu phàm Tân Lâm đối với mình đều 10 điểm tự tin, nhưng cử quỷ lưu nhẫn thuật tự có độc đáo chi bí, vạn nhất liễu sinh hùng một trên xe động cái gì tay chân, bọn hắn phát giác không được cũng là rất có thể. Cách xa một điểm, càng bảo hiểm, tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, trắng muốt huyền vũ giáp vô thanh vô tức ra hiện trong tay hắn. Đông Bắc phương hướng, chốc lát, tiêu phàm thấp giọng nói, ngay tại xe Toyota đỗ chỗ không xa, có một đầu trong rừng đường mòn, thông hướng rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, chính là Đông Bắc phương hướng. Liễu sinh hùng một theo đầu này trong rừng đường mòn, trốn vào rừng rậm nguyên thủy. Tân Lâm cười lạnh một tiếng, nói, hắn đây là mình muốn chết. Nếu như Liễu Sinh Hùng vừa trốn về thành thị, phản lại tương đối khó giải quyết. Bất kể như thế nào, đây là đang đông đảo quốc, là có pháp luật quản lý văn minh thế giới. Liễu Sinh Hùng một nhược quả nhờ bao che tại cảnh thự bảo hộ phía dưới, tiêu phàm Tân Lâm lại cường hãn, cũng tuyệt không có khả năng công nhiên tiến công đông đảo quốc cảnh sát thự. Mà lại liền trước mắt mà nói, tiêu phàm hay là bắt ruộng thành phố cảnh sát tội phạm truy nã. Hiện tại, Liễu Sinh Hùng một lại hướng rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu chạy trốn. Tại rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, so đấu hoàn toàn là giao thủ song phương cá nhân thực lực. Dù coi như đông đảo cảnh sát số lớn xuất động, đến đây nghĩ cách cứu viện Liễu Sinh Hùng một, tại cái này minh mông trong khu rừng rậm nguyên thủy, lại nhiều cảnh sát cũng bất quá là giọt nước trong biển cả thôi, căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Đi thôi, tiêu phàm không do dự nữa, trực tiếp hướng về kia trong rừng đường mòn phiêu nhiên mà đi. Mèo hắc lần gọi một tiếng, thân thể vọt tới, cướp được tiêu phàm phía trước, lung lay mấy cái, liền không thấy bóng dáng. Tiêu phàm cùng tân lâm nhìn nhau cười một tiếng, cái này lớn mèo mập hòa nói bên trong huệ oải, tựa hồ đối với cái gì đều không đánh nổi tinh thần, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, lập tức liền trở nên hưng phấn vô so, đấu trí ngang dương. Tĩnh xuyên công viên quảng trường có bảy tám đầu thông hướng phương hướng khác nhau trong rừng đường mòn, những này trong rừng đường mòn điểm cuối cùng, không phải thâm sơn của tháp chính là một chút danh thắng cảnh điểm. Bàn đá xanh xếp thành mặt đường chỉ có thể cho một người thông qua, nếu như muốn giao hội lời nói, nhất định phải nghiêng người mới có thể để cho đường. Tiêu phàm dưới chân bọn hắn đầu này đường mòn, bàn đá xanh bên trên che kín rêu xanh, ẩm ướt chân bóng, rất rõ ràng thật lâu không có người nào đi qua con đường này. Đại đa số châu Á cùng quốc gia khác du khách đến bắc ruộng thành phố đến du lịch, chủ yếu là nhìn cảnh kết cùng thành thị tĩnh xuyên công viên rất nhiều cảnh điểm bên trong, chỉ có hai cái nổi danh cổ tháp đối du khách tương đối có lực hấp dẫn. Đa số du khách tiến về trong núi cổ tháp, còn không phải là bởi vì lễ Phật, chủ yếu là thể hội một chút Phật giáo tại đông đảo quốc không giống bình thường đặc biệt ý vị. Trên thực tế, Phật giáo tại khác biệt quốc gia thậm chí khác biệt địa khu, truyền thừa đều là sai lệch quá nhiều. Trừ cái đó ra, đi du lãm cái khác cảnh điểm du khách liền muốn ít hơn nhiều. Đầu này trong rừng đường mòn, lại không biết là thông hướng nơi nào mới vừa tiến vào trong rừng không lâu bốn phía liền hoàn toàn tối xuống cao lớn tán cây đem nhàn nhà thanh lãnh nguyệt ánh sáng hoàn toàn che lấp bên ngoài liền xem như tại giữa ban ngày trong rừng đường mòn cũng âm u phải có thể chớ đừng nói chi là cái này thanh đạm đêm trăng tân lâm sáng lên đèn pin không phải điện thoại mà là chuyên dụng đèn pin nhỏ ống điện năng dự trữ xa so điện thoại pin cường đại tân lâm lại điều chỉnh đến tiết kiệm năng lượng hình thức có thể kiên trì thời gian dài hơn. Lấy nàng cùng tiêu phàm thị lực, có như thế một điểm ánh đèn chiếu sáng đã đầy đủ. Hai người một nấp tại trong rừng cây không chậm không nhanh đi lên phía trước, đảo mắt liền đi qua 2 đến 3 giờ thời gian. Bóng đêm càng sâu, đỉnh đầu cùng chung quanh đều đen kịt, giống một ngụm nồi sắt ngược lại che xuống, đem thiên địa vạn vật đều một mực giam cầm ở trong đó. Sương mai đã lên, trong rừng cây, khắp nơi là đậm đến tan không ra sương mù. Cho dù có đèn pin chiếu xạ cũng rất khó nhìn thấy 3-4 mét bên ngoài tình hình. Rừng rậm chỗ sâu, cú vọ thỉnh thoảng kêu to, ngẫu nhiên còn kèm theo cái khác động vật tiếng kêu, khiến người dùng mình. Tiêu phàm cùng Tân Lâm đều không làm sao nói, chỉ là hướng về phía trước. Cứ như vậy một đầu bàn đá xanh đường, cùng nhau đi tới, không có bất kỳ cái gì mở rộng chi nhánh, huyền vũ giáp từ đầu đến cuối chỉ dẫn lấy tiêu phàm hướng về phía trước, cũng không sợ mất dấu mục tiêu. Lại đi nửa giờ, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa lại nguyên lai đã đi ra rừng rậm nguyên thủy. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là chỉ là tạm thời đi ra kia một mảnh tương đối khu rừng rậm rạp. Căn cứ địa đồ biểu hiện, tính xuyên công viên phía bắc nguyên thủy công viên 10 điểm rộng lớn, đi bộ lời nói, coi như đi thẳng thẳng tắp, không đi nửa phân đường nghiêng, cũng không chịu đến bất kỳ khốn nhiễu gì trở ngại, tối thiểu cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể xuyên qua cả cánh rừng. Sương mù vẫn như cũ phi thường đậm đặc, tầm nhìn cũng không so thân ở trong rừng rậm tốt bao nhiêu bàn đá xanh xếp thành mặt đường, uốn lượn hướng lên, bên đường đều lại không có khu rừng rậm rạp, che trời đại thụ, mà là trụi lùi. Hai bên đã là vách núi dựng đứng treo leo, bởi vì sương mù lượn lờ, thấy không rõ lắm hai bên vách núi dựng đứng treo leo đến cùng sâu bao nhiêu, nhưng độ dốc dốc đứng, lại gần như thẳng đứng. Vẹn vẹn nhìn trước mặt như thế một đoạn ngắn mặt đường, ngược lại là có chút tây nhạc hoa núi tuyệt bích thương long lĩnh kỳ hiểm khí thế. Tân lâm dừng bước, tú mỹ song mi nhẹ nhàng nhào. Không đúng, tiêu phàm đem nâng lên chân phải thu hồi lại, nhìn về phía tân lâm, trong thần sắc mang theo trưng cầu chi ý. Liễu sinh hùng một không phải muốn chạy trốn, tân lâm lập tức giải thích nói, nếu như muốn chạy trốn lấy mạng, hoảng hốt chạy bừa thời điểm, hướng rừng rậm nguyên thủy bên trong chạy, ngược lại là có thể lý giải. Người có cái thời điểm là xảy ra bất tỉnh chiêu, lúc ấy loại tình huống kia, liễu sinh hùng một giữa hai vị tộc lão song song mất mạng, tử vong uy hiếp gần ngay trước mắt, Liễu Sinh Hùng vừa mất đi bình thường năng lực phán đoán, tình có thể hiểu. Nhưng trước mắt con đường này, rõ ràng chính là thông hướng vách núi tuyệt bích. Coi như Liễu Sinh Hùng nhiều lần váng đầu chuyển hướng, từ Liễu Sinh Trang Viên chạy ra đến bây giờ, quá khứ 4 giờ, hắn có đầy đủ thời gian đến sắp xếp như ý ý nghĩ của mình. Như thế nào mê đầu được não chạy lên như thế một đầu tuyệt lộ. Tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, đối tân lâm phân tích biểu thị tán thành. Trên thực tế, vừa bước lên đầu này tuyệt bích đường mòn, Tiêu phàm trong lòng liền có một loại hết sức kỳ lạ cảm ứng nơi đây có được một loại nào đó thần kỳ lực lượng có thể làm nhiễu hắn thần niệm chi lực. Thuật sư cái gọi là thần niệm chi lực kỳ thật chính là trải qua không ngừng cường hóa giác quan thứ sáu cùng thuật pháp chăm chú liên quan. Nơi đây có thể quấy nhiễu hắn thần niệm chi lực, tự nhiên cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cái khác thuật pháp thi triển. Ngay cả hắn cường đại như vậy, thuật sư đều lại nhận dạng này rõ ràng ảnh hưởng. Phổ thông thuật sư đến nơi này thủ áp chế liền sẽ càng thêm rõ ràng một mực chạy trốn, cũng không hợp liếu sinh hùng một họ cách. Người này phi thường kiêu ngạo, hôm nay thất bại, đối với hắn mà nói, là cái căn bản họ đã kích. Cho nên, ngay từ đầu hắn cũng không phải là muốn chạy trốn. Nơi này, có lẽ chính là hắn đã sớm chọn tốt quyết chiến chỗ. Tiêu phàm chậm rãi nói, quyết chiến, chỉ bằng hắn, hắn còn có cái gì dựa vào. Tân lâm lạnh hừ một tiếng, nói, Liễu sinh vừa phu cùng liễu sinh Naoya hai cái này bế quan khổ tu mấy chục năm lão quỷ tử, đều đã mất mạng, liễu sinh hùng một còn có cái gì giúp đỡ so hai cái này tộc lão càng thêm khó lường. Ta đoán chừng, hắn dựa vào chính là nơi này, nơi này có thể áp chế lực lượng của ta, tiêu phàm chậm rãi nói, ừm, tân lâm sau nghi bỗng nhiên dương lên, nàng không phải thuật sư, ngược lại là không có tiêu phàm dạng này kỳ lạ cảm ứng, bất quá trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nơi này, rõ ràng đã đi ra rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, nhưng cho người ta cảm giác bị đè nén, chỉ có so trong rừng rậm càng sâu. Đi thôi, mặc kệ nơi này có gì đó cổ quái, người này, chúng ta đều nhất định phải tiêu diệt hắn. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, cất bước bước lên bậc thang. chương 389, ác quỷ nói. Một điểm nhàn nhạt đèn pin ánh sáng, theo ma thiên lĩnh uốn lượn mà lên. Cái này vách núi treo leo bên trên đường mòn, càng thêm chân ướt, rêu xanh bên trên dấu chân giống như. Rất rõ ràng, đây là liễu sinh hùng dẫm mạnh ra. Trước đây không lâu, hắn vừa mới trải qua đầu này trên vách đá dựng đứng đường nhỏ. Cũng chính là tiêu phàm tân lâm bọn người kẻ tài cao gan cũng lớn, đổi lại người bình thường lại tới đây, tuyệt đối không dám đi lên. Tại loại này thiên tuyệt chi địa, chỉ cần dưới chân thoáng trượt đi, chính là tai họa ngập đầu, vạn kiếp bất phục. Nơi đây có thể kiềm chế thuật sư giác quan thứ sáu, mạnh như tiêu phàm, cũng đặc biệt cẩn thận một chút, dưới chân thả rất chậm. Đã liễu sinh hùng một mục đích không phải đào mệnh, mà là muốn dẫn dụ bọn hắn vào trong, quyết nhất tử chiến, ngược lại là không cần lo lắng hắn chạy không thấy bóng dáng. Lại nói căn cứ nơi đây tình hình đến xem, căn bản chính là một chỗ tuyệt địa, liễu sinh hùng hoàn toàn không có đường có thể trốn. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, một đạo rách nát cửa đá xuất hiện tại tiêu phàm cùng tân lâm trước mắt. Đạo này cửa đá tương đương đơn giản, chính là một cái hình vòm giàn khung, nhưng là không hề nghi ngờ, đây là một ngọn sơn môn. Núi chính giữa cửa có hai cái phủ điêu đông đảo văn tự. Cửu quỷ, tiêu phàm lông mày cũng có chút nhau. Tân lâm thấp giọng nói, chẳng lẽ nơi này là cửu quỷ lưu, sơn môn. Có khả năng, tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu. Yagyu gia tộc tộc là cửu quỷ lưu lớn nhất chi nhánh, liền ở vào bắc ruộng thành phố. Nơi đây cách bắc ruộng thành phố không qua mấy chục cây em xa gần, lại thâm nhập rừng rậm nguyên thủy, nói là cửu quỷ lưu ngày xưa sơn môn, căn bản trọng địa, không tính không hợp thói thường. Bất quá từ đạo này sơn môn rách nát trình độ cùng đường núi hoang vu trình độ mà nói, dù coi như nơi này đã từng là cửu quỷ lưu tổng đàn sở tại địa, bây giờ từ lâu vứt bỏ đã lâu. Tiêu phàm thần sắc lại càng thêm cẩn thận, khó trách nơi đây có thể kiềm chế hắn thần niệm chi lực, nguyên lai là cửu quỷ lưu ngày xưa tổng đàn. Xem ra dù nhưng đã vứt bỏ, nhưng cửu quỷ lưu tiền bối các cao thủ lưu lại một chút pháp trận, vẫn tại nổi lên tác dụng hoặc là chính là bởi vì nơi đây trời sinh có loại này kiềm chế thuật sư giác quan thứ 6 năng lực, cử quỷ lưu tiền bối cao thủ mới có thể đem nơi đây chọn làm tổng đàn sở tại địa. Mặc kệ là loại nào tình huống, đối Tiêu Phàm mà nói, đều không phải tin tức tốt gì. Đi, Tiêu Phàm nhấc chân tiến lên, cất bước qua cửa đá. Vô luận nơi này có bao nhiêu cổ quái, dù sao chỉ có liễu sinh hùng một một người. Xã hội hiện đại không có khả năng lại có người nào cư ở ở nơi như thế này, thực sự có người ở cái này cái này tuyệt bích đường mòn bên trên cũng quyết không thể một điểm vết tích cũng không còn lại. Lại là một giờ trôi qua, chân trời bỗng nhiên dần hiện ra từng tia từng sợi ánh sáng. Hừng đông, trong núi sương mù vẫn như cũ, tầm nhìn hay là không đến 5-6 mét. Đường núi càng thêm dốc đứng, dưới chân cũng càng thêm trơn ướt. Vách đá hai bên vách đá đều sâu không thấy đáy, cử quỷ lưu đám tiền bối đem nơi đây chọn làm tổng đàn, hiển nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nơi đây như thế hiểm trở, Vũ khí lạnh thời đại, chỉ cần trên đường núi dựng thẳng lên một lớp bình phong, phái mấy người đóng giữ, mặc kệ địch nhân đến bao nhiêu binh mã, đều cơ hồ hoàn toàn không thể công khắc. Theo chiều dương dần dần dâng lên, sương mù bắt đầu tiêu tán. Đương nhiên, tại loại này rừng rậm nguyên thủy vây quanh sâu trong núi lớn, sương mù muốn triệt để tiêu tán, cơ hồ là không thể nào. Chỉ là mặt trời mọc về sau, tầm nhìn so trước kia muốn hơi tốt một chút. Xa xa, lại một đạo sơn môn hiện ra thân ảnh mơ hồ đạo này sơn môn so sánh với sườn núi kia một cái, khí thế còn hùng vĩ hơn được nhiều, cũng càng thêm cao lớn. Đứng sừng sững ở đỉnh núi cao, đón mới lên chiều dương, lộ ra nói không nên lời tang thương bá khí. Tiêu phàm cùng tân lâm đồng thời dừng bước, một bóng người, chậm rãi từ đỉnh núi trong sương mù dày đặc đi ra, đục người khoác lòe lòe kim quang, tăng thêm sương mù cuồn cuộn lượn lờ, coi là thật giống như người trong chốn thần tiên. Bất quá tiêu phàm cùng tân lâm đều thấy rõ ràng, vị này thần tiên chính là liễu sinh hùng một. Tiêu tiên sinh, người rốt cuộc truy đến nơi đây. Khổ khổ, liễu sinh hùng dừng một chút chậm tại sơn môn chỗ đứng vững, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua bên này, nói, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Tiêu phàm gì cùng nghĩ lực, từ hắn cái này tiếng ho khan bên trong, liền có thể nghe được, liễu sinh hùng một nội thương mười điểm nặng nề. Bị đàm hiên ngay ngực đánh trúng một trường, ngũ tạng lục phủ đều đều bị hao tổn, lúc ấy cưỡng ép áp chế, mấy giờ trôi qua, rốt cục ép không được. Hai vị như thế kiên nhẫn truy sát, xem ra là hạ quyết tâm muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Khủ khủ, tiêu tiên sinh, không thể không nói, đây là cái rất sáng suốt quyết định. Bởi vì ta cũng muốn muốn mạng của ngươi, nếu như ngươi không thừa cơ hội này thanh ta giết chết, ta phát thệ, sau này sẽ cùng ngươi đấu đến cùng. Chính ngươi, người nhà của ngươi bằng hiếu, thậm chí hết thảy cùng ngươi có quan hệ người, đều là địch nhân của ta. Ta sẽ đem bọn hắn từng cái giết chết liễu sinh hùng một trầm chậm, chậm nói ngữ khí bình thản tựa hồ tại tự thuật lấy một kiện rốt cuộc chuyện quá đơn giản tình tiêu phàm liền cười hai mắt nhìn qua trong sương mù cái kia mơ hồ không rõ bóng người từ tốn nói liễu sinh ngươi khỏi phải làm phép khích tướng ta đã truy đến nơi này chính là nghĩ đến giết ngươi mặc kệ nơi này có gì đó cổ quái cũng mặc kệ ngươi bố trí ở chỗ này loại nào chuẩn bị ở sau ta cũng sẽ không lùi bước giữa chúng ta chỉ có một phương có thể sống rời đi nơi này nhà tây liễu sinh hùng một thật sâu gật đầu kéo lấy trường âm nói trong giọng nói vậy mà mang theo không che giấu được hưng phấn bóng người lóe lên liễu sinh hùng một liền mất đi bóng dáng tiêu phàm có bản lĩnh liền tới giết ta người cái này thấp kém chi người kia liễu sinh hùng một cười như điên tiếng cười thật lâu trên đỉnh núi quanh quẩn tràn đầy điên cuồng chi ý nhất định phải giết hắn tân lâm lạnh hừ một tiếng biên bối răng trắng kìm lòng không đặng cắn quá chặt chẽ Liễu sinh hùng một triệt để đem tân lâm chọc giận. Ừm, tiêu phàm nhẹ gật đầu, dưới chân một điểm, thân thể cao lớn phiêu nhiên nhi khởi, bay vọt ngũ lục cấp bậc thang, lại lại nhẹ nhàng điểm một cái, bạch y tung bay, lách mình tiến vào sơn môn. Tân lâm cười nhạt một tiếng, lập tức đi theo. Bên người một đạo trắng đen sen cái cái bóng chợt lóe lên, hắc lân đoạt tại phía trước. Hắc lân vẫn là như vậy tinh nghịch, luôn luôn không chịu nhường cho tân lâm. Lớn mèo lười. Tân Lâm nhịn không được nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Mèo lớn mèo mập bỗng nhiên tại cách đó không xa trên bậc thang dừng bước, nhàn rỗi quay đầu hướng phía Tân Lâm nhe răng nhếch miệng gọi một tiếng. Tựa hồ đối với Tân Lâm mắng mèo rất là bất mãn. Tân Lâm hé miệng cười một tiếng. Lớn mèo mập lại là mèo một tiếng, lóe lên sông qua sơn môn biến mất tại trong sương mù dày đặc. Tân Lâm theo sát phía sau cũng xuyên qua cái kia đạo sơn môn, lập tức hai mắt tỏa sáng, rộng mở trong sáng. Sơn môn về sau. Vậy mà có thế giới khác, một mảng lớn khoáng đạt vuông vức địa, xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng Tân Lâm trước mắt. Cái này vách núi trên đỉnh cao nhất, thế mà là một cái nho nhỏ quảng trường. Quảng trường bốn phía, thành hình nửa vòng tròn có xây từng tòa nhà trệt. Thời đại xa xưa, tất cả nhà trệt đều đã hoang phế, mọc đầy rêu xanh cùng cái khác không biết tên thấp tiểu thực vật, cửa sổ mở rộng. Những này nhà trệt đều đều là đá xanh lũy thành, lộ ra 10 điểm dày đặc, mang theo nói không nên lời tuế nguyệt tang thương cảm giác tung nhưng đã vứt bỏ, cũng vẫn là thấu ra trận trận quỷ dị cùng uy áp chi khí. Đối diện Sơn Môn thì là một tòa cung điện thức kiến trúc, cũng là lấy khối lớn đá xanh lũy thành, luận quy mô, tòa cung điện này thức kiến trúc, xa so xung quanh nhà trệt còn rộng lớn hơn được nhiều, khí thế rõ ràng cùng những cái kia nhà trệt không giống. Thật không biết năm đó, lớn như thế khối nặng nề đá xanh, là thế nào vận bên trên cái này vách núi đỉnh cao nhất. Tại không có bất kỳ cái gì hiện đại hóa máy móc dưới tình hình, muốn tại đỉnh núi kiến tạo dạng này đá xanh khu kiến trúc muốn hao phí nhân lực là một cái cực kỳ con số kinh khủng tân lâm sau mi dương lên có vẻ hơi giật mình thấp giọng lẩm bẩm nói bọn hắn làm sao làm được bởi vậy có thể thấy được năm đó cửu quỷ lưu tại phương bắc đảo là cỡ nào cường đại thế lực thậm chí có khả năng áp đảo địa phương quan phủ phía trên tiêu phàm lực chú ý lại tựa hồ như cũng không tại những này hòa trên phòng thậm chí cũng không tại cung điện vốn trên khuôn mặt cung điện đại môn hai bên, thậm chí còn đứng thẳng hai bức tượng đá. Thạch điêu diện mạo dữ tợn, nhe răng nhếch miệng, như là từ trong địa ngục đập ra đến ác quỷ. Tiêu phàm hai mắt, liền chăm chú vào cái này hai bức tượng đá phía trên, trên mặt hiện ra vẻ giật mình. Làm sao rồi, tân lâm nhịn không được hỏi, muốn tại tiêu phàm trên mặt nhìn thấy vẻ kinh ngạc, nhưng thực tế là không dễ dàng. Cái này hai bức tượng đá, có gì đó cổ quái a? Ác quỷ nói, tiêu phàm thấp giọng nói, Nữ khí có chút trần chờ, tựa hồ không thể 100% khẳng định. Cái gì, tân lâm giật nảy cả mình, nàng mặc dù không có tu luyện qua vô cực môn thuật pháp, cùng tiêu phàm sớm chiều ở chung gần 4 năm, đối luân hồi tướng tình hình lại cơ bản rõ ràng. Cái gọi là ác quỷ nói, chính là luân hồi tướng đạo thứ tư. Ác quỷ nói, sáu cái tu luyện pháp tướng cùng sáu đạo tu luyện khẩu quyết, cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Thiếu một đạo khẩu quyết cùng một cái tu luyện pháp tướng. Nhưng là, Tân Lâm thực tế có chút không rõ ràng cho lắm, chỗ này chỗ, cùng luân hồi tướng ác quỷ nói. Có liên quan gì, tiêu phàm nhẹ nói, cái này hai cái pho tượng, cùng ác quỷ nói tu luyện pháp tướng rất tương tự. Ừm, có loại sự tình này, Tân Lâm càng thêm kinh ngạc, hai mắt lại kìm lòng không đặng toát ra vẻ hưng phấn, người nói là, đông doanh cửu quỷ lưu, cùng ngươi tu luyện luân hồi tướng có quan hệ. Cái này thật là có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là, nơi này nói thế nào cũng có chút lịch sử, hẳn là hơn mấy trăm năm a. À. Tân Lâm lại bốn phía quan sát một chút xung quanh hoàn cảnh, mang theo điểm nghi hoặc nói. Luân hồi tướng thiên trương thất lạc, cách nay hơn một ngàn năm. Mà lại ở trong đó trần trọc khúc chiết, nhất thời bán hội lại nơi nào khu phân rõ ràng. Đương nhiên, đơn chỉ bằng cái này hai cái pho tượng, cũng chỉ có thể nói là có chút tương tự thôi. Tiêu phàm trên mặt kinh ngạc thần sắc đã cơ bản bình phục, từ tốn nói. Bất kể như thế nào, nơi này phải thật tốt tìm kiếm một chút. Tân Lâm quả quyết nói, ừm, tiêu phàm nhẹ gật đầu, cứ việc ý niệm này nhìn qua là có chút hoang đường, nhưng dù là chỉ cần có một phần trăm hy vọng, cũng quyết không thể bỏ qua. Đi thôi, tiêu phàm nhấc chân hướng về đối diện cung điện đi đến. Tân Lâm không nói một lời, theo thật sát, chân trời chiều dương từ từ bay lên, một đạo đạo kim sắc hào quang từ cung điện đỉnh chóp chiếu xạ mà xuống, cứ việc có nồng vụ ngăn trở, cũng vẫn là lóa mắt lóa mắt, khiến người không dám ngưỡng mộ chương 390, cung điện. Cung điện không phải quá lớn, toàn bộ đỉnh núi khối này đất bằng, diện tích cũng không lớn, chỉ là mấy giờ đi thẳng đang chật trội trên sơn đạo, bỗng nhiên nhìn thấy như thế một chỗ bằng phẳng quảng trường, cảm giác bên trên 10 điểm rộng rãi mà thôi. Chỗ này cung điện sở dĩ có thể cho người ta rộng rãi cảm giác, cũng là bởi vì có chung quanh nhà trệt đúng đúng so. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này là một đám bảo tồn được tương đối hoàn hảo cổ kiến trúc, hoặc là nói là một cái gia phế tích. Kỳ thật, nếu như thêm chút tu tập, nơi này hẳn là một chỗ phi thường có phẩm vị cảnh điểm. Lại không biết nguyên nhân gì, không có đạt được du lịch khai phát. Có lẽ, công cửu quỷ lưu có quan hệ, Yagyu gia tộc tộc không nguyện ý nơi này tiến hành du lịch khai phát, lấy Yagyu gia tộc tộc tại bắc ruộng thành phố thế lực, muốn đạt thành dạng này mục đích, kia là dễ như trở bàn tay. Con đường kia hai cái pho tượng thời điểm, tiêu phàm dừng bước lại, lần nữa quan sát tỉ mỉ một phen, càng thêm kiên định mình ý nghĩ đông phương các quốc gia trong truyền thuyết, có quan hệ ác quỷ thần thái, thiên kỳ bách quái. Nhưng đều không ngoại lệ đều là hung ác dữ tợt, khuôn mặt đáng ghét. Nhưng mà cái này hai cái pho tượng, cùng luân hồi tướng ác quỷ nói. Tu luyện pháp tướng rất tương tự, họa phong cơ bản nhất trí. Tiêu phàm tin tưởng, hẳn là không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Vô cực chín tướng thiên các tướng thuật tu luyện khẩu quyết cùng pháp tướng, khẳng định không phải võ thuật truyền thừa, nhưng cũng không thể nói cùng võ thuật không có chút nào liên quan nhất là tu luyện cao minh nội công tâm pháp thành tựu cao thấp liền cùng người tu luyện tâm thái mật thiết tương quan thuật pháp tu vi thượng cảnh giới rơi xuống kỳ thật đã ảnh hưởng đến tiêu phàm võ thuật phát huy tỷ như tối hôm qua đối yagyu ra tộc tộc hai đại tộc lão một trận chiến nếu như tiêu phàm là tại thời kỳ toàn thịnh nhưng thật ra là khỏi phải kéo dài thời gian dài như vậy càng không cần đến hắc lân hỗ trợ bởi vì tâm cảnh bất ổn vì vậy hạo nhiên chính khí cảnh giới tối cao, cũng khó có thể phát huy ra. Cùng bình thường cao thủ giao chiến, loại này khác biệt dâu ria, tiêu phàm căn bản liền không cần suốt toàn lực. Nhưng mà cùng cao thủ chân chính quyết đấu, thời khắc mấu chốt thất chi chút xíu, kết quả liền đi một nghìn giảm. Theo chỉ thủy tổ sư nói, hạo nhiên chính khí pháp quyết tu luyện đang không ngừng sửa đổi quá trình bên trong, cũng tham khảo vô cực chín tướng thiên pháp quyết tu luyện. Nếu là vô cực môn vô thượng thần công, cùng vô cực chín tướng thiên chặt chẽ kết hợp, rất là hẳn là. Đại đạo tri cực, vạn pháp đều thông, Tân Lâm chỉ là có chút tò mò tại hai cái pho tượng bên trên nhìn lướt qua, liền không thèm để ý. Lực chú ý của nàng toàn đều đặt ở trong cung điện. Liễu sinh hùng một đã đem bọn hắn dẫn đến nơi đây quyết chiến, luôn luôn có nguyên nhân. Tân Lâm trong miệng đối liễu sinh hùng một không thèm để ý chút nào, trong lòng cũng không dám nhẹ như vậy địch. Chỉ ít từ suốt đạo đến nay, Yagyu ra tộc tộc mấy cái này quỷ tử, là nàng nhìn thấy qua lợi hại nhất đông đảo người. Vừa đi tiến vào trong đại điện, vừa mới dâng lên chiều dương, lập tức liền bị che đậy bên ngoài, lập tức lại biến thành một mảnh đen nhánh. Tân Lâm không hề nghĩ ngợi, nguyễn kiếm trong tay bá múa thành một đoàn kiếm hoa, đem mình hoàn toàn bao phủ lại. Loại thời điểm này, vô luận là ai, hai mắt đều sẽ xuất hiện trong nháy mắt mắt mù tình trạng, chính là dễ dàng nhất gặp tập kích quan khẩu. Tân Tiểu Thư, không cần như thế, đối với tập kích các ngươi, ta không hứng thú. Tân lâm bên tai lập tức vang lên liễu sinh hùng một thanh âm nhàn nhạt, nhạt, mang theo hết sức rõ ràng khinh thường chi ý. Tân lâm hào lờ đi, lách mình đến một bên, cùng hai mắt dần dần thích ứng trong cung điện u ám, trong tay động tác mới dần dần chậm lại. Tiêu phàm chậm rãi đi tiến vào trong điện, đây là một cái mang theo rõ ràng cổ đại phong vị đại điện, cùng rất nhiều võ hiệp phim truyền hình bên trong một ít bang phái tổng đàn tổng đà phòng nghị sự rất tương tự, hơn 10 cây cao lớn cột đá, đem đại điện đỉnh chóp nâng lên. Trong đại điện rỗng tuếch, chỉ có tại đại điện cuối cùng, có một cái tảng đá bậc thang, đứng sừng sững lấy một chương cao lớn bằng đá chỗ ngồi, kiểu dáng có điểm giống châu Á cổ thay mặt hoàng đế ngự tọa, ngự tọa chính giữa, ngồi ngay thẳng một người nam tử, chính là Liễu Sinh Hùng một. Liễu Sinh Hùng một phía sau thì là một bức tường đá, trên tường đá điêu khắc một cái dữ tợn kinh khủng quỷ đầu, hai mắt nộ trừng, quỷ miệng đại trương, chính đối ngồi ngay ngắn ở ngự tọa trung ương liễu sinh hùng một mà tại cái này quỷ đầu chung quanh thì vây quanh tám tên ác quỷ hình thái khác nhau nhưng đều không ngoại lệ đều dị thường dữ tợn không hề nghi ngờ nơi này hẳn là cửa quỷ lưu trước kia tổng đàn dù sao theo thời đại tiến bộ những này truyền thừa cổ xưa hoặc là xuống dốc hoặc là dung nhập xã hội hiện đại tỷ như yagyu gia tộc tộc liền rất tốt đem cổ lão truyền thừa cùng xã hội hiện đại liên tiếp cùng một chỗ đồng thời một mực duy trì tại chủ lưu trong xã hội cường đại lực ảnh hưởng. Vô luận thế sự thay đổi thế nào, Yagyu gia tộc tộc vĩnh viễn là bác ruộng thành phố nhất có nội tình cũng có thế lực nhất đại gia tộc. Trên thực tế, hôm nay cửu quỷ lưu tướng đối quá khứ cửu quỷ lưu cũng không thể nói chính là xuống dốc. Chỉ là thời đại tiến bộ cho tới hôm nay, một cái lớn như vậy lưu phái, môn nhân đệ tử đông đảo, khả năng không lớn tập trung ở tai nơi này thâm sơn lão lâm bên trong. Thật giống như vô cực môn, cũng đã không có mình sơn môn chỉ thủy xem chỉ là chỉ thủy tổ sư tư nhân trụ sở tính không được là vô cực môn chân chính tổng đàn nếu quả thật tại nơi nào đó danh sơn đại xuyên xây một cái đại đại đạo quán quảng thu môn nhân đệ tử làm cho thanh thế to lớn chỉ sợ chẳng những không thể đem vô cực truyền thừa phát dương quang đại ngược lại lại biến thành một cái trò cười tỷ như cái nào đó nổi tiếng võ thuật lưu phái cùng tòa nào đó nổi tiếng chùa miếu chính là có sẵn ví dụ liễu sinh sự tình đến trình độ này luôn luôn phải có cái chấm dứt. Liền không cần giả thần giả quỷ sóng tốn thời gian, nhìn qua cao cao ngự tỏa bên trên liễu sinh hùng một, tiêu phàm song nghi cao lại, nói. Liễu sinh hùng một liền cười, lạnh lùng nói, tiêu phàm, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Ta cũng thừa nhận, một đôi một lời nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng không bao gồm nơi này, nơi này là chúng ta, cử quỷ lưu, ngày xưa tổng đàn, cũng là cử quỷ lưu, thánh địa. Chỉ muốn ở chỗ này, cửu quỷ lưu, đệ tử chính là vô địch. Nói hưu nói vượn, không đợi tiêu phàm mở miệng, tân lâm liền cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tân tiểu thư, ta xem thường ngươi, cái kia tây vực người hồ A34, đã từng hướng ta cung cấp qua có quan hệ tin tức của ngươi, nói ngươi là tiêu phàm cận vệ, nhưng là không có gây nên ta đầy đủ coi trọng. Sơn khẩu, Thu tử bọn hắn, đều là ngươi giết A. Còn có đệ đệ ta liễu sinh hùng hai, cũng là ngươi giết liễu sinh hùng một nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tân lâm chậm rãi hỏi tây vực người hồ a ba tư là ai tân lâm sau nghi một dương đối liễu sinh hùng một nghi vấn không chút nào để ý trực tiếp bắt lấy mấu chốt của vấn đề nàng hiện tại đã cơ bản có thể kết luận tại dương tây trấn bị nàng giết chết cái kia đảo quốc thái điểu nin ra hẳn là liễu sinh hùng một đệ đệ liễu sinh hùng hai nhưng mà đem tình huống này chuyển cáo cho liễu sinh hùng một khẳng định chính là núp trong bóng tối cái đám kia người tây vực người Hồ A Ba Tư, đây là Tân Lâm lần đầu tiên nghe được tên của người nọ. Liễu sinh hùng một mặt bên trên lại lộ ra một vẻ trào phúng, nói tiêu tiên sinh, xem ra người cũng không có ta tưởng tượng cường đại như vậy, bị người đuổi giết ám toán, liền đối thủ danh tự cũng không biết. Ngược lại là ta cái này đông đảo quốc người trước biết. Đó là bởi vì, người ta muốn ngươi cho hắn làm pháo hôi. Như trước vẫn là tân lâm tại ứng tiếp cái đề tài này nàng biết tiêu phàm là tuyệt sẽ không có hứng thú hướng liễu sinh hùng một giải thích. Có quan hệ nghịch thiên cải mệnh, có quan hệ hồng trần đại kiếp tình huống như vậy, tiêu phàm như thế nào lại hướng liễu sinh hùng vừa nhắc tới. Liễu sinh hùng một khóe miệng co giật một chút, sắc mặt lập tức trở nên âm lệ, trong mắt cũng bắn ra đói sói hung quang. Tân lâm câu nói này, thật kích thích đến hắn. Liễu sinh hùng một là cái cực đoan tự phụ thậm chí tự đại người, từ chấp trưởng Yagyu ra tộc tộc bắt đầu, liền chưa từng thua thiệt qua. Bây giờ lại bị A34 lợi dụng, đến mức rơi cho tới bây giờ hạ tràng, trong lòng của hắn đối A34 thống hận, chỉ sợ mảy may cũng không tại đối tiêu phàm Tân Lâm thống hận phía dưới. Nhược quả không phải A34 đem Liếu Sinh Hùng hai dụ dỗ đi Hoa Hạ tham dự ám sát tiêu phàm nhiệm vụ, như thế nào lại phát sinh hôm nay đây hết thảy. Toàn bộ Yagyu gia tộc tộc, trong một sớm một chiều, cơ hồ hoàn toàn hủy diệt. Đã như vậy, Liễu Sinh Hùng một liền cảm thấy mình có nghĩa vụ đem A34 tình huống thông báo cho tiêu phàm cùng Tân Lâm biết được. A34 biết mượn đau giết người, Liễu Sinh Hùng một làm sao sẽ không? Nhưng cái này không biểu hiện, Liễu Sinh Hùng một liền có thể tiếp nhận Tân Lâm đối với hắn trào phúng. Cái này chi nữ nhân kia, vậy mà dám xem thường hắn. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Đúng, tiêu tiên sinh, A34 là cái thuật pháp đại sư, ta đã từng thấy tận mắt hắn thi triển qua pháp thuật, rất đáng gờm. Người không phải là đối thủ của hắn, bị người một mực truy sát ám toán, cũng đã rất bình thường. Liễu sinh hùng một cưỡng chế lửa giận trong lòng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đối tiêu phàm nói. Tiêu phàm không tiếp hắn, hắn hết lần này tới lần khác liền muốn cùng tiêu phàm nói, không cùng tân lâm nói, dùng cái này để diễn tả hắn đối tân lâm xem thường. Tiêu phàm từ tốn nói, liễu sinh tiên sinh, thuật pháp chi đạo, người không hiểu. Mà lại ngươi cũng không cần lại khích tướng ta, a à, ba tư cùng những bằng hữu kia của hắn ta cuối cùng là phải đối phó bọn hắn ngươi còn có lời gì muốn bàn giao a à? nếu như không có ta liền tiễn ngươi lên đường liễu sinh hùng một cười lạnh một tiếng nói tiêu tiên sinh chiếu ngươi nói như vậy ngươi là ăn chắc ta rồi đã đến nơi này ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu bớt nói nhảm tân lâm sớm đã nhẫn nại không được trong tay mềm kiếm nhất chấn dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái phi thân lên tại một cây cột đá bên trên lại một mượn lực, kiếm quang như xương, thẳng đến ngự tỏa bên trên liễu sinh hùng một đánh tới. Cứ việc nơi này chỗ thâm sơn lão lâm bên trong, cuối cùng vẫn là tại đông đảo quốc bên trong, tân lâm lo lắng đêm dài lắm mộc, hay là nắm chặt thời gian đem liễu sinh hùng một giải quyết hết cho thỏa đáng. Cho tới bây giờ, tiêu phàm cũng còn bị bác ruộng thành phố cảnh sát truy nã, muốn rời khỏi bác ruộng, chỉ sợ còn phải cái khác nghĩ cách. Liễu sinh hùng một lạnh lùng nhìn qua đằng không đánh tới tân lâm, đã không có đứng dậy, càng không có vùng vẩy binh khí nghênh chiến, chỉ là nhẹ nhàng một trường, đánh vào ngựa tỏa trên lan can. Lập tức một trận ầm ầm tiếng vang trong đại điện truyền dương ra. Tân Lâm lấy làm kinh hãi, Nguyễn Kiếm trong tay lập tức kéo một cái kiếm hoa, thân thể ở giữa không chung dừng lại, chậm rãi phiêu rơi xuống đất. Nơi này nếu là cửu quỷ lưu tổng đàn sở tại địa, dù nhưng đã hoang phế, tổng là có chút cổ quái, hay là chú ý cẩn thận vi diệu. Âm ầm tiếng vang thanh âm, càng lúc càng lớn, Ngự tỏa phía dưới bậc thang bằng đá bỗng nhiên vỡ ra một cái thông đạo, toàn bộ ngự tọa liên tiếp liếu sinh hùng một bản người, nhàn rỗi chìm vào trong thông đạo, lại cũng không nhìn thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết tập 26.